ta lại không biết tinh đồ phải chăng có tác dụng, nếu là không có tác dụng, ta không phải tại cái này mù lắc lư đâu. Các ngươi có trên 10.000 người đang tìm kiếm, còn đang kéo dài gia tăng nhân thủ, ta chỉ có tiến đến 3.000 người, không quá phận a. Phong Thanh Ngục lãnh đạm nói. Thanh Minh Quỷ Vương trầm mặc rất lâu, nói thành đi, bất quá tinh đồ sự tình, trước khác kết luận, chúng ta còn tại khảo nghiệm. Lý Thải Vi cũng có tinh đồ, nàng tạm thời không có lộ diện qua, nói không chừng nàng đã có thu hoạch. Chỉ mong là thật đi. Phong Thanh Ngục nói xong, xoay người rời đi, lưu lại Thanh Minh Quỷ Vương híp mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn bóng lưng của hắn rất lâu. Ha ha, Lục Đạo Kiếm Ma, tiếp tục tự phụ đi, các loại không dùng được ngươi vào cái ngày đó, ngươi liền không có. Cửu Cung Thần Vực, Quỷ Thần Sơn Mạch. Toàn bộ Quỷ Thần Sơn Mạch hướng đi, tựa như là một cái nằm tại trên mặt đất cự nhân. Cửu Cung Quỷ Tông tu luyện giả cùng cộng sinh thú, giống như là cái này cự nhân trên người con kiến, thậm chí là cho bụi. Toàn bộ Cửu Cung Quỷ Tông rất lớn, khắp nơi đều có cự thú bôn tẩu, đủ loại loại hình cộng sinh thú, tại thiên sơn vạn thủy bên trong phi nước đại gào thét. Khai chiến về sau, chỉnh cái tông môn, đều lâm vào cuồng nhiệt trong không khí. Tại Quỷ Thần Sơn Mạch, cự nhân, ánh mắt vị trí, là một cái không đáy hố sâu. Cái này hố sâu, cũng không phải là thông hướng Trầm Uyên chiến trường động không đáy. Trong hố sâu hắc vụ lăn lộn, gào khóc thảm thiết, túc sát mà âm u. Nơi này là Cửu Cung Quỷ Tông cấm địa, bình thường người đều không đến được đến nơi đây. Dọc theo hắc vụ hướng xuống 3.000 mét, chính là cái này hố sâu cuối cùng. Xuyên qua tốt mấy trọng thiên văn kết giới, cuối cùng đến một cái âm u hắc ám địa cung. Tại cái kia địa cung chỗ cao, đứng đấy một cái tử bào trung niên nhân. Hắn đồng dạng ẩn thân tại trường bào rộng lớn bên trong, trên thân tử khí lăn lộn. Cái kia tử sắc ngưng kết thành vô số tiểu xà, ở trên người hắn du tẩu, thậm chí ngay cả mái tóc dài của hắn, đều trong bóng đêm lăn lộn, như cùng một cái con rắn độc. Trong hắc vụ, hắn một đôi to lớn hai mắt màu tím, nhìn chằm chằm phía dưới một cái cự đại huyết sắc cự đỉnh. Hắn từ bên trên rơi xuống, dẫm tại cái kia huyết sắc cự đỉnh phía trên. Có thể nhìn đến, cự trong đỉnh, huyết trì lăn lộn. Cái này là hoàn toàn từ máu người, trồng chất thành huyết trì, cho nên đậm đặc mà tanh hôi, nhan sắc khuynh hướng màu đỏ thẫm. Càng đáng sợ chính là, cái này huyết trì bên trong, còn có số lượng hàng trăm ngàn đếm được thi hài. Không có cộng sinh thú, toàn bộ đều là người. Bọn họ thi hài đối lập hoàn chỉnh, rõ ràng không tử vong bao lâu, cứ như vậy tán loạn phiêu phù ở dòng máu bên trong. Từ bên trên nhìn, dòng máu phía trên thi hài, lít nha lít nhít, giống như là một chén áp huyết phía trên vô số con ruồi chết. Nhưng đây không phải là con ruồi, bọn họ đã từng đều là người sống sờ sờ. Toàn bộ huyết trì, chỉ có một chỗ có một chút động tĩnh. Nhìn kỹ, đó là một cái tướng mạo thanh niên bình thường. Hắn vô lực nằm tại dòng máu phía trên, nhìn lên phía trên, tại thi thể ở giữa trôi nổi, nhìn lấy từng trương tuyệt vọng mặt người, ngay tại cách mình không đến mấy cái cm địa phương. Khương Vô Tâm. Phía trên, cái kia tử bào quỷ vương đang kêu tên của hắn. Khương Vô Tâm mờ mịt ngẩng đầu. Những thứ này, đều là mới mẻ xuất hiện ngũ hành thần vực, tù chiến tranh. Tử bào quỷ vương nói. Khương Vô Tâm liếc nhìn bốn phía. Mấy trăm ngàn người. Bọn họ không phải ngũ hành địa tông tu luyện giả, mà chính là ngũ hành thần vực rất nhiều trong thành trì dân chúng vô tội. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều, tế phẩm, vì ngươi hiến tế, để huyết nhục của bọn hắn hồn linh, trở thành ngươi dịch dinh dưỡng. Trên người ngươi quỷ thần chi huyết, sẽ hấp thu tế phẩm, tại, huyết nguyên đỉnh, cùng, tế huyết kết giới, liên hợp dưới, trở thành lực lượng của ngươi. Ngươi sẽ trưởng thành vì, ta Cửu Cung thần vực tối cường binh khí. Ngươi sẽ có được mấy triệu người lực lượng, ngươi sẽ là chân thật tồn tại thần. Ngươi là bị vận mệnh chọn chúng may mắn, biết không? Ngươi trẻ tuổi, nhất định muốn nắm lấy cơ hội, đây là ngươi duy nhất có thể báo thù cơ hội, một ngày nào đó, ngươi có thể đồ toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, vì ngươi chỗ thích người báo thù. Bọn họ có tội, bọn họ liền ngươi nữ nhân yêu mến đều giết chết, ngươi đã không có gì cả, Tiểu Âm cùng Tiểu Vũ như thế yêu ngươi, các nàng ở dưới Cửu Tuyền chết không nhắm mắt a. Cho nên, hồi báo các nàng thời điểm, đến. Khương Vô Tâm, người vì giết hại mà sinh, người sớm muộn sẽ trở thành những cái kia giả nhân giả nghĩa người ác mộng, người sẽ để cho tất cả xem thường ngươi người xuống địa ngục, thẳng đến có một ngày, để thiên hạ thương sinh, đều quỳ ở trước mặt ngươi, phủ phục run rẩy.
những lời kia, tựa như là mộng nghệ, vần quanh tại Khương Vô Tâm bên tai. Như vậy giống như là độc dược, theo lỗ tai của hắn, từng tầng lan tràn tiến vào thức hải, nhuộm đỏ linh hồn. Khương Vô Tâm hô hấp, biến đến trở nên nặng nề. Cái kia hai con mắt bên trong bốn cái tròng mắt, bị cái này núi thây biển máu nhuộm đỏ, hơn 10 vạn người oán hận cùng lệ khí, dung hội ở trên người hắn. Huyết nguyên đỉnh cùng tế huyết kết giới tại vô hình ở giữa, đã bắt đầu vận chuyển. Làm cái kia núi thây biển máu bên trong thanh niên, phát ra dã thú một dạng thống khổ gào thét, làm tiếng khóc của hắn tê tâm liệt phế, làm cái kia huyết chỉ ầm vang lăn lộn, dòng máu sôi trào, thi thể ào ào tan vào Khương Vô Tâm thân thể thời điểm. Huyết nguyên đỉnh phía trên tử bào quỷ vương, rốt cục nhếch môi cười. Hắn cười to thời điểm, trên đầu mái tóc tím dài bay dương lên, đó là đến hàng vạn mà tính tử sắc tiểu xà. Bọn họ phát ra chói tai tiếng kêu rẽ âm, lẫn vào Khương Vô Tâm kêu thảm, theo cái này hố sâu xông lên đám mây. Trong lúc nhất thời, quỷ thần sơn mạch, người người ghé mắt. Thiên tinh cảnh bên trong. Cha, vậy chúng ta đi trước. Một người mặc cạn quần dài màu đỏ nữ tử xinh đẹp. Chính mỉm cười cùng huyết ý quỷ vương cáo biệt. Chú ý an toàn, huyết ý quỷ vương mỉm cười nhìn lấy chính mình nữ nhi. Yên tâm đi, nơi này là địa bàn của chúng ta. Mà lại, còn có, Vân ca, cùng ta cùng một chỗ đây. Nữ tử chẳng hề để ý mà nói. Nàng gọi Hạ Tử Loan. Người cái tên này, trong nhà Hoa Hoa mới 2 tuổi, người không ở trong nhà mang ta tiểu cháu ngoại, chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt. Huyết ý quỷ vương thay đổi bình thường nghiêm túc biểu lộ, đại khái là nhớ tới cháu ngoại, khắp khuôn mặt là tưởng niệm. Tiểu gia hỏa mỗi ngày nhớ kỹ ông ngoại đâu, bất quá, người đều không quay về cùng hắn, người còn quản ta. Thiên tinh cảnh nhiều như vậy bảo bối, ta cùng Vân ca cũng muốn nhìn một chút. Hạ Tử Loan nháy nháy mắt nói. Vân ca, người nhìn kỹ nàng, ta không rảnh theo nàng giày vò. Huyết ý quỷ vương đối Hạ Tử Loan bên người một cái cao lớn nam tử tóc tím nói. Vâng, nam tử xem ra rất ổn trọng. Các ngươi tới thời điểm, Khương Vô Tâm sự tình, là chuyển cho cha ngươi phụ trách sao? Huyết ý quỷ vương hỏi cái kia, Cổ Vân ca. Đúng thế, Cổ Vân ca gật đầu nói. Thành, cha ngươi có thể làm càng tốt hơn. Huyết ý quỷ vương khoát khoát tay. Cha, gặp lại, xin cái oa oa nín thật lâu rồi, thật vất vả đi ra chơi một chuyến đâu. Hạ Tử Loan vội vàng lôi kéo Cổ Vân ca tay, một đường chạy chậm rời đi. Huyết ý quỷ vương sau lưng kiếp lão nhóm đều cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ đến trước đây không lâu Vân ca cùng Tử Loan, còn xếp tại đệ tử trước ba, đảo mắt 10 năm trôi qua, bọn họ cũng là nhị nguyên kiếp lão. Còn thật đừng nói, hai cái này tiểu thiên tài, so với chúng ta những lão quỷ này đều lợi hại. Tương lai, đoán chừng muốn tiếp huyết ý quỷ vương cùng Tử Tiêu quỷ vương ban, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, thật sự là một cọc thanh mai trúc mã tốt nhân duyên. Tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, hai người bọn họ chạy hứa xa, rốt cục rời đi trưởng bối tầm mắt. Cha ta thật là, ta cũng làm mẫu thân, còn đem ta làm tiểu hài tử quản thúc, quả nhiên vẫn là đến mượn cớ, thoát ly hắn trưởng khống dễ chịu. Hạ Tử Loan đập ở ngực, cuốn ba tất lưỡi mà nói. Cha vợ của ta đau lòng ngươi thôi, thì ngươi một cái khuê nữ. Cổ Vân ca kéo eo thon của nàng, tại trong tinh thần xuyên thẳng qua. Bọn họ cũng không vội vội vàng vàng tìm tòi. Trước tới nơi này, chỉ là vì thưởng thức cái này thiên tinh cảnh mỹ cảnh mà thôi. Đảo mắt một canh giờ trôi qua. Nghe trở về người nói thiên tinh cảnh rất đẹp, không nghĩ tới, so ta trong tưởng tượng, xinh đẹp hơn. Hạ Tử Loan tán thưởng mà nói. Cổ Vân ca nhẹ gật đầu. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Đây là cái gì? Liền tại bọn hắn trước mắt 1 mét địa phương, không gian xuất hiện một đạo gợn sóng. Mau tránh ra. Khả năng không gian muốn xé rách, Hạ Tử Loan vội vàng nói. Bọn họ lui về phía sau mấy bước, đại khái khoảng cách gợn sóng chừng 10 thước. Bỗng nhiên, không gian chấn động một chút. Một cái thiếu niên tóc trắng, cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn mới từ cái kia cái thứ hai kỳ quái tinh thần trong thông đạo đi ra, ý thức vừa tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đối diện một đôi thanh niên nam nữ, ngơ ngác nhìn chính mình. Có người. Lý Thiên Mệnh đồng dạng sửng sốt một chút. Ta dựa vào. Hắn chỉ có thể đậu đen rau muống chính mình vận khí thật kém. Cái này cổ quái tinh thần, làm sao đem chính mình, đưa đến khác trên mặt người rồi. Hắn là Lý Thiên Mệnh. Không ngoài sở liệu, cái kia người mặc cạn quần dài màu đỏ nữ tử, hét lên một tiếng,
biểu lộ trực tiếp biến đến lạnh lẽo. Nghe người cha nói, hắn không phải chết tại hắc động tinh thần sao? Cổ Vân Ca mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Thiên Mệnh còn sống, đây chính là sự thật, hắn không muốn quản nhiều như vậy, trực tiếp hơi hơi nghiêng người chuyển di, muốn cùng Hạ Tử Loan cùng một chỗ, một trước một sau vây quanh Lý Thiên Mệnh. Cục diện như vậy, đối Lý Thiên Mệnh tới nói tương đối nguy hiểm. Hắn không xác nhận chung quanh đây, phải chăng còn có người của đối phương, cho nên mặc kệ bọn hắn hai cái là thực lực gì, hắn quyết định thật nhanh, quay người liền hướng sau lưng tinh thần chạy tới. Chạy đâu, hai người kia đủ quát to một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Muốn như thế nào, Lý Thiên Mệnh quan sát chung quanh, phát hiện chung quanh đây, tựa hồ không có bọn hắn người. Người tại trước mặt chúng ta, hỏi vấn đề này, đầu óc người có bệnh thật sao? Người biết chúng ta là ai à? Hạ Tử Loan cười lạnh nói. Cửu cung quỷ tông người chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nghe cho kỹ, cha ta là huyết ý quỷ vương, phu quân ta có phụ thân là Tử Tiêu quỷ vương, chín đại quỷ vương, bọn họ bài danh thứ ba thứ tư. Thật vất vả bắt được ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi. Nghe nói ngươi rất có thể nhảy, cô nương ta thật lâu không cùng người động thủ, hôm nay bắt ngươi đùa nghịch một đùa nghịch. Lợi hại, bối cảnh thẳng châu, Lý Thiên Mệnh cho nàng giơ ngón tay cái lên. Tiểu bọ chết, ngươi vận khí không tốt, cam chịu số phận đi. Cổ Vân Ca trong tay lấy ra một thanh loan đao, cái kia loan đao bên trên có 10 đầu kiếp văn tồn tại, hiển nhiên là một thanh tốt nhất kiếp khí. Loan Nhi, đừng tìm hắn nói nhảm. Muốn là bắt sống không được, cầm một cái đầu người trở về, đó cũng là một cái công lớn. Tốt! Tại truy đuổi quá trình bên trong, bọn họ trực tiếp động thủ. Hai người cộng sinh thú, trực tiếp theo cộng sinh không gian xuất hiện. Hạ Tử Loan cộng sinh thú, là một cái toàn thân đỏ như máu độc hạt, đó là trong tinh không quái vật khổng lồ, huyết khí lăn lộn, toàn thân đều là kiên cường áo giáp, nhìn hắn hai mắt, có 700 cái điểm sao, đã chứng minh người này tại Cửu Cung Quỷ Tông thân phận cao quý. Đây là rất nhiều tam nguyên kiếp lão, mới có thể có cấp 7 sinh tử kiếp thú. Cổ Vân Ca cộng sinh thú, thì là một đầu tử sắc đại xà, cái kia đại xà nắm giữ hai cánh, triển khai có giả thiên tế nhật cảm giác, một cái uốn lượn răng độc vươn miệng, kiên cường lạnh lẽo. Nó đồng dạng có 700 điểm sao, chính là cấp 7 sinh tử kiếp thú. Bọn họ tuổi tác không đại, đại khái thì hơn 40 một số, so Diêm La bọn người lớn tuổi mười mấy tuổi hai bên, nhưng tối thiểu đến thất trọng sinh kiếp. Đoán chừng hơn 10 năm trước, vì Cửu Cung Quỷ Tông cầm tới thiên hạ đệ nhất hội đệ nhất đệ tử, cũng là nhóm người này, thậm chí có thể là hai người này một trong. Theo lý thuyết, bọn họ cộng sinh thú, không chỉ có một đầu. Dù sao một đầu cộng sinh thú, có chút không đáng chú ý. Liền Diêm La đều có 4 đầu. Trên thực tế, bọn họ cộng sinh thú, xa xa không nhìn thấy đơn giản như vậy, bởi vì cái này hai cái cộng sinh thú, mặc kệ là khấp huyết khôi linh ma hạt, vẫn là Tử Dực Đế Ma Xà, đều là mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Ngay trong nháy mắt này, bọn họ số lượng hàng trăm ngàn tử thể, trong tinh không xuất hiện, huyết sắc độc hạt cùng tử sắc tiểu xà, phong tỏa toàn bộ chiến trường, hướng về Lý Thiên Mệnh điên cuồng vọt tới. Huyết ý quỷ vương nữ nhi, Tử Tiêu quỷ vương nhi tử. Lý Thiên Mệnh vốn là muốn chạy, nhưng bởi vì hai cái này thân phận, lại thêm đối phương theo đuổi không bỏ, hắn dừng bước. Trước đây không lâu, huyết ý quỷ vương đem hắn đè xuống đất ma sát, sao có thể quên? Mà lại, mặc kệ là cái này lạnh lùng Cổ Vân Ca, còn là hắn kiều thê Hạ Tử Loan, đều đem mình làm trên thất thịt. Huyết ý quỷ vương, ngươi không phải đem ta làm cá trong chậu à? Vậy liền cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Lý Thiên Mệnh lúc này quay người, tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện, thì trong chớp nhoáng này, liền cùng Cổ Vân Ca cùng Hạ Tử Loan hai người giết đến cùng một chỗ. Ngươi lại nhảy a? Hạ Tử Loan kéo ra hắn khoảng cách, thân thủ lấy ra một tấm huyết sắc đại cung, cái này đại cung bên trên có một loạt lít nha lít nhít ánh mắt, cùng tà ma còn có chút tương tự, kỳ danh là ma nhãn huyết cung, nàng còn ở lại chỗ này ma nhãn huyết cung phía trên, dựng một loạt mũi tên, đó là thị huyết cửu tiễn. Huyễn thiên huyết phố tiễn thuật. Ông, thị huyết cửu tiễn đột nhiên hóa thành đầy trời mưa máu, hướng về Lý Thiên Mệnh một người bốn thú nổ bắn ra mà đến. Siêu siêu siêu, huỳnh hỏa phần thiên vũ linh cùng tiên tiên vệ huyết kiếm vũ, gần như đồng thời lao vút mà ra, không chỉ là xuyên thấu vô số độc hạt cùng tiểu xà, càng là trúng đích cái kia thị huyết cửu tiễn. Đương đương đương, tiếng cọ sát chói tai sinh ra. Ầm ầm, Lam Hoàng đã cuốn lên cái kia thiên trọng tinh hoàn, tại tiên tiên thánh quang đằng mạn giúp đỡ phía dưới,
trực tiếp đặt ở cái kia khắp huyết khôi linh ma hạt trên thân, bắt đầu sát người vật lộn. Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa đồng thời xuất thủ, một cái cùng cái kia tử dực đế ma xà run rẩy, một cái thì truy sát Hạ Tử Loan, để cho nàng không có cách nào từ một nơi bí mật gần đó bắn lén. Lý Thiên Mệnh vừa động thủ, cũng là giết hại, quá hung quá ác. Có cộng sinh thú mở đường, hắn trực tiếp cùng cái kia thẳng hướng hắn Cổ Vân Ca. Cổ Vân Ca trong tay loan đao, tên là Tử Nguyệt Thương Khung Nhận, hắn thi triển thời điểm, cái kia loan đao hóa thành từng vòng tử sắc trăng khuyết, xoay tròn đánh tới chớp nhoáng. Hơn 10 năm trước, là ngươi vì Cửu Cung Quỷ Tông, cầm xuống thiên hạ đệ nhất a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, Cổ Vân Ca không có trả lời. Hắn loan đao nhanh đến kinh người, bên người còn có vô số, giết đều giết không sạch sẽ tử sắc tiểu xà, hội tụ tại đao quang kiếm ảnh bên trong. Thiên Thiểm Minh Nguyệt đao pháp. Một đao thiểm ảnh, vạn xà đầy trời. Hiện tại không trả lời, về sau liền không có trả lời cơ hội. Lý Thiên Mệnh hai tay một đôi đông hoàng kiếm, xé rách tinh không, bạo sát mà tới. Chấn hồn chi đồng. Giết người không phải nói đùa, trong tay hắn con mắt thứ ba, trực tiếp chấn áp tại Cổ Vân Ca trên thân. Nhân hoàng long giáp. Chuôi kiếm vỗ, nhân hoàng long giáp sinh ra. Lý Thiên Mệnh tại thời khắc này cường đến đỉnh phong, long sáng lóng lánh. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, hắn trả tại khắc khổ ma luyện, đối mặt cái này bị chấn hồn chi đồng chấn trụ Cổ Vân Ca, Lý Thiên Mệnh dùng chính là nhân đạo chúng sinh kiếm. Sinh chi kiếm, thiên biến vạn hóa, những cái kia mấy vạn tiểu xà, tại trong kiếm thế nứt toác thành toái phiến. Tử chi kiếm, thẳng tiến không lùi, giết người như ngoé. Cổ Vân Ca rất nhanh, nhưng là Lý Thiên Mệnh càng nhanh mạnh hơn. Hắn tại thiên tinh cảnh rèn luyện kinh khủng giết người kỹ thuật, thường thường tại trong nháy mắt, hắn liền đã chí mạng. Phốc phốc, màu đen đông hoàng kiếm cùng cái kia Tử Nguyệt Thương Khung Nhận ma sát mà qua, bộc phát chướng mắt hỏa tinh. Phốc phốc, nhất kiếm xuyên tâm. Lý Thiên Mệnh rút kiếm bay ngược, chiến đấu kết thúc. Hắn giết đến là rất nhanh, nhưng đây đã là trước mắt hắn thủ đoạn mạnh nhất. Cổ Vân Ca, quả nhiên ngăn không được. Hắn che ngực, còn muốn theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra chút cái gì vật bảo mệnh. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không cho hắn cơ hội này. Hắn chỉ nhìn đờ đẫn Cổ Vân Ca liếc một chút, quay người thẳng hướng Hạ Tử Loan. Đến phiên ngươi. Hạ Tử Loan vừa đem thị huyết cửu tiễn, một lần nữa khoác lên ma nhãn huyết cung phía trên, ngẩng đầu liền thấy, Cổ Vân Ca che ngực, tràn ngập quyến luyến nhìn lấy chính mình. Phu quân, phu quân, ánh mắt của nàng run rẩy kịch liệt. Một khắc này, nàng ngũ lội oanh đỉnh. Hạ Tử Loan căn bản không nghĩ tới, bọn họ liền chiến đấu cơ hội đều không có. Cùng nàng thanh mai trúc mã, cùng một chỗ hơn 40 năm như ý lang quân, trong nháy mắt liền không có. Cổ Vân Ca sau cùng cái kia mê hoặc, thống khổ, giãy giụa ánh mắt, đâm xuyên qua trái tim của nàng. Nàng sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, hai mắt máu và nước mắt cuồn cuộn chảy ra. Cổ Vân Ca chiến tử về sau, thi thể lơ lửng trong tinh không, vẫn chết không nhắm mắt. Có chút phiền các ngươi, người nào không có thân nhân đâu. Thì cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Hắn nhìn thấu. Nhỏ yếu cũng là nguyên tội, liền cảm tình cùng tôn nghiêm cũng không xứng có. Hạ Tử Loan hiện tại càng ngốc trệ càng thống khổ, chỉ có thể nói rõ, nàng chỉ làm xong tước đoạt Lý Thiên Mệnh sinh mệnh chuẩn bị, lại hoàn toàn không có nghĩ qua, hai người bọn họ cũng sẽ chết. Tự cho là cao cao tại thượng, trưởng khống đại cục người, cũng biết này dạng nghĩ. Ngươi rất may mắn, ngươi không đồ dùng nếm sinh ly tử biệt thống khổ, bởi vì ngươi sau đó đi cùng hắn. Các ngươi chờ một chút, một ngày nào đó, còn có thể đợi được cha ngươi. Tại cái này thiên tinh cảnh, ám sát qua quá nhiều người, để Lý Thiên Mệnh minh bạch một cái đạo lý. Đã lựa chọn sát nhân diệt khẩu, cũng không cần có bất cứ chút do dự nào. Hiện tại bọn hắn ngàn vạn người, đều đang đuổi giết chính mình cái này, con ruồi, bất luận cái gì thời gian lãng phí, đều là tại trà đạp mạng của mình. Trên thực tế không dùng được Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa đã mở ra đế tinh thiểm diệu trạng thái, cả người giống như liệt dương, một bên thi triển chiến quyết, một bên thi triển thần thông. Nó luyện ngục hỏa ảnh biến hóa thất thường, có luyện ngục thuẫn giáp phòng thủ, phần thiên vũ linh nổ bắn ra, lại thêm Hạ Tử Loan chỗ tại nội tâm xé rách phía dưới, nó nhân cơ hội này, đã bức đối phương chật vật bại lui, ngay lúc này, tiên tiên phệ huyết kiếm vũ, lại lần nữa cuốn tới, phối hợp với huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, chỉ ít có trên trăm đạo xé rách Hạ Tử Loan trên người phòng ngự kiếp khí,
đâm vào máu thịt phía trên. Nàng tu luyện có luyện thể chiến quyết, trận này bị thương không đến mức lập tức chiến tử, còn có thể dây dưa. Nhưng tại nàng một mặt đau thương, còn đang giãy giụa thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã phối hợp Miêu Miêu, bọn họ liên thủ trùng sát, Miêu Miêu cái kia thái bạch ma cốt hàm răng cùng móng vuốt, đem đối phương mở ngực mổ bụng, Lý Thiên Mệnh thì một kiếm trảm thủ, đem cái này tử dực đế ma xà triệt để diệt sát, sau cùng, Miêu Miêu hồn thiên điện ngục thi triển, cơ hồ đem chung quanh tử sắc tiểu xà, đều điện thành tiểu xà làm. Không có sao chứ, Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút độc, bất quá, độc không ngã bản mèo. Miêu Miêu một mặt không có vấn đề nói. Vậy cũng chớ lười biếng, mau dậy. Miêu Miêu vừa định ngay tại chỗ nghỉ ngơi, liền để Lý Thiên Mệnh nắm phần gáy, ném tới Lam Hoang bên kia, để nó phối hợp tiên tiên cùng Lam Hoang, đối phó cái kia khấp huyết khôi linh ma hạt. Bọn họ ba cái hô nhau mà lên, cái này thất trọng sinh kiếp cộng sinh thú, căn bản ngăn không được, nó thi triển rất nhiều thần thông. Nói thí dụ như, nhiên huyết ma hà, cái này có thể đốt cháy huyết nhục dòng sông, lại không phá nổi Lam Hoang thiên trọng tinh hoàn, đến mức nó cái kia to lớn đôi càng, cơ hồ là tại một lúc mới bắt đầu, liền bị Lam Hoang thiên trọng tinh hoàn cho đứt đoạn. Có Miêu Miêu thêm vào, Lam Hoang gào thét một tiếng, triệt để đem này huyết sắc độc hạt cho kéo vỡ thành hai mảnh, cái kia mấy trăm ngàn huyết sắc tiểu độc bò gặp, bò đầy Lam Hoang cùng tiên tiên thân thể, khắp nơi cắn xé, Lam Hoang da dày thịt béo, thụ thương không nặng. Ngược lại là tiên tiên so sánh sợ loại này, may mắn lúc này thời điểm Miêu Miêu đến, hỗn độn lôi đình bao phủ, những cái kia huyết sắc tiểu độc bò gặp, ào ào điện cháy đen. Hai đại mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, toàn bộ chiến tử, liền tử thể đều sắp bị bọn họ cho giết sạch. Đây hết thảy, kỳ thật cũng không có, tiêu hao bao nhiêu thời gian. Làm cái kia khấp huyết khôi linh ma hạt, thê thảm chiến thời điểm chết, chỉ còn lại Hạ Tử Loan chính mình. Sắc mặt nàng đã sớm đại biến. Trên người nàng có một loại kết giới, lúc này thời điểm đã lóng lánh màu trắng quang mang, để hắn ra thịt xem ra càng có sáng bóng, chỉ tiếc tóc rối tung, toàn thân vết máu, thủng trăm ngàn lỗ. Siêu! Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa giáp công phía dưới, nàng thất trọng sinh kiếp lực lượng, hoàn toàn nhìn không được. Phốc phốc! Dù là nàng sử dụng thị huyết cửu tiễn, tương đương với sử dụng 9 cái súng ngắn chiến đấu, cũng ngăn không được Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm chi thần uy. Coi như miễn cưỡng chống đỡ, Huỳnh Hỏa kiếm khí đánh tới chớp nhoáng. Lần này, nó trực tiếp chặt đứt Hạ Tử Loan một cánh tay, càng làm cho nàng họa vô đơn chí. Lý Thiên Mệnh, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng tuy nhiên cánh tay bị chặt rơi mất, có thể ở trước đó, nàng đã lấy ra một bản thiên văn thư, tại cái này máu tươi vẩy ra thời khắc, nàng tùy tiện đều có thể tích huyết ở tại phía trên. Quyển kia thiên văn thư tương đương cẩn trọng, cái này rõ ràng là kiếp văn thư. Mà còn trợ cấp rất cao. Siêu Việt cửu tinh thần văn sư kiếp văn sư số lượng thưa thớt, cái này kiếp văn thư cần phải tương đương chân quý. Bất quá, mệnh đều nhanh không có, chỗ nào còn quản cái gì chân quý, Hạ Tử Loan đã sớm muốn sử dụng, chỉ là một mực bị Huỳnh Hỏa buộc, liền lấy ra cơ hội đều không có. Ông! Kiếp văn thư bạo phát. Lý Thiên Mệnh trầm mặc lui lại. Vừa rồi Cổ Vân Ca có động tác giống nhau, nói rõ bọn họ đều có chuẩn bị bảo mệnh át chủ bài, chỉ là Lý Thiên Mệnh so Cổ Vân Ca nhanh một bước. Nguy hiểm. Hắn chính híp mắt, tại thời khắc mấu chốt này, hắn chỉ có thể dùng người Hoàng Long Giáp ngăn cản. Có thể trước lúc này, chuyện thần kỳ phát sinh. Cái kia kiếp văn thư vừa tế ra đến, sau đó hành quân lặng lẽ, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt phai nhạt xuống. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái này kiếp văn thư phía trên, tự động tạo thành một cái kết giới. Kết giới kia có năm đầu thần long thiên văn, đem cái này kiếp văn thư đóng chặt hoàn toàn. Không có ý tứ, bảo bối của ngươi uy lực quá lớn, vượt qua thiên tinh cảnh cực hạn chịu đựng, bị phong cấm. Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười lên. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Hắn nổ là không nghĩ tới, cái này thiên tinh cảnh phong cấm, mạnh đến loại trình độ này, chẳng những có thể hạn chế bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên tu vi, còn có thể phong cấm quá mạnh thiên văn thư, để bảo vệ thiên tinh cảnh căn bản. Cho đến lúc này, Hạ Tử Loan ánh mắt, triệt để thay đổi. Nàng bị một tiểu 20 tuổi ra hỏa, dọa đến mặt không còn chút máu, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng nàng sẽ đào tẩu, chính muốn đuổi kịp đi, không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên quỳ trong tinh không, nước mắt xôn xao mà ra, nói. Lý Thiên Mệnh, thật xin lỗi, ta sai rồi, tuyệt đối đừng giết ta, hài tử của ta mới 2 tuổi, hắn không thể không có mẫu thân, ta cầu van ngươi. Nàng khóc đến nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Chấm, chờ ngươi trở về, đem hắn bồi dưỡng thành người,
sau đó tới tìm ta báo thù sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Không, ta sẽ không. Thôi đừng chém gió, trên người ngươi kết giới này, không chính là đang gọi người a? Muốn kéo dài đến cha ngươi tới sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Vì mạng sống, hài tử đều rời ra ngoài. Chẳng lẽ không có hài tử người, đáng chết sao? Nói cho cùng, nếu là sinh tử cừu địch, cũng đừng hy vọng xa vời đối phương thiện lương, loại này thua thiệt, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không ăn. Hiện tại hắn nắm giữ đối phương sinh tử, muốn là trái lại, Lý Thiên Mệnh muốn là nói loại lời này, vợ chồng bọn họ đoán chừng muốn cười đến gãy lưng rồi. Không, Hạ Tử Loan hối hận, thê thảm muốn tuyệt. Muốn là vừa mới, Lý Thiên Mệnh trốn thời điểm ra đi, không có đuổi giết hắn, tốt bao nhiêu. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Tại nàng tuyệt vọng trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tay nâng kiếm rơi, kết thúc tính mạng của nàng. Đúng vào lúc này, trên người nàng kết giới, bộc phát ra quang mang chói mắt, xông lên mây xanh, càng hiển lộ ra Hạ Tử Loan vị trí. Đây không phải phong cấm kết giới, mà là một loại tiêu ký, có thể là tín hiệu lan truyền. Rút lui. Giải quyết về sau, Lý Thiên Mệnh một người bốn thú, nhanh chóng nhanh rời đi, hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người, truy tới nơi này. Tiếp đó, bọn họ đoán chừng sẽ đoán được ta không chết, cần càng chú ý. Hắn nghênh ngang rời đi. Nói thật, Cổ Vân Ca cùng Hạ Tử Loan tu di giới chỉ bên trong, còn có rất nhiều bảo bối, nhưng Lý Thiên Mệnh lo lắng bị người làm tiêu ký, cho nên không dám mang đi, chỉ có thể mặc cho bọn họ, trong tinh không phiêu đãng. Huyết ý quỷ vương. Thiên tinh cảnh trước cổng chính, một lần kia cửu tử nhất sinh, trong lồng ngực hỏa diễm càng hơn. Vô tận tinh không. Một nhóm người ngay tại một cái ngôi sao màu hoàng kim phía trên tìm kiếm. Huyết ý quỷ vương như thế thân phận, tự mình xâm nhập cái này hoàng kim tinh thần. Tinh đồ tiêu ký ngôi sao này, nơi này cần phải có trọng bảo, đều lục soát khắp, như thế nào không thu hoạch được gì. Huyết ý quỷ vương ngừng lại, đứng tại cái này hoàng kim trên mặt đất, mi đầu hơi nhíu lấy. Lần trước xuất hiện thiên địa kiếp nguyên tinh thần, tại tinh đồ tiêu ký bên trong sao. Long Thương Nguyên hỏi. Phía trên lần gặp gỡ, hắn liền không có rời đi, một mực theo huyết ý quỷ vương, lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có, huyết ý quỷ vương lắc đầu. Long Thương Nguyên cũng phiền muộn. Tinh đồ sở tiêu cái tinh thần, toàn bộ đều là trống không, ngược lại là không có tiêu ký tinh thần, xuất hiện bảo tàng. Huyết ý huynh, có câu nói, ta không biết nên không nên hỏi. Long Thương Nguyên nói. Nói thẳng đi. Cái này tinh đồ đến cùng là lai lịch gì? Sự chân thật của nó, có bảo hộ sao? Long Thương Nguyên hỏi. Lai lịch trước chớ luận, tính chân thực tuyệt đối có bảo hộ, đừng nhìn lấy một chương nho nhỏ tinh đồ, nó tại chúng ta cửu cung quỷ tông, đã truyền thừa 100.000 năm. Là chúng ta cửu cung quỷ thần truyền thừa, huyết ý quỷ vương chắc chắn nói. Vậy liền kỳ, có thể chân chính bảo tàng, còn cần phương pháp đặc thù khai quật. Xem ra, còn phải nhiều suy nghĩ một chút, Long Thương Nguyên nói. Huyết ý quỷ vương nhẹ gật đầu. Hắn chính nhìn lấy cái này hoàng kim tinh thần xuất thần, đúng vào lúc này, hắn nhướng mày, theo tu di giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu tuyết trắng hình cầu kia phía trên lóng lánh một loại huỳnh quang, khẽ chấn động. Mệnh linh thạch, thế nhưng là con gái của ngươi, mệnh linh kết giới, động. Nàng gặp nguy hiểm a? Long Thương Nguyên nói. Huyết ý quỷ vương toàn thân đột nhiên lạnh. Hắn hô một cái cửu cung quỷ tông tam nguyên kiếp lão. Để hắn phụ trách chuyện bên này, trong tay cầm, mệnh linh thạch, cái kia mệnh linh thạch vì đó chỉ dẫn một cái phương hướng. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo huyết quang, hướng thẳng đến bên kia mà đi. Kỳ quái, ai dám đối con gái của ngươi động thủ? Không muốn sống nữa phải không? Long Thương Nguyên theo sau. Có thể là Độc Cô Tấn, huyết ý quỷ vương ánh mắt hung ác. Mệnh linh thạch lập lòe càng ngày càng sáng, điều này nói rõ mệnh linh kết giới càng ngày càng nguy hiểm. Huyết ý quỷ vương tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhanh, nhanh. Lý Thiên Mệnh sau khi chết, cái này thiên tinh cảnh bên trong, chỉ còn lại Độc Cô Tấn một cái uy hiếp. Hắn vốn cho rằng sẽ không trùng hợp như vậy đụng tới, nhưng bây giờ kinh hồn thời khắc, hắn chỉ thống hận chính mình, không có làm tốt phòng bị. Chịu đựng, Loan Nhi. Huyết ý quỷ vương tâm lý lăn lộn. Mấy trăm năm tu luyện kiếp sống quá dài, liên quan tới con gái, có người quan tâm, có người không quan tâm. Huyết ý quỷ vương hung danh lan xa, nhưng hắn vô cùng sủng ái nữ nhi duy nhất, đây là mọi người đều biết sự tình. Chịu đựng a. Vừa dứt lời trong nháy mắt, trong tay hắn mệnh linh thạch, bỗng nhiên vỡ nát. Một khắc này,
Huyết ý quỷ vương tròn mắt tận nứt. Cái này mang ý nghĩa, Hạ Tử Loan đã chết. A! À. Huyết ý quỷ vương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, cuống họng đều nhanh xé rách, cả người rất khí trùng thiên. Chết! Hắn lại gào thét một tiếng, máu và nước mắt cuồn cuộn mà ra. Làm mệnh linh thạch vỡ vụn về sau, nơi xa một đạo quang mang ngút trời, hắn đã thấy. Hắn không có dừng lại bi thương, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất, siêu việt tinh không. Trong lúc hành tẩu, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Cái kia cỗ dữ tợn sát khí, để Long Thương Nguyên đều có chút, không dám tới gần bên cạnh hắn. Độc Cô Tấn, thọc cái sọt lớn, Long Thương Nguyên ám đạo. Hắn biết, tiến đến thiên tinh cảnh nhiều như vậy kiếp lão, dù là chiến tử 1/3, đoán chừng huyết ý quỷ vương cũng sẽ không cau mày. Nhưng bây giờ, hắn cả người giống như bò đầy con kiến, để hắn đau thấu tim gan. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới chiến trường. Tinh không bên trong, nổi lơ lửng hai người hai thú thi thể, còn có vô số tiểu xà bò cạp. Chung quanh nơi này đã có một ít người, bị hấp dẫn mà đến rồi. Quỷ vương. Mọi người vội vàng né tránh. Loan Nhi. Huyết ý quỷ vương ôm lấy cái kia một bộ máu me đầm đìa thi thể. Ánh mắt hắn phía trên huyết, ào 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 giọt xuống dưới. Ngươi yên tâm, cha nhất định báo thù cho ngươi, để hại ngươi người, nỗ lực gấp 1 vạn lần đại giới. Huyết ý quỷ vương âm khàn khàn. Long Thương Nguyên kiểm tra một vòng, cũng hỏi thăm chung quanh kiếp lão, tâm lý có chừng đếm. Huyết ý quỷ vương đã đem nữ nhi thi thể gói kỹ, hắn đứng lên, vừa vặn đón nhận Long Thương Nguyên. Long Thương Nguyên phát hiện, cái này cho tới nay bày mưu tính kế ra hỏa, lúc này đã hoàn toàn cải biến. Từ đó về sau, hắn sợ là muốn bước vào hung tàn trạng thái. Huyết ý huynh, ta cảm thấy hung thủ, không nhất định là Độc Cô Tấn. Long Thương Nguyên nói, này sẽ là người nào? Huyết ý quỷ vương lạnh lùng nói. Ngươi nhìn cái này, Long Thương Nguyên lấy ra mấy cây thực vật cành lá, nói, thiên hạ đệ nhất hội, ngươi cần phải nhìn qua a. Đây là Lý Thiên Mệnh cái kia thực vật hệ cộng sinh thú cành lá. Huyết ý quỷ vương con mắt trợn tròn, hắn cầm lấy cái kia cành lá, rơi vào trầm tư. Hắc động tinh thần, sông lầm hẳn phải chết, hắn thế nào không chết? Không biết, đã cộng sinh thú xuất hiện ở đây, người khẳng định không chết. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, cũng là cái này Lý Thiên Mệnh, đã cùng Độc Cô Tấn cùng đi tới. Dù sao, ta nhớ được cái này hai hài tử, là thất trọng sinh kiếp cảnh giới. Chỉ bằng một người 20 tuổi Lý Thiên Mệnh, còn không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian, hại hai người bọn họ. Long Thương Nguyên nói. Huyết ý quỷ vương ôm trong ngực nữ nhi, sát khí mãnh liệt. Quỷ vương nén bi thương. Rất nhiều kiếp lão, toàn bộ phía trên tới dỗ dành. Bọn họ vốn cho rằng, huyết ý quỷ vương sẽ thống khổ thời gian rất lâu. Bất quá, hắn rất nhanh, thì một tay lấy ra tinh đồ, chính mình nhìn hồi lâu. Lý Thiên Mệnh không chết, rất nhiều tiêu ký tinh thần, lại không bảo tàng, nói rõ tinh đồ, xác thực không thế nào có tác dụng. Huyết ý quỷ vương nói. Cái kia, để chúng ta người tiến hắc động tinh thần, ta tự mình cho bọn hắn trồng lên, mệnh linh kết giới, nhìn xem có phải hay không sông lầm hẳn phải chết. Huyết ý quỷ vương nói. Đúng vậy a, nhất định phải thử một chút, Long Thương Nguyên nói. Kỳ thật, huyết ý quỷ vương gần nhất cùng hắn nói rất nhiều. Điều này nói rõ, đối phương đã càng ngày càng tín nhiệm hắn. Liền để ta tứ tượng hải tông người, tiến thử một chút đi. Long Thương Nguyên nói. Có thể, huyết ý quỷ vương nhìn hắn một cái. Thật có thành ý. Cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Một tòa ám tử sắc rộng rãi điện vương bên trong, một cái nam tử áo bào tím cầm lấy một cái tượng gỗ đồ chơi, ngay tại đùa một cái 2 tuổi tiểu nam em bé. Đến, cho ra ra ôm một cái, hôn một cái. Hài tử đáng thương, cha mẹ ngươi cũng thật là, trực tiếp đem ngươi bỏ xuống, cùng đi ra chơi đùa, đem ngươi ném cho Gia Gia nãi nãi. Đã như vậy, ngươi cũng nhanh đến tu luyện tuổi tác, Gia Gia thì cho ngươi đặt vững cơ sở đi. Đứa bé kia đang cùng một đầu tiểu xà cùng một cái bạc chuông, chơi đến quên cả trời đất. Đừng làm rộn, cùng mẹ ngươi khi còn bé một dạng tinh nghịch. Còn đem nhi tử ta làm hư. Nam tử áo bào tím khí tức. Hoàn toàn không có ở huyết nguyên đỉnh phía trên âm u, hắn ngược lại lộ ra khuôn mặt từ thiện, 10 phần sung sướng. Hắn đem thằng nhóc con bế lên. Cái kia thằng nhóc con còn đang giãy giụa, oa oa thét lên. Nam tử áo bào tím chính vui cười thời điểm, bỗng nhiên biến sắc. Hắn theo tu di giới chỉ bên trong,
lấy ra một cái mệnh linh thạch. Răng rắc. Mệnh linh thạch đột nhiên bạo liệt. Ba. Cái kia thằng nhóc con ném xuống đất, khóc đến thê thảm. Vân ca. Một tia sáng tím theo cung điện này xông lên mây xanh, trong lúc nhất thời sương mù tím lăn lộn, rất nhiều người bị dọa đến trong lòng run sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Thiên tinh cảnh, hắc động tinh thần trước. Cái này một khỏa hắc động tinh thần, vẫn là Long Ý Trần phát hiện viên kia. Sau đó, Long Ý Trần lúc này thời điểm, cũng tại huyết ý quỷ vương bên cạnh bọn họ, đồng hành còn có mấy trăm cái kiếp lão. Bọn họ vừa lúc đến nơi này, Long Thương Nguyên liền mang theo một cái lão giả tóc hoa râm, đi tới huyết ý quỷ vương trước mặt. Huyết ý huynh, nhân tuyển chọn tốt, gia hỏa này 400 tuổi, còn lại tại 6 tầng sinh kiếp, không dám vào tử kiếp, đã sống đủ rồi, không sống được bao lâu. Long Thương Nguyên nói, hắn chọn lựa lão giả, cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, không nói gì. Hiện tại, Long Thương Nguyên khẳng định cho hắn một vài điều kiện, để hắn cam tâm tình nguyện tới mạo hiểm. Không cần khẩn trương, thái cổ thần vực cái kia đế tử sau khi đi vào, đều rõ ràng đi ra, người sau khi ra ngoài, chỉ cần nói với chúng ta, bên trong có cái gì là có thể. Huyết ý quỷ vương nói. Đúng, quỷ vương, lão giả thanh âm đắng chát. Huyết ý quỷ vương ở trên người hắn vẽ lên một hồi, gieo một cái mệnh linh kết giới. Mệnh linh kết giới không phức tạp, chủ yếu là mệnh linh thạch liên quan sinh mệnh, tương đối quý trọng, bình thường người dùng không nổi. Đi xuống đi, huyết ý quỷ vương vỗ vỗ lão giả bả vai. Vâng, lão giả nhìn lấy hắc động kia tinh thần, hai chân không cầm được run rẩy, thật lâu không có lấy dũng khí. Yên tâm đi, coi như ngươi ra chuyện, người con gái gia tộc cũng sẽ có tốt hơn đãi ngộ. Bọn họ đều không chào đón ngươi, ngươi còn vì bọn họ phụng hiến, đây chính là phụ mẫu vĩ đại. Long Thương Nguyên đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy, lão giả này thì té xuống, bị hắc động tinh thần chìm ngập. Một cái vật thí nghiệm mà thôi, bọn họ hiện tại nóng vội, lười được ra ngoài tìm người. Dù sao, thiên tinh cảnh phụ cận, cũng không có mấy cái không đáng tiền mệnh. Huyết ý quỷ vương trong tay, cầm lấy một khỏa mệnh linh thạch. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái này như bạch ngọc hình cầu. Lúc này thời điểm, lão giả kia đã triệt để không còn hình bóng. Bỗng nhiên, răng rắc một tiếng vang giòn, mười phần chói tai. Mọi người xem xét. Huyết ý quỷ vương trong tay, mệnh linh thạch vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn. Mọi người ngốc trệ. Cái này chứng minh, vừa rồi lão giả kia chết rồi, mà lại bị chết rất nhanh. Huyết ý quỷ vương mày nhíu lại đến sâu hơn. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lại tới một cái, huyết ý quỷ vương nói. Mọi người nghe xong liền thấy, hắn bởi vì nữ nhi chết, thoáng có chút mất khống chế. Rất nhiều người đều lui lại một bước, sợ huyết ý quỷ vương tìm tới chính mình. Vương Phong Hồng, người qua đây, Long Thương Nguyên điểm một người. Nghe được tên của mình, một cái lão giả trừng to mắt, liền vội vàng lắc đầu. Nghe lệnh, Long Thương Nguyên nói. Tông chủ, vì sao là ta? Ta vì tứ tượng hải tông lập xuống qua công lao hãn mã, ta cả đời cúc cung tấn thụy, chỗ nào thật xin lỗi tông môn. Có lỗi với ngươi, lão giả hốc mắt đỏ bừng, bi phẫn muốn tuyệt. Ngươi lớn tuổi, Long Thương Nguyên thản nhiên nói. Lớn tuổi đáng chết, ha ha, lão giả cười thảm. Đừng nói nhảm, người tới, đè lại hắn. Long Thương Nguyên nói. Tứ tượng hải tông người do dự một chút, vẫn là động thủ, đem lão giả kia khống chế lại. Long Thương Nguyên, người cái này chẳng biết xấu hổ chó săn, không kiêng nể gì cả quỷ liếm, ngươi là ta tứ tượng thần vực thiên thu vạn đại đệ nhất sỉ nhục. Ngươi để hải thần con dân vì ngươi hổ thẹn, ngươi không xứng làm hải long vương, lão giả phẫn nộ chửi mắng. Im miệng, Long Thương Nguyên mất mặt. Hắn chưa thấy qua, như thế không biết tốt xấu người. Mấu chốt là, đây là ở trước mặt người ngoài. Bất quá, huyết ý quỷ vương có thể mặc kệ bọn hắn cái này nháo kịch. Hắn dùng nữa một cái mệnh linh thạch, sau đó, tứ tượng hải tông người, đem cái kia gọi là Vương Phong Hồng lão giả cho ném ra hắc động tinh thần. Răng rắc, mệnh linh thạch phá nát, người đã chết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được đều tại hướng phía sau co lại, bọn họ lo lắng Long Thương Nguyên còn đang tuyển người. Huyết ý quỷ vương trên tay, còn một thanh khởi nguyên thế giới thụ nhánh cây, chứng minh Lý Thiên Mệnh không chết. Nhưng là, những người này lại chết, điều này nói rõ cái gì? Lại là gặp quỷ hiên viên đại đế, cái này chết 200.000 năm ra hỏa, làm sao oan hồn bất tán đâu. Huyết ý quỷ vương âm u đẫm máu.
cục diện nguy cơ tứ phía, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ càng cẩn thận, tuyệt không dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, che giấu năng lực của mình thì càng ngày càng cao. Tại ám sát mà ẩn núp bên trong, hắn chính mình cũng không biết, đến cùng đi qua bao nhiêu ngày. Nhưng là, hắn lại biết, mình giết bao nhiêu người. Một đôi thẩm phán chi nhãn, lặng yên ở giữa, càn quét qua nguyên một đám tinh thần. Vô cùng hung ác chi đồ, đụng phải, tự nhiên là đưa hắn xuống địa ngục. Công đức lực lượng, chưa bao giờ từng để Lý Thiên Mệnh thất vọng qua. Hắn đế hoàng thiên ý, tại không có trạm tinh cổ lộ tư nhuận phía dưới, ngược lại lấy càng hung mãnh tốc độ trưởng thành, siêu việt sinh tử kiếp cảnh cực hạn. Một đường thu hoạch, tối thiểu có hơn 500 người, chết ở trong tay hắn. Trên thực tế, đối phương đã sớm biết hắn còn sống, cũng có một chút phòng bị. Đáng tiếc không dùng, bởi vì, bọn họ muốn tìm kiếm bảo tàng, nhất định phải phân tán, nếu không hiệu suất quá thấp. Chỉ cần phân tán, Lý Thiên Mệnh thì có cơ hội. Tại ám sát hơn 500 cái hung đồ, đi qua trên 100 cái ngôi sao về sau, hắn rốt cục lại lần nữa bước vào tử kiếp. Tứ trọng tử kiếp, càng là đi lên, thì càng thấy được chính mình con đường thành thần. Bát trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên, đều bị phong cấm kết giới áp chế, nói cách khác, tại lực lượng phương diện phía trên, ta cùng thiên tinh cảnh đỉnh phong tồn tại, chênh lệch đã không có lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh vận chuyển toàn thân tử kiếp chi lực, bao phủ toàn thân, khí tức tử vong tản mạn ra, để hắn khí chất đại biến. So sánh sinh kiếp cảnh giới, hiện tại bước vào tử kiếp, toàn thân tử vong chi lực hắn, càng giống là trong bóng tối kẻ giết chóc. Có lẽ, hiện tại bắt đầu, ta cũng không cần làm con rùa đen rút đầu, trốn tránh tránh. Lý Thiên Mệnh nhìn qua thiên tinh cảnh ngôi sao đầy trời, trong ánh mắt, hàn quang lấp lóe. Co đầu rút cổ quá lâu, bỏ mạng tứ phương, dù là đem đối thủ tức giận đến giơ chân, tâm lý đều rất biệt khuất. Nếu là ở bên ngoài, ta cùng những người này, vẫn có thiên địa hồng câu, nhưng tại cái này thiên tinh cảnh, là ta cơ hội tốt nhất. Có thể hay không vì thần tông làm những gì, có thể hay không để cho Linh Nhi yên ổn không lo, thì nhìn chính mình. Linh Nhi, nhất định muốn ngoan ngoãn, chờ ta mang theo tin tức tốt, trở về a. Tinh không bên trong, trên tay hắn quấn quanh lấy tà ma, phiêu nhiên tiến vào cái kế tiếp tinh thần. Tại cái này tinh thần phía trên tìm kiếm bảo tàng ngũ đại thần vực tiền bối các cường giả, hồn nhiên không hay, càng đáng sợ ác mộng, đã buông xuống. Hắn tiếp tục đạp vào sát lục chi lộ, càng thêm hung tàn. Kiên định nội tâm về sau, dù là làm thiên đạo đao phủ, liền không lại lưu tình. Hôm nay không giết, ngày khác nơi nào còn có cơ hội, khiến cái này tội ác đa dạng hung đồ, tụ tập cùng một chỗ. Công đức, cũng không tốt cầm. Đoạn này thời gian, hắn ngoại trừ trở thành thiên tinh cảnh bên trong sát lục chi ma, còn làm một chuyện khác. Cái kia chính là, tìm kiếm hắc động tinh thần. Hắn lần trước nghe đến cái tên này. Hắn không có tinh đồ, chỉ có thể tìm vận may, may mắn mỗi lần tới gần, nhân hoàng long giáp đều sẽ chỉ dẫn chính mình. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tại tu hành quá trình bên trong, lại đụng phải 4 cái khác biệt hắc động tinh thần. Mỗi lần đi vào về sau, cuối cùng nhìn đến con số đang kéo dài gia tăng. Mãi cho đến, 6. Đã thứ 6 viên, còn có bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh nhìn qua cái này minh mông thiên tinh cảnh, trong lòng suy đoán. Đi qua đã lâu như vậy, không biết, ngũ đại thần vực người, lại lấy được bao nhiêu bảo tàng. Thiên tinh cảnh nơi nào đó, một cái núi lửa phun trào hỏa diễm tinh thần phía trên. Mấy trăm cái kiếp lão tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đến từ ngũ đại thần vực, các cái tông môn người, trên cơ bản đều có đại biểu tại. Huyết ý quỷ vương, Long Thương Nguyên đứng tại đám người trung ương, sắc mặt âm trầm như sắt. Quỷ vương, thống kê qua, trong khoảng thời gian này, hết thảy mất tích 600 người trở lên, toàn bộ không thấy tung tích, lộ ra không sai đã chết, có một bộ phận đã tìm được thi thể. Mỗi cái ngôi sao phía trên, cũng chỉ là thiếu đi mấy người, tất cả mọi người coi là, bọn họ chỉ là chạy khác tinh thần đi lên, không cẩn thận tra, thật đúng là không để ý. Theo trên thi thể nhìn. Trên cơ bản đều chết bởi thái cổ thần tông đế tử Lý Thiên Mệnh chi thủ, người chết cảnh giới tối cao thất trọng sinh kiếp, thi thể chung quanh, đều có chút ít thực vật cộng sinh thú cành lá. Tiểu tử này rất là giàu hoạt, xuất thủ đủ hung ác, vậy mà một lần đều không bị phát hiện. Tránh thức tra rõ, số liệu báo cáo trở về, mới biết được một cái nhất định phải chết, cá trong chậu, vậy mà để ngũ đại thần vực các cường giả, như thế khó chịu. Hắn mới 20 tuổi,
liền bình quân 200 tuổi nhị nguyên kiếp lão đều có thể giết chết, chẳng phải là nghịch thiên. Quỷ vương, tiếp tục như vậy, chết người chỉ có thể càng ngày càng lớn, ta nhìn có cần phải, tạm thời đình chỉ tầm bảo, trước tiên đem hắn cùng Độc Cô Tẫn bắt tới diệt sát. Đúng, dù sao chúng ta lại không thiếu thời gian. Ngũ đại thần vực tiền bối các cường giả lao nhau. Để tiểu hài này náo thành dạng này, cũng là bởi vì từ đầu tới đuôi, chúng ta đều không coi hắn là người nhìn. Hắn có thể làm cho cả thiên tinh cảnh tạm dừng tầm bảo, đã đầy đủ nghịch thiên. Tại chỗ kiếp lão, trên cơ bản lấy nhất nguyên kiếp lão làm chủ, nếu có như thế một sát thủ ở bên người, bọn họ là không dám đơn độc hành động. Tràng diện một lần tĩnh mịch. Ta chính là hiếu kỳ, thì cái này thiên tinh cảnh, đều không phải là cái chỗ tu luyện, hắn dựa vào cái gì trưởng thành. Liên thất trọng sinh kiếp, đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Tứ tượng Hải Long Vương thực sự không nghĩ ra. Đó là bởi vì, bọn họ hết thảy tư duy hệ thống, đều tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên. Bọn họ căn bản không biết, cái gì là hỗn độn thần đế. Bây giờ hỗn độn thần đế truyền thừa, đã trở thành Lý Thiên Mệnh Thiên Phú bên trong trọng yếu một bộ phận, cơ hồ cùng thái cổ hỗn độn cự thú, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đặt song song. Tất cả mọi người nhìn lấy huyết ý quỷ vương. Hiện tại vấn đề là, muốn hay không trước đình chỉ tầm bảo, cho Lý Thiên Mệnh đầy đủ coi trọng, toàn lực bắt người. Vậy trước tiên tạm dừng, thông báo toàn thể, trước tiên đem hai người này bắt tới. Huyết ý quỷ vương nói. Nghe nói như thế, mọi người mới thở dài một hơi. Nói thật, quyết định này rất mất mặt. Ngũ đại thần vực nhiều như vậy trưởng bối cường giả, bị một đứa bé bức thành dạng này, truyền đi cũng phải làm cho thiên hạ chế nhạo. Huyết ý quỷ vương làm ra loại này quyết định, chỉ có thể nói, hắn đối Lý Thiên Mệnh sát tâm, đã nâng lên cổ họng. Bất quá đúng vào lúc này, lại có người đưa ra ý kiến phản đối. Huyết ý thúc thúc, Hải Long Vương, ta cho rằng tầm bảo sự tình, không nên tạm dừng. Mọi người trì trệ, hướng người nói chuyện nhìn qua, chỉ thấy người kia mới từ trên không rơi xuống, đến trước mắt mọi người. Đây là một cái thanh niên mặc áo bào trắng, hắn dáng người thon dài, áo trắng tung bay, nhìn khuôn mặt vậy mà như là bạch ngọc, tinh điêu ngọc trác, tai mắt mũi miệng đều như bảo thạch, lưu quang giật thải, đôi mắt kia vậy mà không có con ngươi, tất cả đều là tròng trắng mắt, xem ra lỗ trống lạnh lùng. Nói thật, hắn cái này tướng mạo, tuyệt đối là thiên hạ khuất tay có thể chỉ mỹ nam tử, nhưng hắn vậy mà không lưu tóc, đầu một mảnh ánh sáng, phía trên in 8 cái chấm đen. Xuống chút nữa nhìn, hắn chân trần mà đứng, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, còn có một cái kim sắc tiểu hầu tử, vậy mà mọc ra 6 cái lỗ tai, treo ở trên cánh tay của hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tiểu hầu tử vung ra trên vai của hắn, hướng về phía mọi người nháy mắt ra hiệu le lưỡi, còn cạc cạc cười không ngừng. Diệp Bồ Đề, cha ngươi để ngươi đã đến. Huyết ý quỷ vương hỏi. Nhìn hắn giọng nói chuyện, tựa hồ đối với người này, cũng không có trưởng bối đối vãn bối thái độ. Ta xuất quan, đã luyện thành. Bạch bào thanh niên đầu chọc nói. Chúc mừng, huyết ý quỷ vương nói. Trước nói chính sự đi. Gọi là, Diệp Bồ Đề, thanh niên, trên tay cầm lấy một chương tinh đồ. Hắn có thể nắm giữ tinh đồ, cho dù là phục chế phẩm, đều thuyết minh người này tại cửu cung thần vực địa vị, không phải còn lại người đồng lứa chỗ có thể so sánh. Ta tiêu chú Lý Thiên Mệnh đã giết người tinh thần, đại khái chia làm 6 cái khu vực, kỳ quái là, cái này 6 cái khu vực cũng không tiếp giáp. Còn nữa, nghe nói hắn tiến vào một khỏa hắc động tinh thần, lại giả tưởng biến mất, rất có thể chuyển rời đến nơi khác. Sau cùng theo hắn giết người thời gian trình tự nhìn, mỗi lần đến hắc động tinh thần phụ cận về sau, thì trong khoảng thời gian ngắn nhảy tới khu vực khác. Tổng hợp trở lên, có thể suy đoán, hắn có thể thông qua hắc động tinh thần chuyển di vị trí, đồng thời, hắn hiện tại khả năng, đang tìm kiếm còn lại 3 viên hắc động tinh thần. Diệp Bồ Đề duy nhất một lần nói xong. Cho nên, chúng ta chỉ cần tại còn lại 3 viên hắc động tinh thần, chờ hắn đến là đủ. Huyết ý quỷ vương nhếch miệng cười nói. Miệng hắn rất lớn, nụ cười này liền lộ ra cực kỳ dữ tợn. Tốt nhất ẩn náu lên, chờ hắn vào cuộc. Diệp Bồ Đề nói. Đến mức những người khác, như thường lệ tầm bảo là được rồi. Huyết ý quỷ vương nói. Đúng. Loan nhì đi, ta tâm tình quá loạn, trên tay cầm lấy tinh đồ, như thế rõ ràng quy luật, vậy mà không nhìn ra. Huyết ý quỷ vương nói. Nếu như đụng phải, ta sẽ vì Vân Ca cùng Loan nhì báo thù. Diệp Bồ Đề nói. Bọn họ liếc nhau một cái. Diệp Bồ Đề không có ánh mắt, cái kia tái nhợt hai mắt, lộ ra vô tận lạnh lùng.
tại chỗ rất nhiều người cũng sẽ không quên. Hơn 10 năm trước, Diệp Bồ Đề là lấy nghiền ép cục diện, không người là đối thủ, lấy được lần trước thiên hạ đệ nhất. Khi đó, Cổ Vân Ca cùng Hạ Tử Loan đều tiến vào tứ cường. Làm quyết định về sau, tiếp đó, Huyết Ý Quỷ Vương an bài một số chi tiết vấn đề. Lý Thiên Mệnh đã đi qua 6 cái hắc động tinh thần, còn lại 3 viên, cần phải nắm lấy cơ hội. Tuyệt không thể để con cá này, theo trong tay chạy đi. Coi như cái này thiên tinh cảnh, có phong cấm kết giới, liền một đứa bé đều không giải quyết được, vậy cũng muốn để người trong thiên hạ chế nhạo. Hắn rất thẳng thắn, chỉ đem thất trọng tử kiếp, trở lên cảnh giới kiếp lão, đều lưu lại. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại qua thất trọng sinh kiếp, không cần thiết để đám người này góp đủ số. Bởi vì thiên tinh cảnh đặc tính, bọn họ điều người tới, trên cơ bản đều là 6, thất trọng sinh tử kiếp, bát trọng trở lên, đại bộ phận đều trên chiến trường. Huyết Ý Quỷ Vương khẳng định không thể là vì một cái Lý Thiên Mệnh, lại điều đến mấy trăm bát trọng sinh tử kiếp cảnh. Lúc này mới mấy ngày, ta cũng không tin hắn còn có thể có đột phá. Tại chỗ đều là thất trọng tử kiếp trở lên, mỗi một cái đều có thể làm được hắn, tất cả mọi người làm 3 tổ, trước khi chia tay hướng 3 cái hắc động tinh thần. Huyết Ý Quỷ Vương nói, thiên tinh cảnh bên trong, thất trọng tử kiếp trở lên kiếp lão, tối thiểu có hơn ngàn cái, nhưng đại đa số đều là, đường chủ, phụ trách dẫn người tìm kiếm bảo tàng, phân bộ ở trên ngàn cái ngôi sao bên trong. Đầy đủ, nếu như nhiều người như vậy, đều bắt không được hắn, cái này thiên tinh cảnh, chính là thiên hạ của hắn. Long Thương Nguyên nói, thất trọng tử kiếp, đã là thiên tinh cảnh không bị phong cấm cảnh giới tối cao, liền Long Thương Nguyên đều bị phong cấm tại cảnh giới này. Hắn hiện tại so chung quanh cái này mấy chục người cường đại, chỉ là đỉnh phong cường giả thủ đoạn mà thôi. Các ngươi người nào trên người có ám ma thư? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi thăm mọi người. Ta có. Ta cũng có một chút. Không ít kiếp lão đáp lại. Đều lấy ra. Huyết Ý Quỷ Vương thống nhất thu lấy một chút, lại thêm trên người hắn tồn kho, có chừng hơn 300 vốn. Sử dụng một bản ám ma thư, chỉ cần hoàn toàn không động đậy. Liền sẽ không phá hư, ám ma, trạng thái, một vốn có thể tiếp tục 10 ngày, tương đương với, tại hắc động tinh thần bên cạnh ẩn thân. Ám ma thư không coi là nhiều cao cấp thiên văn thư, đại khái là ngũ tinh mức độ, bất quá, đối ôm cây đợi thỏ, loại hình đi săn, lại cầm giữ có hiệu quả. Đương nhiên, ám ma trạng thái chỉ là trình độ lớn nhất ẩn tàng bóng người cùng khí tức, dung hội không gian bên trong, chỉ cần động một cái, lập tức liền sẽ hiện thân. Nhưng nói thật, dùng để chờ đợi Lý Thiên Mệnh mắc câu, tuyệt đối có hiệu quả. Chờ hắn tới gần, 30 người đồng loạt ra tay, có thể bắt sống thì bắt sống, muốn là bắt sống không được, trực tiếp chu sát, tối thiểu nhất, ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huyết Ý Quỷ Vương hung ác tiếng nói. Vâng, một cái trong mắt của hắn cá trong chậu, đến giờ phút này, đã để cái này thiên tinh cảnh mấy vạn người, đều vô cùng khó chịu. Huyết Ý Quỷ Vương lại càng không cần phải nói, thua thiệt qua về sau. Coi như Lý Thiên Mệnh có to lớn tù binh giá trị, hắn đều muốn trực tiếp chu sát, xong hết mọi chuyện. Hắn hiện tại sợ nhất, cũng là đêm dài lắm mộng. 3 viên hắc động tinh thần, Thương Nguyên huynh, người tỏa chấn một khỏa, Bồ Đề, người đi phụ trách một viên khác. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Không có vấn đề, nếu là tiểu tử này dám đến ta cái kia đi, một cọng lông cũng đừng nghĩ chạy. Long Thương Nguyên cười nói. Huyết Ý Quỷ Vương an bài, cũng là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm. Đương nhiên, cùng ở bên cạnh hắn 30 nhị nguyên kiếp lão, trên cơ bản đều là cửu cung quỷ tông người đâu, muốn là Lý Thiên Mệnh có bảo bối gì, hắn cũng không dám cầm. Một bên khác, Diệp Bồ Đề nhẹ gật đầu. Đều nghiêm túc điểm, đem con ruồi này đập chết, thì có thể an tâm ăn cơm đi. Huyết Ý Quỷ Vương nói. 8-90 cái nhị nguyên kiếp lão, hai mặt nhìn nhau. Một tháng trước, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, bọn họ cái này một nhóm người. Lại muốn phí hết tâm tư truy sát một đứa bé. Muốn không phải cái này thiên tinh cảnh phong cấm kết giới, chúng ta không đến mức mất mặt như vậy. Ha ha, để bọn hắn như thế một đám người, trốn ở hắc động kết giới ôm cây đợi thỏ, tâm lý xác thực phiền muộn. Được rồi, khác oán trách, thiên tinh cảnh chuyện rất quan trọng, nhất định phải một mực chộp trong tay. Thanh thế to lớn một số không có gì, tối thiểu so toàn bộ thiên tinh cảnh đình chỉ tìm kiếm bảo tàng, mất mặt ném đến nhẹ một chút. Thỏa mãn đi. Nói thật, nhị nguyên kiếp lão thân phận, tại chỉnh cái thần vực đã khá cao. Tỷ như tại thái cổ thần vực, tam nguyên kiếp lão mới 50 mấy người, chỉnh cái thần vực chúng sinh vô số, có thể lên làm nhị nguyên kiếp lão,
đều là đệ nhất thần nhân, vạn dân kính ngưỡng. Sự tình ngược lại là chuyện nhỏ, muốn là đối thủ này, đổi thành Độc Cô Tấn còn tốt, tối thiểu là nhất nguyên thần vực trước ba. Bây giờ lại để một đứa bé, chơi đến xoay quanh, ai? Nghĩ thoáng điểm, muốn không phải hắn, chúng ta còn không mở được thiên tinh cảnh. Nói cũng phải. Tại bọn họ mồm năm miệng 10 nghị luận bên trong, huyết ý quỷ vương tùy tiện phân phối một chút, đám người này chia làm 3 nhóm, mỗi người tiến về một khỏa hắc động tinh thần. Thiên tinh cảnh bên trong vẫn còn có quỷ vương, bất quá bọn hắn đều đang đuổi tìm trọng bảo, hiện tại nhóm người này chuyên môn đối phó Lý Thiên Mệnh, đã tính toán cho đủ coi trọng. Ý Trần, người qua đây, rời đi thời điểm, Long Thương Nguyên hô một tiếng. Cha, có gì phân phó? Long Ý Trần đi vào bên cạnh hắn. Nhận biết Diệp Bồ Đề sao? Long Thương Nguyên hỏi. Nhận biết, người quên sao, chúng ta còn giao thủ qua, bất quá ta thua. Hắn hiện tại là thật biến thái, cảnh giới của hắn, đều có tư cách bị thiên tinh cảnh áp chế. Long Ý Trần ngữ khí nghiêm túc, trong lời nói tràn đầy bội phục. Nói nhảm. Cha hắn là đệ nhất quỷ vương, mẹ hắn là thứ hai quỷ vương, từ nhỏ bồi dưỡng tương lai Viêm Hoàng đại lục đệ nhất nhân, có thể không cho ngươi theo không kịp sao? Long Thương Nguyên trợn mắt nói. Cha có ý tứ là, đi theo hắn, ta làm sao đối huyết ý quỷ vương, ngươi thì làm sao đối với hắn? Long Thương Nguyên nói, ý là mặt dày mày dạn làm hắn vui lòng, Long Ý Trần có chút khó chịu hỏi. Làm sao nói chuyện, châm chọc ta, Long Thương Nguyên tằng hắng một cái nói. Cha, ta sai rồi, ta không có ý tứ này, Long Ý Trần cúi đầu. Bất quá ngươi nói không sai, cũng là để ngươi mặt dày mày dạn, đừng cả ngày quá thành thật, đem đầu thả thấp một chút, thừa nhận cường giả, đứng vững nội, tương lai không dùng sầu. Long Thương Nguyên vỗ vỗ đầu của hắn. Cha, ta đã biết, Long Ý Trần chân thành nói. Thật tốt làm, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Long Thương Nguyên lời nói thấm thía nói. Nhất định không cho ngươi thất vọng. Long Ý Trần nghe nói như thế, hốc mắt đỏ lên. Hắn biết, Long Thương Nguyên dạng này phong cách hành sự, khẳng định rất nhiều người chơ chẽn, thậm chí tứ tượng Hải Tông nội bộ, đều sẽ có người cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng vậy thì thế nào? Nếu như làm liếm chó, có thể thăng chức rất nhanh, chẳng những sẽ không bị diệt, còn có thể thẳng tới mây xanh, có gì không thể. Long Ý Trần cáo biệt phụ thân, đi theo Diệp Bồ Đề. Diệp Bồ Đề cái này một nhóm người. Cơ hồ đều là cửu cung quỷ tông nhị nguyên kiếp lão, từng cái đều là bưng trưởng bối cường giả, thái độ rất cao ngạo. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Bồ Đề hỏi. Vì tương lai thiên hạ đệ nhất nhân hiệu lực, muôn lần chết không từ. Long Ý Trần nói không quen, những cái kia lời khen tặng, liền đi thẳng vào vấn đề. Diệp Bồ Đề đánh giá hắn một hồi, khẽ mỉm cười một cái. Có thể, ta thích vui sướng người, đi thôi. Đúng. Cứ như vậy. Ba phe nhân mã tản ra. Mỗi người đến về sau, bọn họ phong tỏa hắc động tinh thần tất cả phương vị, sử dụng ám ma thư, tiến vào ám ma trạng thái, ngồi đợi Lý Thiên Mệnh cái này cá trong chậu mắc câu. Đi chết đi. Lý Thiên Mệnh tay nâng kiếm rơi. Lại là một vị cửu cung quỷ tông trưởng bối cường giả, chết tại trong tay hắn. Đây là một cái người đẹp hết thời, tu luyện một loại hút dương khí đặc thù công lao, lấy tư nhuận thân thể, bảo trì thanh xuân sức sống. Trên thực tế, gia hỏa này 400 tuổi. Mạnh hơn tu luyện giả, đến số tuổi này, trên cơ bản đều khom người hoa bạch, nàng còn phong tư chắc tuyệt, ai biết nàng đem bao nhiêu người, tươi sống hút chết rồi. Tội nghiệt thật nặng. Lý Thiên Mệnh thông qua cái này một đôi thẩm phán chi nhãn, có thể nhìn ra, nữ nhân này phạm vào tội nghiệt, tại hắn giết chết người bên trong, có thể đứng hàng trước năm. Xem ra cửu cung thần vực thị tộc chi hồn, xác thực tuyên dương là mạnh được yếu thua. Không tuân theo nhân đạo, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, có thể dùng hết thảy phương thức mạnh lên, nhìn như luật rừng, kỳ thật đối người yếu tới nói, là địa ngục nhân gian. Cổ chi thần quốc, tránh thức nghiệp chướng nặng nề người, chỉ có luân hồi kính diện trưởng khống giả, nhưng là tại cửu cung thần vực, loại này người, tối thiểu nghìn lần vạn lần. Giết quá nhiều dạng này người, Lý Thiên Mệnh tìm ra một chiếc gương nhìn một chút, hắn thấy được trên người mình sát khí. Ta xem ra, cũng giống là ác đồ. Thôi được, tiếp tục. Hắn nguyên một đám tinh thần, cướp giết mà qua. Vì không khiến người ta tìm tới quy luật, hắn tiến lên lộ tuyến, kỳ thật rất tùy ý. Coi như đối phương tới truy tung, rất khó đoán trước hắn tiếp đó, sẽ ở cái nào cái ngôi sao lưu lại. Đến tứ trọng tử kiếp về sau, bọn họ phân công tại mỗi cái ngôi sao phía trên trăm người đội ngũ,
cho dù là thất trọng tử kiếp cấp bậc thống lĩnh, đều không phải là đối thủ của ta. Như thế, Lý Thiên Mệnh càng là như vào chỗ không người, gặp hung thì giết. Không giết người, càng không khả năng còn sống ra ngoài a. Hắn huyết tinh cười lạnh. Duy chỉ có nhớ tới Linh Nhi, trên mặt mới có ấm áp. Chờ ta, cho người báo cái bình an. Lại là 5 ngày đi qua. Tà ma triệt để bị nhuộm đỏ, nó có thể lan tràn ngàn mét, trong nháy mắt động mặc một cái trái tim. Rất nhiều người không có chút nào phòng bị, liền bị thẩm phán. Một ngày này, nhân hoàng long giáp lại có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh đi về phía trước, bất ngờ phát hiện, tại chư thiên tinh thần lập lòe trong khe hẹp, xuất hiện một khỏa hắc động tinh thần. Cái này một khỏa, ta giống như chưa từng tới. Trước đây, hắn có lặp lại gặp phải, cùng một viên hắc động tinh thần tình huống, cho nên không có lựa chọn đi vào. Nếu là mới tinh thần, hắn đương nhiên lựa chọn tiến về. Bất quá, thì tại ở gần thời điểm, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đây là cái gì? Hắn tại hắc động kia tinh thần bên cạnh, thấy được một đạo ngút trời huyết tinh sát khí. Cái kia sát khí rồi rào bao phủ, ngưng kết thành một cái thi máu hải dương, vô số oan hồn ở trong đó kêu rên, thậm chí hướng Lý Thiên Mệnh tố khổ. Lý Thiên Mệnh có thể nghe thấy, bọn họ nói lời. Bọn họ nói, van cầu ngươi, giết hắn, giết hắn. Chúng ta bị chết thật thê thảm, thật thê thảm. Ngươi nhìn, chúng ta đều không có trái tim, người này, từ nhỏ ăn người tâm, đã ăn 40 năm. Lý Thiên Mệnh thấy được, những cái kia oan hồn, trái tim của bọn hắn vị trí, đều là lỗ trống một mảnh. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy chính mình. Cái này sát nghiệt, so ta giết qua hung tàn nhất người, còn phải mạnh hơn mấy chục lần, người này, đến cùng là ai? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt nhìn qua. Vị trí kia, không có người. Có thể, sát khí rõ ràng như thế, làm sao có thể không ai? Lý Thiên Mệnh bốc lên một thanh kiếp khí trường kiếm, trực tiếp quăng tới. Đinh! Một cái như bạch ngọc tay, theo trong hư không vươn ra, kẹp lấy thanh kiếm kia. Theo một cái tay, lại đến chỉnh cánh tay, sau đó là nửa người. Cuối cùng, cả một cái người, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đó là một người mặc bạch bào nam tử đầu trọc, hắn dáng người thon dài, ngón tay tự nhiên cũng 10 phần thon dài, hắn toàn thân da thịt huyết nhục, như là trong suốt bạch ngọc, không nhuốm bụi trần, bao quát cái kia ngọc trai hai mắt, như là thế gian tinh khiết nhất chi vật. Thậm chí có thể dùng, xinh đẹp không gì sánh được, để hình dung. Dạng này, tinh khiết, người, Lý Thiên Mệnh rất khó đem hắn, cùng vô tận sát nghiệt liên hệ với nhau. Hắn sát nghiệt, vượt qua Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này, giết qua tàn nhẫn nhất hung đồ hơn gấp 10 lần. Dạng này người, sao trẻ tuổi như vậy, thậm chí, như thế thánh khiết. Hắn tựa như là độ thế thần linh. Dạng này một bộ có thể xưng thân thể hoàn mỹ, lại là dùng núi thây biển máu, cho tạo ra. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tại Thái Cực Phong Hồ Tuyết Quốc ở lâu, hắn cũng không biết, cái thế giới này, vậy mà như thế điên cuồng. Loại này tuổi trẻ cường giả, chỉ có thể đến từ Cửu Cung Thần Vực, chỉ nhìn một chút liền biết, cùng hắn bắt đầu so sánh, Cổ Vân Ca cùng Hạ Tử Loan đều chỉ có thể coi là lá xanh, liên tiếp xuống tới xuất hiện tại hắn bên người tứ tượng Hải Long Vương con trai trưởng Long Ý Trần, cũng là lá xanh. Một cái kim sắc tiểu hầu tử, theo hắn cộng sinh không gian bên trong chui ra. Treo ở trên cổ của hắn, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nhe răng nhếch miệng. Ngay sau đó, còn có 30 trở lên trung lão niên kiếp lão, toàn bộ xuất hiện tại hắc động kia tinh thần phụ cận, bọn họ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, theo hắn trong mắt sát cơ đến xem, hẳn là cho Lý Thiên Mệnh phán quyết tử hình. May ra Lý Thiên Mệnh sớm liền thấy, cái kia nam tử đầu chọc không thể che giấu tội nghiệt, không có lâm vào đối phương trong vòng vây, bằng không mà nói, lúc này thời điểm. Hắn khả năng đã rất nguy hiểm. Ông, đối phương trực tiếp tản ra. Rất lợi hại, liếc mắt liền thấy ta rồi. Diệp Bồ Đề sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, ngón tay hắn nhất động, Lý Thiên Mệnh vung tới kiếp khí trường kiếm, lại bị hắn dùng ngón tay cho bóp gãy. Để bọn hắn đều có chút nghĩ không thông chính là, Lý Thiên Mệnh sớm phát hiện bọn họ, vậy mà không có cẳng liền chạy, đạo đưa bọn họ đuổi theo, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh cho bao vây. Đây cơ hồ tương đương. Lý Thiên Mệnh sớm phát hiện bọn họ, tương đương với vô dụng, hắn vẫn là bị vây chết. Hắn chẳng những không có chạy, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệp Bồ Đề, giống như là thấy được hy hữu cực phẩm con mồi một dạng. Ngươi ăn tim người lớn lên, Lý Thiên Mệnh bất thình lình tới một câu. Diệp Bồ Đề ánh mắt ngưng tụ, thu hồi mỉm cười, nhìn Lý Thiên Mệnh thật lâu.
Câu nói này, hắn không có cách nào trả lời, đây là phụ mẫu cùng hắn ở giữa bí mật, người biết cái bí mật này, không cao hơn 20 người a. Lý Thiên Mệnh, làm sao lại hỏi ra loại lời này? Cái này khiến Diệp Bồ Đề ánh mắt, trực tiếp thì thay đổi. Vì sao nói như vậy? Diệp Bồ Đề thản nhiên nói. Hắn không nóng nảy, bởi vì, Lý Thiên Mệnh đã mất đi cơ hội đào tẩu, 30 nhị nguyên kiếp lão cùng hơn 60 đầu cộng sinh thú, cơ hồ đem chung quanh chật ních, chỉ chờ Diệp Bồ Đề một cái mệnh lệnh, lập tức tiến công. Thiên đạo nói cho ta biết, loại người như ngươi, nhất định phải tiếp nhận thẩm phán. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng sâu vô cùng. Diệp Bồ Đề ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, nói, tuy nhiên thẳng thần kỳ, bất quá, ta cũng không phải rất có hứng thú biết chi tiết, liền để nó trở thành bí ẩn chưa có lời đáp đi, các vị, khác bắt sống, lưu một cái đầu người, cho huyết ý thúc thúc xem qua là đủ. Hắn ý vị thâm trường nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, lại nói, có bản lĩnh phát hiện chúng ta, còn không trực tiếp chạy, xem ra thiên phú của ngươi, bị IQ liên lụy. Một chữ cuối cùng nói xong, nhị nguyên kiếp lão nhóm ào ào bạo khởi, quần công. Lần này cũng không phải đoạt bảo đại hỗn chiến, không ai đoạt công, tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái kia chính là đập con ruồi chết. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là, không biết nguy hiểm, hắn cũng là đối Diệp Bồ Đề quá hiếu kỳ. Đơn giản đối thoại vài câu, hắn hiện đang nằm mơ, đều muốn giết chết người này. Cái này là bao nhiêu công đức? Lý Thiên Mệnh đều cười. Hắn đương nhiên không kỳ vọng, trên thế giới này có rất nhiều, loại cấp bậc này tội nghiệt chi đồ, nhưng đã tồn tại, hắn một chút đều không muốn khách khí. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể nhìn đến, tại cái này như bạch ngọc tinh khiết nam tử trên thân, còn có vô số oan hồn, tại huyết nhục của hắn bên trong, chỉ ngực của mình, hướng về Lý Thiên Mệnh khóc giống. Ta không tin, ta không tin, mau cứu ta, mau cứu ta. Bọn họ giãy giụa lấy, run rẩy, bọn họ oán niệm, còn sót lại tại trên người của người này, chỉ có thể nói rõ, Diệp Bồ Đề hành động, cũng không phải giết người lấy tim đơn giản như vậy, nhất định là một loại tu luyện phương pháp. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, đồng dạng hung ác, đồng dạng cuồng nhiệt. Đối mặt cái này kinh thiên nguy cơ, hắn hai mắt lại chỉ khóa chặt một người, cái kia chính là Diệp Bồ Đề. Lý Thiên Mệnh còn không biết tên của hắn. Tại cái kia nhị nguyên kiếp lão nhóm động thủ trước đó, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp quất ra Đông Hoàng Kiếm, triệu hồi ra Nhân Hoàng Long Giáp, lấy trạng thái mạnh nhất, hướng về Diệp Bồ Đề bạo sát mà đi. Cái này là đối phó Cổ Vân Ca thủ đoạn. Chấn hồn chi hồn, tăng thêm Nhân Hoàng Long Giáp. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, là có thể đem nhị nguyên kiếp lão truy sát thủ đoạn cho hất ra, thẳng tiến không lùi Lý Thiên Mệnh, cho bọn hắn đáp án. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Hung tàn nhất chi kiếm, nắm thẩm phán chi đạo, giết tội nghiệt chi đồ. Lý Thiên Mệnh tại Nhân Hoàng Long Giáp hạ cuồng bạo trạng thái, hắn chiến đấu lực, trong nháy mắt thì vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Không phải nói, chiến lực của hắn, tại thất trọng sinh kiếp mức độ. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh đã tránh né rất nhiều vây giết, cực nhanh tiến tới đến Diệp Bồ Đề cùng Long Ý Trần trước mắt. Kiếp lão nhóm sợ lực sát thương lan đến gần Diệp Bồ Đề, một chút thu một chút, càng cho Lý Thiên Mệnh đối phó Diệp Bồ Đề cơ hội. Ngươi tại xem thường ta, Diệp Bồ Đề hơi sững sờ. Từ trước đến nay đánh quần chiến, tìm đột phá khẩu là duy nhất sống sót phương thức, có thể Lý Thiên Mệnh không hướng bên ngoài chạy, ngược lại tìm đáng sợ nhất Diệp Bồ Đề, thực sự để chúng người không lời. Bất quá, quan hệ không lớn. Bọn họ một đám người kia, vẫn là đè lên. Ngay tại Lý Thiên Mệnh kiếm thế, sắp chìm ngập Diệp Bồ Đề thời điểm, Long Ý Trần theo bên cạnh vọt ra, tay cầm một cái màu xanh đậm chiến kích, nộ long xông ra, cái kia hùng hồn lực đạo, ầm vang chặn Lý Thiên Mệnh một kiếm này. Ông! Long Ý Trần chấn động bay ra. Diệp Bồ Đề lông tóc không thương. Lý Thiên Mệnh nhìn Long Ý Trần liếc một chút, lần trước bị hắn truy sát nửa ngày, hắn tự nhiên biết người này cường đại, bất quá, lần này giao phong kết quả, đã so với lần trước tốt hơn nhiều. Nói thật, sau lưng cái kia 30 nhị nguyên kiếp lão, đều không kém đi đâu. Đây hết thảy đều bị Lý Thiên Mệnh minh bạch, muốn ở chỗ này giết Diệp Bồ Đề, khả năng không lớn. Coi như Long Ý Trần cùng Diệp Bồ Đề hai người liên thủ, Lý Thiên Mệnh đều rất khó làm đến, toàn thân trở ra. Vừa rồi quả thật làm cho Diệp Bồ Đề ngút trời sát khí, hù đến ngây ra một lúc, bỏ qua tốt nhất đào vong thời gian, bất quá, Lý Thiên Mệnh cho tới bây giờ đều không nghĩ tới xoay người chạy. Bởi vì như vậy, những người này vẫn là sẽ truy tại sau lưng, đồng dạng nguy hiểm,
cho nên, suy nghĩ của hắn kỳ thật rất tỉnh táo. Tại phóng tới Diệp Bồ Đề, bị Long Ý Trần ngăn trở trong nháy mắt, hắn trực tiếp vượt qua bọn họ, xông về hắc động tinh thần. Đằng sau đuổi theo tới kiếp lão, chỉ có thể vượt qua Diệp Bồ Đề đuổi theo. Ông! Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, xuất hiện một cái màu đen mèo con cùng một cái hỏa diễm tiểu phượng hoàng, bọn họ đột nhiên thi triển thần thông, trong lúc nhất thời, to lớn lôi đỉnh vòng xoáy cùng đầy trời phần thiên vũ linh nổ bắn ra sau lưng. Chạy đâu? Bọn họ là muốn ngăn cản Lý Thiên Mệnh tới, chỉ là lần nữa đoán sai Lý Thiên Mệnh thực lực, thì coi như bọn họ nhiều người, không có nghiền ép Lý Thiên Mệnh cảnh giới, căn bản ngăn không được hắn. Thần thông oanh minh, một tiếng nổ tung, Lý Thiên Mệnh bị sau lưng trùng kích, lại ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, xông về hắc động tinh thần. Lý Thiên Mệnh, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng lang lãng thanh âm. Lý Thiên Mệnh không cần quay đầu lại, con mắt thứ ba nhìn về phía sau lưng, cái kia Diệp Bồ Đề đột nhiên tới, trường bào màu trắng liệt liệt, nhất quyền đánh ra. Ông, một cái cự đại kim cương quyền ấn, ầm vang chấn động, đánh nát Miêu Miêu thần thông, chấn động mà đến. Nhìn ra được, ở đây đợi uy lực phía dưới, liền không gian đều tại chấn động vặn vẹo, hiển nhiên lực lượng của hắn, đã tiếp cận cực hạn. Ầm ầm, quyền ấn chấn động, Lý Thiên Mệnh quay người lấy Đông Hoàng kiếm chấn vỡ. Cái này kinh khủng chấn động như là ngàn mét cự thú đụng vào trên thân, cho thấy cái này Diệp Bồ Đề tương đương nổ tung thân thể lực lượng. Ông! Lý Thiên Mệnh cả người giống như tan ra thành từng mảnh, đụng bay ra ngoài. May ra hắn phương hướng chính xác, mặc kệ đối phương đánh như thế nào, đều ngược lại để tốc độ của hắn càng nhanh. Bọn họ xác thực không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh chẳng những kỹ cao một bậc, còn to gan lớn mật, không hướng sau chạy, ngược lại vượt qua bọn họ, vọt tới hắc động tinh thần. Ngươi chạy không được. Một tiếng chói tai oanh minh, Diệp Bồ Đề trên thân cái kia kim sắc tiểu hầu đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu kim cương cự thú. Nhìn liếc qua một chút, Lý Thiên Mệnh nhìn đến cái này lục nhĩ tiểu hầu, lại có 800 điểm sao. So Phương Thanh Ly đều cao. Chung quanh nhị nguyên kiếp lão, càng là không có cách nào cùng hắn so. Trừ ra Lý Thiên Mệnh nắm giữ chí cao kiếp nguyên, cái này Diệp Bồ Đề, sợ xem như Viêm Hoàng đại lục cấp bậc cao nhất. Ngươi cũng chạy không được. Lý Thiên Mệnh nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Sau một khắc, hắn cảm nhận được hắc động tinh thần thôn hấp chi lực, tốc độ của hắn chỉ sẽ nhanh hơn, cơ hồ nháy mắt, liền để hắc động kia tinh thần nuốt vào. Đuổi theo tới những người khác, bao quát Diệp Bồ Đề ở bên trong, chỉ có thể ở cực hạn vị trí, vội vàng dừng bước lại. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh chạy. Hắn khí định thần nhàn, tại đám người này trước mắt chạy, tựa hồ không đáng kể chút nào. Lưu lại mọi người, hai mặt nhìn nhau. Hắn chạy, Long Ý Trần buồn bực nói. Lần trước, Lý Thiên Mệnh cũng là lấy loại phương thức này, ở trước mặt hắn chạy đi. Hắn so với lần trước mạnh, lần này một kiếm, đều có thể bổ chết một cái thất trọng tử kiếp. Long Ý Trần nói bổ sung. Diệp Bồ Đề nhẹ gật đầu, hắn tự mình xuất thủ qua, không có có thể làm sao Lý Thiên Mệnh. Hắn đến cùng thực lực gì, ta đều mơ hồ, còn có ai có thể chế trụ hắn rồi. Nhị nguyên kiếp lão nhóm tâm phiền ý loạn. Không có cách, tại hắc động tinh thần trước bố trí mai phục, thì có để hắn thông qua hắc động tinh thần chạy trốn mạo hiểm. Chủ yếu là tiểu tử này, không biết có thủ đoạn gì, vậy mà có thể sớm phát hiện chúng ta, bằng không chờ hắn tới gần, chúng ta trong nháy mắt vây công, hắn không có phòng bị, mạnh hơn cũng đỡ không nổi. Chuyện cho tới bây giờ, nói lời này có làm được cái gì? Mụ nội nó, liền lão tử đều bị đùa bỡn. Diệp Bồ Đề, chúng ta đều thất bại, phải chăng muốn để tông môn, sai phái thêm một số bát trọng sinh tử kiếp cảnh người tới. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không cần đến, bọn hắn tới, cùng các ngươi cũng kém không nhiều, chúng ta là kém một chút, để Quỷ Vương hoặc là Long Thương Nguyên Tông chủ động thủ đi. Các ngươi hiện tại thì làm hai tổ, đi còn lại hai cái hắc động tinh thần, đem nơi này phát sinh sự tình, nói cho bọn hắn. Cái này Lý Thiên Mệnh, đã phát triển đến. Phải bọn họ cấp bậc kia, mới có thể ổn thỏa bắt lấy trình độ. Tốt nhất để thanh minh, thúc bọn họ đều dừng lại đi. Diệp Bồ Đề thản nhiên nói. Vậy còn ngươi? Ta thất bại, giúp không được gì, đi khắp nơi đi. Diệp Bồ Đề nói. Được, nghe ngươi an bài. Các trưởng bối gật đầu. Chúng ta bên này đều bại lộ, hắn sẽ còn đi còn lại hai cái ngôi sao sao? Long Ý Trần hỏi. Vậy ta cũng không biết, nói không chừng. Hắn nhất định phải đi đâu? Diệp Bồ Đề nói. Thanh âm của hắn trầm thấp rất nhiều. Điều này nói rõ,
hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói, có thể hành động lần này thất bại, vẫn làm cho hắn rất là khó chịu. Lúc này thời điểm, những cái kia nhị nguyên kiếp lão, đều khẩn cấp đi trước còn lại hai ngôi sao, thông báo tin tức đi. Ngươi không đi, Diệp Bồ Đề hỏi. Ta theo ngươi, Long Ý Trần cúi đầu nói. Tùy tiện đi, ta cũng chỉ là nhìn xung quanh. Diệp Bồ Đề xuất ra tinh đồ, một bên quan sát, một bên trong tinh không hành tẩu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Long Ý Trần gặp hắn trầm tư thật lâu, nhịn không được hỏi. Đang suy nghĩ cái này chín viên hắc động vị trí của ngôi sao, đến cùng ý vị như thế nào? Diệp Bồ Đề cau mày. Lý Thiên Mệnh tại cái này hắc động tinh thần thông đạo bên trong, thấy được con số thất. Cái thứ bảy, không biết còn thừa lại mấy cái. Hắn mới ra đến, thì liếc nhìn bốn phía, phán đoán vị trí. Thiên tinh cảnh bên trong rất nhiều sao thần, Lý Thiên Mệnh đều đi vào qua, cho nên đều có ấn tượng. Chung quanh đây có một khỏa ngôi sao, phía trên vẫn là mấp mô hang động, Lý Thiên Mệnh nhớ đến nửa ngày trước, chính mình vừa tới qua ngôi sao này. Nói cách khác, ta chỗ này bị chuyển di, vị trí, cũng không tính xa xôi. Vừa vặn, nói rõ vừa mới những người kia, liền tại phụ cận. Lý Thiên Mệnh chính nghĩ như vậy, nơi xa thì có một đám người tới. Hắn vội vàng trốn vào tinh thần bên trong, nhìn kỹ, đám người này không phải liền là vừa rồi nhị nguyên kiếp lão a. Bọn họ ước chừng khoảng 15 người, chỉ có vừa rồi một nửa. Vừa mới may mắn chạy nhanh, không phải vậy cái này 30 nhị nguyên kiếp lão, hắn tuyệt đối ngăn không được. Muốn không có hắc động tinh thần, còn phải cho bọn hắn truy sát thật lâu. Bọn họ mới vừa rồi là tại phục kích ta, cho nên nhất định biết, ta muốn vào hắc động tinh thần. Về sau như là đụng phải mới, không thể tùy tiện vào. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, hắn cũng không cuống cuồng. Hắn hiện tại trong lòng nhớ tới, vẫn là vừa rồi cái kia bạch bào thanh niên đầu trọc. Người này, là đại công đức, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn không tìm ta, ta đều muốn trở về tìm hắn. Lý Thiên Mệnh hiện tại một lần nữa về tới chỗ tối, vừa vặn là cơ hội. Bên này đã đi 15 cái, hy vọng cái kia đầu chọc người bên cạnh, đều đã đi hết, đến lúc đó. Hắn trong mắt hơi híp, ngược lại hướng về vừa rồi hắc động kia vị trí của ngôi sao mà đi. Gia hỏa này rất khí trùng thiên, cùng tự động lập lòe giống như, ta ngăn cách rất xa đều có thể tìm tới hắn. Lý Thiên Mệnh đã để mắt tới hắn. Hắn chẳng cần biết hắn là ai, thân phận gì. Hắn chỉ muốn, mệnh của hắn. Sau một lúc lâu, tinh không bên trong, Diệp Bồ Đề ngừng lại, hắn đối Long Ý Trần ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Có việc, Long Ý Trần tiếp cận đến hỏi. Ngươi nhìn nơi này, Diệp Bồ Đề chỉ tinh đồ. Ta không dám nhìn tinh đồ, Long Ý Trần nói. Để ngươi nhìn thì nhìn, Diệp Bồ Đề nói. A, à, Long Ý Trần nhìn trong chốc lát, lắc đầu nói, ta nhìn không ra vấn đề. Cái này cái ngôi sao, là từng sinh ra 10.000 thiên địa kiếp nguyên tinh thần, nó tại tinh đồ phía trên, cũng không có bị tiêu ký. Diệp Bồ Đề nói. Đúng thế. Ngươi nhìn ta họa một đầu tuyến. Diệp Bồ Đề tại tinh đồ phía trên khoa tay một chút, hỏi, nhìn ra được không? Đã nhìn ra, người cái này cái đường thẳng, tại tinh đồ phía trên sâu chuỗi 4 cái ngôi sao, trong đó 3 cái tiêu ký có bảo tàng, nhưng ngược lại là không có tiêu ký cái kia, phát hiện thiên địa kiếp nguyên. Người vẫn rất sẽ tìm quy luật, người là số học thiên tài đi. Long Ý Trần nói. Im miệng, Diệp Bồ Đề không tâm tư cùng hắn nói đùa, hắn tại tinh đồ phía trên, lại vẽ lên một đầu tuyến, nói, người lại nhìn đầu này. Nói thật, tinh đồ phía trên tinh thần, tính toán so sánh dày đặc. Hết thảy có 1.000. Một đường thẳng chỉ sâu chuỗi 4 cái ngôi sao, vẫn là thẳng hiếm thấy. Khả năng tùy tiện họa một đầu, đều có thể sâu chuỗi 10 cái tinh thần. Đầu này cũng có 4 cái ngôi sao, 3 cái đều có tiêu ký, còn lại 1 cái không có. Long Ý Trần nói. Cho nên, cái này không có tiêu ký, lại bị sâu chuỗi tinh thần, khả năng có bảo tàng. Long Ý Trần nói. Đúng không, vậy liền đi nơi này. Diệp Bồ Đề nói. Vâng, Long Ý Trần gật đầu. Loại quy luật này đều có thể tìm ra, hắn đã phục. Một khỏa hắc động tinh thần bên cạnh. Huyết ý quỷ vương giấu được thật tốt, bỗng nhiên 15 cái nhị nguyên kiếp lão tới, đánh gãy bọn họ ám ma trạng thái. Làm gì? Huyết ý quỷ vương hỏi. Hắn vốn là cảm thấy mất mặt. Nếu để cho người bên ngoài biết, chính mình bực này thân phận, ở chỗ này ngồi xổm một cái thanh niên, nhất định phải bị chết cười. Kết quả những người này,
còn đem ám ma thư lãng phí. Hồi bẩm quỷ vương, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại chúng ta bên kia. Đầu người đâu? Huyết ý quỷ vương nói. Còn tại trên cổ hắn. Huyết ý quỷ vương một chút lại nổi giận. Quỷ vương bất giận, là như vậy. Mọi người đem quá trình nói một lần. Dạng này còn chạy, huyết ý quỷ vương kém chút giận dữ. Hắc động tinh thần gần như vậy, hắn lại so trong kế hoạch mạnh, không để ý, liền không có cách nào đuổi. Quỷ vương, Diệp Bồ Đề nói, tại cái này hắc động tinh thần bên cạnh, chỉ có các ngươi có thể ngăn cản hắn. Mọi người nói đến, cũng không có gì lực lượng. Cái này phiền toái, bại lộ một lần, hắn rất không có khả năng xuất hiện, hiện tại, tiếp tục ở chỗ này ngồi chờ, vẫn là. Lại lần nữa lâm vào khốn cảnh, để bọn hắn những người này, trên mặt quả thực đau rát. Tiếp tục tầm bảo, Lý Thiên Mệnh khắp nơi giết người, quản đều không quản được. Không tiếp tục, cái kia có thể làm sao? Để một mình hắn, ảnh hưởng ngũ đại thần vực liên minh tiến độ. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở. Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng đối phó thời điểm, bọn họ không có quản. Đến bây giờ, hắn phát dục thành thiên tinh cảnh sát thần, muốn quản đều không quản được. Thiên tinh cảnh rất lớn, muốn tìm một cái hiện tại Lý Thiên Mệnh, đã vô cùng khó khăn. Khó chịu nhất chính là, huyết ý quỷ vương hiện tại làm bất kỳ một cái nào quyết định, đều là mất mặt. Một cái tùy thời đều có thể bóp chết con ruồi, tại trên mặt hắn nhảy nhót đến bây giờ, còn giết chết nữ nhi của hắn. Trên người hắn sát khí chi trọng, làm đến thường nhân cũng không dám tới gần hắn. Hắn làm quyết định. Đệ nhất, thiên tinh cảnh đình chỉ tầm bảo, tất cả mọi người tụ hợp, còn lại bốn cái tông môn, đều phải đình chỉ. Thứ hai, về tông môn, điều 1000 cái bát trọng sinh tử kiếp cảnh, trước hết giết người. Cử động như vậy, nghe quá khoa trương, quá cho Lý Thiên Mệnh mặt mũi. Nhưng, huyết ý quỷ vương muốn duy nhất một lần đem mặt ném sạch sẽ. Đau dài không bằng đau ngắn. Giải quyết, 10 năm về sau, người nào còn nhớ rõ hôm nay. Trước mắt xuất hiện một khỏa úy ngôi sao màu xanh lam. Cái kia tinh thần mặt ngoài, tất cả đều là màu xanh thẳm nước biển. Lại hoặc là nói, cái này nguyên một viên tiểu tinh thần, chính là mấy ngàn loại thủy thuộc tính linh tai hội tụ. Ngoại trừ nước, tựa hồ không có vật khác. Một bộ bạch y Diệp Bồ Đề, chắp tay sau lưng, đi tới ngôi sao này trên không. Tại phía sau hắn, khôi ngô cao lớn Long Ý Trần theo sát sau lưng, dùng thận trọng ánh mắt, nhìn chằm chằm phía dưới bao phủ sóng biển. Cũng là viên này đi, Long Ý Trần hỏi. Là nó. Bọn họ trên mặt biển chạy như bay. Diệp Bồ Đề bỗng nhiên xuất thủ, nhất quyền đánh vào trên mặt biển. Trong lúc nhất thời, sóng biển nhấc lên, ẩn chứa thánh thiên văn linh tai nước biển, hóa thành biển động bao phủ lái đi. Hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên là vì hấp dẫn tinh thần phía trên, đóng giữ cửu cung quỷ tông tu luyện giả đến. Sau đó không lâu, thì có một cái hắc bào lão giả xuất hiện tại hắn trước mắt, 10 phần cung kính, chờ đợi phân phó. Đem trên ngôi sao này người, đều triệu tập tới. Diệp Bồ Đề nói. Đúng. Đại khái nửa canh giờ về sau, có hơn 100 người tụ tập tại trước mắt của hắn. Cái này tinh thần phía trên, nhưng có những tông môn khác người. Diệp Bồ Đề hỏi. Hắn chẳng những xuất thân cao, mà lại cảnh giới cao, thực lực cường. Trước mắt những thứ này kiếp lão, hiếm thấy nhìn thấy hắn loại nhân vật này, cả đám đều rất ngoan ngoãn, thở mạnh cũng không dám. Trước đây có âm dương ma tông 10 mấy người, bất quá mấy ngày gần đây nhất đi, dù sao cái này tinh thần không sai biệt lắm lục soát khắp, không có phát hiện gì. Phụ trách ngôi sao này thất trọng tử kiếp, đường chủ trả lời. Đây là một cái trung niên nhân mập lùn, dùng nịnh nọt ánh mắt. Không người cùng Diệp Bồ Đề nói chuyện. Các người đâu, cũng không có phát hiện. Diệp Bồ Đề hỏi. Theo tiến thiên tinh cảnh ngày, tìm tòi đến bây giờ, đều không có phát hiện. Nhưng có chỗ kỳ lạ. Có một hai nơi, nhưng trên cơ bản cũng mò thấy. Mập lùn trung niên nói. Mang ta đi, Diệp Bồ Đề nói. Vâng. Diệp Bồ Đề nói chuyện đơn giản dứt khoát, nhất ngôn cửu đỉnh. Trên 100 cái cửu cung quỷ tông kiếp lão, ở trước mặt hắn khúm núm. Tất cung tất kính, sinh sợ đắc tội hắn. Có ít người xem ra lại không nhuốm bụi trần, hắn trên người sát nghiệt, đều khó mà ẩn tàng. Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng thẩm phán chi nhãn thấy rõ ràng, bình thường người kỳ thật cũng có thể thông qua khí trên trận trấn áp, cảm thụ đi ra. Cho nên, đừng nhìn Diệp Bồ Đề tuổi trẻ, đang giận trên trận, những thứ này kẻ già đời, ở trước mặt hắn đều câm như hến. Cửu cung thần vực mạnh nhất hai cái quỷ vương là vợ chồng.
bọn họ con độc nhất, đó là cái gì khái niệm? Nghe nói, theo hắn xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, liền bị dựa theo tương lai Viêm Hoàng đại lục đệ nhất nhân đến chế tạo. Hắn là cửu cung thần vực tương lai giường cột. Có thể đoán được, làm có một ngày, cha mẹ của hắn theo chí cao vị trí lui xuống thời điểm, hắn liền sẽ leo lên cái kia chí cao vô thượng vị trí, thống ngự thiên hạ. Dạng này người, không ai dám đắc tội, đều chỉ dám nịnh nọt. Diệp Bồ Đề rất chắc chắn, tinh đồ nhất định có quy luật. Nói thật, Tầm Bảo, mới là hắn đến đây thiên tinh cảnh mục tiêu thứ nhất. Một lần chặn giết Lý Thiên Mệnh thất bại, hắn đã không muốn quản. Dù sao, đó là huyết ý quỷ vương phụ trách sự tình. Hắn thời khắc cầm lấy tinh đồ, nghiêm túc suy nghĩ, nỗ lực cái này thăm dò tinh thần phía trên quy luật. Long ý trần, lần trước xuất hiện thiên địa kiếp nguyên tinh thần, phía trên tinh hà đấu long kết giới, ở cái này tinh thần vị trí nào? Diệp Bồ Đề hỏi. Nơi này, Long ý trần chỉ một cái phương vị. Hắn hiểu được. Trách không được Diệp Bồ Đề, như vậy dứt khoát lưu mình tại bên người. Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu quỷ liếm người. Nguyên nhân là, chính mình đi qua tinh hà đấu long kết giới. Mà Diệp Bồ Đề, thông qua tinh hà đấu long kết giới, tìm tòi tinh đồ cùng bảo tàng quy luật. Hướng cái phương hướng này đi. Diệp Bồ Đề tương tự một chút, tuyển định trên ngôi sao này đồng dạng vị trí. Hai ngôi sao, đều là thủy tinh, khác nhau là viên kia có phong bạo, mà một ngôi sao này càng âm hàn. Bọn họ tiến lên nửa ngày. Những người khác quy củ cùng ở phía sau hắn. Cũng là cái này, Diệp Bồ Đề ngừng lại. Không có cái gì, Long ý trần nhìn về phía trước, trước mắt cũng là bình tĩnh mặt biển. Bình thường, bằng không, sớm đã bị cầm đi. Diệp Bồ Đề trầm xuống trong nước. Ngươi muốn làm sao nếm thử? Long ý trần hiếu kỳ hỏi. Tinh đồ, Diệp Bồ Đề thản nhiên nói. Ngươi cái này tinh đồ, không phải cái phục chế phẩm sao? Long ý trần hỏi. Phục chế phẩm bản chất, cũng là phổ thông trang giấy, vẽ tinh thần vị trí mà thôi, còn có thể tầm bảo. Ta trương này tinh đồ, là nguyên bản, người tin không? Diệp Bồ Đề cười nhạt một tiếng. Ta tin tưởng, Long ý trần gật đầu nói. Ha ha, đùa ngươi, nguyên bản, làm sao có thể tại ta trên tay? Diệp Bồ Đề lắc đầu. Long ý trần quá nghiêm túc, hoặc là nói tính cách rất thẳng thắn dẫn. Loại này người, là không quá thích hợp làm thủ hạ. Dù sao hắn không nịnh nọt không vuốt mông ngựa. Nhưng, loại này người có thể làm bằng hữu, huynh đệ. Bởi vì, hắn nói là làm. Diệp Bồ Đề chìm xuống, bọn họ liền ở chung quanh chờ đợi. Các vị kiếp lão đều rất ngạc nhiên, Diệp Bồ Đề làm sao lại để Long ý trần cái này ngoại tông người, theo bên người. Long ý trần tiểu huynh đệ, ta nghe nói, Lý Thiên Mệnh giết huyết ý quỷ vương cùng Tử Tiêu quỷ vương con gái, là thật sao? Có người hỏi. Ừm, thật sự là càn rỡ, hiện tại chúng ta cũng không dám phân tán, nơm nớp lo sợ a. Ngươi nói ra hỏa này chuyện gì xảy ra, tại cái này thiên tinh cảnh, còn có thể hỏa tốc tăng cao tu vi. Hắn đã sinh tử kiếp cảnh a. Không nghĩ ra, hiện tại cũng tại truyền, nói cái này đế tử mới thật sự là tôn thần chuyển thế, theo cô nương chuyển thành nam, đem ra hỏa cho mọc ra, cũng có thể chơi cô nương. Ha ha, không biết cái này tôn thần chuyển thế về sau. Nhìn đến tiểu đệ của mình, hiếm lạ sao? Có thể hay không hướng một thanh? Bọn họ những lão gia hỏa này, đầy trong đầu đều là ác thú vị. Long ý trần nhắm mắt lại, cảm giác đến bọn hắn rất vô vị. Đại khái gần nửa ngày sau. Đột nhiên, ông một tiếng vang, phía dưới sóng biển đột nhiên chấn động ra tới. Lấy Long ý trần dưới chân biển cả làm trung tâm, vô số nước biển hướng về bốn phía bao phủ, trực tiếp xuất hiện to lớn trống rỗng khu vực. Một trận chướng mắt tinh quang, theo dưới chân lao ra, đem Long ý trần trực tiếp đụng phải tinh không. Làm hắn lòng mang rung động, cúi đầu nhìn thời điểm, bất ngờ nhìn đến vừa rồi vị trí, xuất hiện một cái cự đại kết giới. Kết giới kia phía trên tinh quang thiểm diệu, có lít nha lít nhít ức vạn điểm sao, thoạt nhìn như là một cái xoay tròn tinh hải. Tại cái này tinh hải vòng xoáy chính giữa, cũng là kết giới hạch tâm vị trí, trong lúc nhất thời tỏa ra chói mắt mà lóe sáng hào quang óng ánh. Đâm vào Long ý trần ánh mắt híp một chút. Trong lúc nhất thời, hắn đều không nhìn ra là cái gì. Tinh hải vòng xoáy kết giới. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Long ý trần chấn động trong lòng. Lần trước hắn gặp qua tinh hà đấu long kết giới, lần này xuất hiện kết giới càng lớn, cái này hoàn toàn nói rõ, thiên tinh cảnh lại lần nữa xuất hiện bảo tàng.
hắn nhìn chăm chú nhìn về phía cái này tinh hải vòng xoáy kết giới hạch tâm vị trí. Tốt nhiều, đều là kiếp khí, số lượng này. Long Ý Trần trong lòng oanh động. Hắn rốt cục thấy rõ ràng. Cái này tinh hải vòng xoáy kết giới trung ương, có lít nha lít nhít, chồng chất thành hải dương kiếp khí. Có đao thương kiếm kích chờ một chút, 18 loại vũ khí mọi thứ đều có. Các loại binh khí, vô cùng kỳ quặc, thậm chí còn có đủ loại hình hộ giáp, tổng số chỉ ít có 100.000. Số lượng này, không sai biệt lắm là lần trước thiên địa kiếp nguyên gấp 10 lần. Mà lại, đây cũng không phải là phổ thông kiếp khí, phóng tầm mắt nhìn tới, Long Ý Trần nhìn đến kiếp khí, trên cơ bản đều là 8 đầu kiếp văn trở lên, thậm chí có 10 đầu kiếp văn kiếp khí tồn tại. Loại cấp bậc này kiếp khí, tại chỗ rất nhiều kiếp lão đều không có, bao quát Long Ý Trần binh khí của mình, cũng vẻn vẹn chỉ là 11 điều kiếp văn mà thôi. Kiếp khí kiếp văn, chỉ kém một đầu, uy lực đều chênh lệch rất lớn. 100.000 loại cấp bậc này kiếp khí, trông chất thành núi biển, lít nha lít nhít, thì cùng tựa như rác rưởi trôi nổi trên mặt biển, loại cảm giác này quá nổ tung, liền Long Ý Trần đều có chút không thở nổi. Tuy nhiên kiếp khí giá trị, không bằng thiên địa kiếp nguyên, nhưng dù sao cũng là gấp 10 lần số lượng, lần này bảo tàng tổng giá trị, cũng có lần trước gấp 3 trở lên. Cái này một nhóm bảo tàng, cho bất kỳ một cái nào thần vực, đều có thể cực lớn tăng cường thần vực quân đội chiến đấu lực, dù sao kiếp khí uy lực, cũng là tự thân chiến đấu lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Tuy nhiên có Diệp Bồ Đề tại, bảo bối này cùng mình không có quan hệ gì. Nhưng là, tâm tình của hắn vẫn là chấn động kịch liệt. Mà lại, Diệp Bồ Đề đạt được dạng này chiến lược bảo tàng, ở trong đó cũng có công lao của mình, tối thiểu nhất, Long Thương Nguyên sẽ cho là mình giúp đỡ Diệp Bồ Đề, cứ như vậy, tương lai mình tại tứ tượng thần vực địa vị, sẽ chỉ càng ngày càng vững vàng. Hắn từ đáy lòng hâm mộ Diệp Bồ Đề, cha mẹ của hắn đều là toàn bộ đại lục bài danh trước năm cường giả, chỉ có hắn một cái con nối dõi, thế mà Long Ý Trần huynh đệ đông đảo, cạnh tranh quá kịch liệt. Long Ý Trần nhìn không được nhìn về phía Diệp Bồ Đề. Nói thật, dù là Diệp Bồ Đề loại này thường thấy các mặt của xã hội người, nhìn thấy 100.000 kiếp khí bảo tàng, mí mắt đều nhảy một cái, nhìn không được toát ra mỉm cười. Mấy người các ngươi, đem tu di giới chỉ cho ta. Diệp Bồ Đề phân phó. 10 cái kiếp lão, toàn bộ lấy ra chính mình dự bị tu di giới chỉ cho hắn, hắn 10 cái ngón tay toàn bộ mang lên, dạng này đoán chừng mới có thể chứa đựng cái này 100.000 kiếp khí. Nghe cho kỹ, các người thủ ở bên ngoài, bất kể là ai muốn bước vào kết giới, giết không tha. Diệp Bồ Đề hé mắt, nói với mọi người. Vâng, mọi người hưng phấn trả lời. Bọn họ vội vàng tản ra, phong cấm chung quanh, thậm chí còn có người lặng lẽ nhìn chằm chằm Long Ý Trần, phòng ngừa Long Ý Trần cạnh tranh. Đương nhiên, Long Ý Trần hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Hắn đồng dạng kinh tâm động phách. Tại Diệp Bồ Đề tiến kết giới về sau, hắn cũng bắt đầu phòng giữ. Quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Bồ Đề đã tiến vào vòng xoáy, bị cái kia xoay tròn tinh quang xông đến khắp nơi lăn lộn, xem ra 10 phần chật vật. Rất hiển nhiên, coi như lấy tu vi của hắn, muốn đột phá tinh hải vòng xoáy kết giới đi vào, đều vô cùng khó khăn. May mà không người quấy rầy, có nhiều thời gian. Diệp Bồ Đề cũng không có thông báo Quỷ Vương ý tứ, trọng đại như vậy bảo tàng, một người nắm bắt tới tay, có thể để hắn, tại toàn bộ cửu cung thần vực càng có uy vọng, tương đương với cho tương lai đạp vào đỉnh phong trải đường, lại có phụ mẫu hộ giá hộ tống, cực bình tĩnh thiên hạ vô song. Dạng này người, có tư cách để cho ta đối với hắn cúi đầu. Long Ý Trần trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thời gian trôi qua. Một canh giờ đảo mắt đã qua, bọn họ khẩn trương nhìn lấy, Diệp Bồ Đề sắp đột phá sau cùng tinh hải vòng xoáy rào sát, đến vòng xoáy trung ương kết giới hạch tâm. 100.000 kiếp khí, quả thực xúc tu có thể được. Dựa theo biện pháp này, tiếp tục tìm kiếm tinh đồ phía trên quy luật, hắn nhất định có thể phát hiện càng nhiều. Long Ý Trần nghĩ thầm. Hắn căng cứng tâm tình, theo Diệp Bồ Đề tức đem thành công, càng ngày càng buông lỏng. Đúng vào lúc này, Long Ý Trần chợt nghe, mấy âm thanh kinh hô cùng quát chói tai. Đây đều là cửu cung thần vực kiếp lão thanh âm. Cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tinh không phía trên, một cái tóc trắng hắc bào thiếu niên, xuyên qua vân vụ, như sao chổi một dạng đập xuống. Lý Thiên Mệnh. Long Ý Trần não tử thẻ một chút. Hắn làm sao lại xuất hiện? Hắn cùng Diệp Bồ Đề đơn độc hành động về sau, hành tung rất bí mật, mà lại, Lý Thiên Mệnh không phải mượn nhờ hắc động tinh thần chạy sao? Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Lý Thiên Mệnh,
đã xông về tinh hải vòng xoáy kết giới. Lần trước tại tinh hải đấu long trong kết giới, bị Lý Thiên Mệnh chi phối hoảng sợ, lại lần nữa xuất hiện. Ngăn lại hắn, Long Ý Trần giống lên một tiếng. Hiện tại là phiền phức thời khắc. Trước đây có hơn 30, thất trọng tử kiếp, cường giả, vây giết Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn chạy, có thể những cái kia kiếp lão, đã rời đi đi tìm huyết ý quỷ vương A. Hiện tại, nơi này chính thức có thể đối phó Lý Thiên Mệnh người, chỉ có hắn cùng Diệp Bồ Đề. Gia hỏa này gan dám xuất hiện, đã nói lên hắn, không sợ ta cùng Diệp Bồ Đề. Long Ý Trần lựa chọn duy nhất, cũng là cùng còn lại trên trăm cái kiếp lão cùng một chỗ, xuất thủ ngăn cản. Không dùng hắn nói, kiếp lão nhóm nhiều người gan mập, hơn trăm người tập hợp một chỗ, toàn bộ ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, tăng thêm hơn 200 cộng sinh thú, vọt thẳng hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Giết hắn! Lý Thiên Mệnh trên thân, thì có hơn 10.000 thiên địa kiếp nguyên, hắn cũng là bảo tàng. Có Diệp Bồ Đề tại, những thứ này kiếp lão càng thêm không sợ. Ha ha! Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, trong tay 15 điều kiếp văn tà ma xiềng xích xuyên qua mà ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, lấy tốc độ khủng khiếp, theo cái kia xông lên phía trước nhất lão giả ở ngực quan xuyên qua, lại xuyên thủng một người phía sau trán. Tìm tới ngươi! Ánh mắt của hắn, khóa chặt tinh hải vòng xoáy trong kết giới Diệp Bồ Đề. Trở lại hắc động tinh thần, phát hiện bọn họ đi, dựa vào còn sót lại sát khí chỉ dẫn, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, tại phụ cận cảm nhận được nhân hoàng long giáp chỉ dẫn. Lại thêm Diệp Bồ Đề bên này sát nghiệt kinh thiên, Lý Thiên Mệnh đuổi theo, bất ngờ phát hiện nơi này còn ra đời 100.000 kiếp khí. Hắn nhìn một tuần, phát hiện cái này tinh thần phong bế, chung quanh cũng không có người nào khác, tự nhiên lập tức động thủ. Không có cái kia 30 thất trọng tử kiếp nhị nguyên kiếp lão, hắn cũng không sợ những người này. Tinh hải vòng xoáy trong kết giới, Diệp Bồ Đề đã phát hiện hắn tồn tại, có điều hắn cũng không mà thay đổi, tiếp tục đi tới. Khoảng cách 100.000 kiếp khí càng ngày càng gần. Nhìn tình huống này, nhất định phải xông qua đám người, mới có thể giết tiến kết giới. Một trận đại chiến, đột nhiên bạo phát. Ông, Lý Thiên Mệnh trên thân, khởi nguyên thế giới thụ ầm vang mà ra, lấy thân thể của hắn làm căn cơ, tam đại bông hoa yêu diễm nở rộ. Thánh quang đằng mạn, lấy đồng dạng bát hoang ma long tiên biểu bắn đi ra, lấy tiên tiên lực lượng bây giờ, chỗ đến, mặc kệ là ngự thú sư vẫn là cộng sinh thú. Trực tiếp ra chóc thịt bong. Ba ba ba. Phệ huyết kiếm vũ nổ bắn ra mà ra, đồng thời lẫn vào huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, cái này lít nha lít nhít công kích, lấy tốc độ khủng khiếp xuyên thủng, xinh xinh cho Lý Thiên Mệnh xé rách ra một cái thông đạo tới. Đứng lại. Tại cái kia cuối lối đi, một cái tóc xanh tráng hán giết ra, trong tay một cái chiến kích, bá khí nảy sinh, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chính là Long Ý Trần. Cái kia chiến kích, chính là thông thiên chấn hải thần kích, hết thảy có 11 điều kiếp văn, mỗi một điều thần long, đều là màu xanh thẳm hải long, quấn quanh ở chiến kích phía trên, trong đó 3 đầu tại tam xoa phía trên, còn có 8 đầu tại kích trên thân. Trong lúc nhất thời nộ long gào thét, sóng biển chấn thiên. Long Ý Trần hai tay nắm ở cái kia chiến kích, phá vỡ biển động, ầm vang chặt chém, một đạo bạo loạn cương khí quét ngang mà đến, bị theo cộng sinh không gian bên trong lam hoang lấy thiên trọng tinh hoàn ngăn trở. Qua, đau quá, Lam Hoang gào thét một tiếng, hồng mông âm ba chấn động, đem phụ cận kiếp lão chấn động đến thất khiếu chảy máu. Nó nổi giận, mới ra đến thì chịu một bổ, tâm tình tương đương khó chịu. Lúc này thời điểm, tiên tiên đã rơi vào biển cả phía trên, màu đen sợi rễ ở trong nước lan tràn. Đối Lam Hoang tới nói, viên này thủy tinh quả thực cũng là thiên đường của nó, làm nó ầm vang rơi tại đây biển cả bên trong thời điểm, trong bụng 9 tầng quỷ chấn động dưới biển động. Nó tốc độ trên biển quả thực siêu việt Miêu Miêu, có kinh khủng nhất trùng kích lực. Hướng kết giới sông, Lý Thiên Mệnh rơi vào Lam Hoang trên đầu, trong tay tà ma hóa thành đỏ như máu huyễn ảnh, ở trên trời giết ra đầy trời bóng roi, chỗ đến, máu bắn tung tóe. Giống. Lam Hoang hai đầu gào thét, tiến lên thời điểm, nhấc lên đầy trời bọt nước. Các ngươi ba cái, có thể giết nhiều thì giết nhiều, bớt đến bọn hắn chạy tìm người. Lý Thiên Mệnh phân phối nói. Huỳnh hỏa. Miêu Miêu cùng Tiên Tiên, cũng sớm đã giết mở. Tiên Tiên dùng sợi rễ quấn quanh ở Lam Hoang trên thân, cả hai tổ hợp quả thực thành chân thực, đông trùng hạ thảo, Lam Hoang tại trong biển cuồng sông, Tiên Tiên thì là chiến đấu lô, cốt, nàng cành lá bên trong còn có huỳnh hỏa, Miêu Miêu cùng Lý Thiên Mệnh, phàm là tới gần ngăn trở người, còn không có tới gần Tiên Tiên, liền bị bọn họ ba cái trực tiếp chu diệt.
Tiên tiên thứ ba đóa hoa vĩnh dạ sắc phi, cái kia tinh thần ánh sáng một dạng ám tinh phấn hoa lan ra, tạo thành một cái vĩnh dạ ma chú lĩnh vực, tin tưởng qua không được bao dài thời gian, những thứ này ngăn trở người, thần trí đều sẽ bị hoắc loạn. Huỳnh hỏa thân thể quá nhỏ, đối phương nhỏ nhất cộng sinh thú, tối thiểu đều là nó hơn 100 lần, quan trọng nó thế nhưng là 999 ngôi sao đỉnh phong cộng sinh thú, luyện ngục hỏa ảnh phía dưới, trên phân thân vạn. Kẻ như vậy giết tiến đám người, những thứ này đại bộ phận đều là 6 tầng sinh tử kiếp đối thủ, thi thể như mưa rơi xuống. Mấu chốt là, bọn họ đến chết đến, cũng không thấy huỳnh hỏa ở nơi nào, liền đã cái dám huyết cuồng tiêu. Miêu miêu chỉ cần không hóa thành đế ma hỗn độn, đồng dạng như thế. Nó có thái bạch ma cốt về sau, không có cộng sinh thú áo giáp có thể ngăn cản, móng của nó cùng hàm răng, hắn cái đuôi phía trên gai nhọn càng là đoạt mệnh binh khí, kéo cắn thời điểm, mặc kệ là cấp bậc gì kiếp khí hộ giáp, tại chỗ phá nát. Phốc phốc phốc, lại thêm khởi nguyên thế giới thụ khủng bố đoàn chiến năng lực, có nó dùng thánh quang đằng mạn cùng vĩnh dạ sắc phi khống chế đối thủ, huỳnh hỏa cùng miêu miêu giết đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nơi này ngoại trừ Long Ý Trần bên ngoài, còn có một cái thất trọng tử kiếp đường chủ. Gia hỏa này cộng sinh thú là một đầu tê giác, hình thể đồng dạng to lớn, toàn thân đều là đen nhánh thiết giáp cùng gai nhọn, nó muốn ở phía trước đứng vững Lam Hoang, kết quả tại đập vào phía dưới, bị Lam Hoang trực tiếp đỉnh bay ra ngoài. Bọn họ bốn cái vốn có chí cao kiếp nguyên về sau, hiện tại lực sát thương quá tàn bạo. Bốn ngôi sao lớn uy lực, đối thủ cơ hồ không có thể ngăn cản. Tìm chút thời giờ, Lý Thiên Mệnh lấy một địch trăm, vấn đề không lớn. Tại hắn tà ma xuyên qua phía dưới, đối phương bị chết càng nhiều. Hắn đã trải qua quá nhiều lần bị vây đánh, kinh nghiệm đều đi ra. Lại thêm, trên người hắn có huỳnh hỏa tăng cường luyện ngục thuẫn giáp, đại đa số đối thủ, chỉ có thể cho mình gãi ngứa. Lam Hoang còn tại vò tới trước, còn lại kiếp lão căn bản ngăn không được. Lại thêm có huỳnh hỏa cùng miêu miêu điên cuồng chặn giết, bọn họ hai mặt thụ địch, đại đa số người cùng thú chỉ có thể chạy trốn. Trong nháy mắt, có thể che ở Lý Thiên Mệnh người, chỉ có một cái đường chủ cùng Long Ý Trần. Người cút, Lý Thiên Mệnh bát hoang ma Long Tiên, biểu bắn xuyên qua. 15 điều kiếp văn tà ma, cất giấu cả một cái thái cổ tà ma chi nhãn âm tà lực lượng, cái này đối với bất kỳ người nào thần hồn tới nói, đều là ác mộng giống như chấn nhiếp. Bát hoang địa ngục, cái này một vị thất trọng tử kiếp đường chủ, tại Lý Thiên Mệnh toàn lực một roi bao phủ phía dưới, trong tay chiến phủ, hoàn toàn ngăn không được linh hoạt tà ma. 3. Một cái chân của hắn, bị Lý Thiên Mệnh tại chỗ đánh gãy, cả người bay ra ngoài. Cùng các loại cảnh giới tới nói, những lão gia hỏa này tuy nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng dù sao tư nguyên phía trên, không như lá bổ đề Long Ý Trần loại này thiên chi kiêu tử, cho nên ngược lại dễ đối phó một số. Hiện tại còn dám ở chính diện ngăn cản Lý Thiên Mệnh người, chỉ có Long Ý Trần cùng hắn ba đầu cộng sinh thú. Hắn là ba đời ngự thú sư. Gia hỏa này cũng là một đầu cương mãnh chó điên. Lý Thiên Mệnh lần trước liền bị hắn đuổi đến một bụng tức giận, bây giờ người này lại tới chuyện xấu, hắn cũng nổi giận. Không lăn thì chết. Người đáng chết là ngươi. Long Ý Trần trầm thấp giống lên một tiếng. Có lẽ là nghé con mới sinh không sợ cọp, còn lại kiếp lão đều luống cuống, hắn lại còn lửa giận ngút trời, chính diện cùng Lý Thiên Mệnh đụng vào nhau. Ta hôm nay chỉ muốn thủ bên trong người kia đầu chó, ngươi muốn là thức thời điểm, ta có thể sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Theo thẩm phán chi nhãn nhìn, cái này Long Ý Trần mới thật sự là không nhuốm bụi trần người. Trên người hắn cơ hồ không có gì sát nghiệt cùng sát khí, cơ hồ là toàn bộ thiên tinh cảnh bên trong, sạch sẽ nhất một vị. Muốn động hắn, giết ta, Long Ý Trần gầm thét lên. Hắn là cha ngươi à, vẫn là ngươi chủ nhân, ngươi chuyên tới làm chó sao, Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Rõ ràng là cái tứ tượng hải tông người, lại cho cửu cung người của thần vực, lấy mệnh bảo hộ. Ngươi biết cái gì, kinh người thế hệ, tự nhiên có người đi theo. Diệp Bồ Đề có tư cách này. Long Ý Trần nói. Hắn biết, Diệp Bồ Đề khẳng định đang chăm chú phía ngoài hết thảy. Lần này biểu hiện tốt, có lẽ mới có thể chân chính, đạt được người này hữu nghị đi. Ngươi thật đúng là cái trang bức. Đối với cái này thẳng thắn người, Lý Thiên Mệnh lười nhắc nhiều lời. Người tốt đến đâu, chết đều muốn đứng tại chính mình mặt đối lập, đi bảo trì một cái sát nghiệt ngập trời người. Như vậy, tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, hắn đây chính là đang tìm chết. Lam Hoang. Không dùng Lý Thiên Mệnh nhiều lời, Lam Hoang sớm thật hưng phấn vô cùng. Nó mang theo Lý Thiên Mệnh,
cùng Long Ý Trần ba đầu cộng sinh thú, va chạm vào nhau. Huỳnh hỏa bọn họ ba cái, thì ở phía sau ngăn cản còn lại kiếp lão. Nói đến, Long Ý Trần ba đầu cộng sinh thú, cùng Lam Hoang có thể nói là cực kỳ tương tự. Đây là ba đầu, Sơn Hải trấn giới Thiên Long. Bọn họ đều là khí hậu song thuộc tính, trong mắt điểm sao đại khái là 732 bên. Đối Long Ý Trần số tuổi này người mà nói, cái này điểm sao, cần phải có thể đứng vào thiên hạ 10 vị trí đầu. Sơn Hải trấn giới Thiên Long, mỗi một đầu đều to lớn mà khôi ngô, cái này ba đầu thần long, đều là long quy. Bọn họ đồng dạng gánh vác đồi núi, trong bụng có hải dương, có đầu rồng long chảo cùng long đuôi, tròn trịa cẩn trọng, các phương diện có thể nói, cùng Lam Hoang cực kỳ tương tự. Khác biệt chính là, Lam Hoang hình thể rất dài, sau lưng có 9 tòa quỳ núi, song song mà đứng, giống như là một loạt răng cưa, mà núi này biển trấn giới Thiên Long thân thể, thì là hình bầu dục mai rùa. Cho nên, bọn họ cùng Lam Hoang so ra, đều có chút ngắn. Lam Hoang tuy nhiên có cùng loại, mai rùa, thân thể, nhưng nói thật, nó vẫn duy trì long hình thon dài, càng linh hoạt càng hung mãnh. Tại Lam Hoang trước mặt, cái này ba đầu Sơn Hải trấn giới Thiên Long tuy nhiên cảnh giới càng cao, đạt tới thất trọng tử kiếp, nhưng so sánh hình thể, bọn họ đều giống như Lam Hoang tiểu đệ. Sau đó, Lam Hoang long uy bành trướng, trực tiếp xông tới, lấy một địch ba. Nó vừa đối mặt, trực tiếp đem một đầu Sơn Hải trấn giới Thiên Long, cho đỉnh bay ra ngoài. Ầm ầm, bốn đầu đều là cận chiến cự thú, tại cái này biển cả bên trong, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Dù cho thần thông đều không phải là bọn chúng am hiểu, bất quá, núi này biển trấn giới Thiên Long, Thiên Trọng Long Thủy Thuẫn, thần thông, vẫn là cho Lam Hoang chế tạo một chút phiền toái. Bọn họ dùng nước biển ngưng kết, sáng tạo ra 1000 trọng thủy thuẫn, lấy nhu thắng cương, rất khó làm bị thương bọn họ. May mắn, Lam Hoang Thiên Trọng tinh hoàn đầy đủ tàn bạo, xoay tròn cũng là cối xay thịt. Cái này ba đầu Sơn Hải trấn giới Thiên Long, toàn bộ bổ nhào vào trên người hắn, hoàn toàn không có cách nào ép đến nó, ngược lại làm cho Lam Hoang cuốn lại, áp đến dưới nước, mai rùa đều kém chút cho Lam Hoang lật ngược. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Chơi vui, lại đến, Lam Hoang hưng phấn gào thét. Nó đây là kỳ phùng địch thủ, đem chiến đấu làm thành chơi đùa. Bất quá, gia hỏa này nằm mộng cũng nhớ chơi đùa, chỉ cần chơi, thắng bại tâm bạo dạp, ngược lại chiến đấu lực càng hung mãnh. Kể từ đó, có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh người, chỉ có Long Ý Trần một cái. Còn lại kiếp lão, đã để Huỳnh hỏa bọn họ ba cái, giết đến sợ chết khiếp. Bọn họ chết thì chết, thương thì thương, chạy chạy, chẳng mấy chốc sẽ thanh tịnh. Thì ngươi một cái trong mắt bọn họ con ruồi, một cái ốm sắp chết nhất nguyên thần vực, ngươi có thể thay đổi gì? Còn không bằng nhận mệnh, có bao xa trốn bao xa, cửu cung thần vực mạnh như vậy, các ngươi tôn thần ngoại trừ chết, căn bản cũng không có cơ hội sống sót. Long Ý Trần còn muốn khuyên cáo hắn. Tôn thần vừa chết, thiên hạ thái bình sao? Lý Thiên Mệnh phá vỡ sóng gió, lãnh đạm lấy hỏi. Đó cũng không phải, Long Ý Trần biết, cửu cung quỷ tông khẳng định muốn mưu đồ càng nhiều, phụ thân hắn Long Thương Nguyên, cũng là muốn chia cắt chỗ tốt. Người cái này bạch si đều không nhận mệnh. Tại cái này làm người chó săn, đều muốn cũng có ngày có thể đứng lên, người còn muốn để cho ta nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, hắn cầm kiếm trùng sát, nhảy lên 100 mét. Long Ý Trần, bây giờ nói thắng bại còn quá sớm, ai thua ai thắng, không phải ngươi nói tính toán. Ngươi hôm nay nếu là có may mắn, không chết trong tay ta, vậy liền trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, cái này Viêm Hoàng Đại Lục, tương lai từ cuộc đời thăng trầm. Không cần nhìn ta đều biết. Khẳng định là Diệp Bồ Đề, đến mức ngươi, chỉ là tất nhiên chết tại thiên tinh cảnh hạt bụi nhỏ, trăm năm về sau, người nào còn nhớ rõ có ngươi nhân vật này. Long Ý Trần vung vẩy trong tay chiến kích, một chân dẫm tại sóng biển phía trên, chấn động đến tứ hải lăn lộn. Trên người hắn hiện ra một bộ màu xanh thăm thẳm chiến giáp, lại có 12 đầu kiếp văn. So trong tay hắn thông thiên chấn hải thần kích, phẩm cấp cao hơn. Ngươi nói như vậy, ta nhưng là không muốn giết ngươi. Lý Thiên Mệnh hai mắt ánh mắt xéo qua, nhìn kết giới kia bên trong bạch bào thanh niên liếc một chút. Hắn vẫn không biết gia hỏa này thân phận gì. Bất quá, tên ngược lại là ưỡn ra bụi. Cút! Long Ý Trần xoay tròn thông thiên chấn hải thần kích, tại cái này biển cả bên trong, hắn có chiến đấu lực tăng thêm. Hắn lấy người thân thể, phát ra thần long gào thét, hắn màu xanh lam chiến giáp phía trên long văn dày đặc. Dùng ra ngươi nhân hoàng long giáp.
Làm cầm giữ có thần long cộng sinh thú tứ tượng hải long tộc, đối nhân hoàng long giáp, đồng dạng có hướng tới. Ngươi còn không có tư cách này. Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm một phân thành hai, ánh mắt lạnh lùng. Hai cái thân ảnh, ngay tại cái này biển cả ở giữa, chém giết ở cùng nhau. Tứ hải thương long chảm. Long ý trần chiến kích quét ngang. Này bá đạo chặt chém, có khai thiên tích địa khí thế. Thông thiên chấn hải thần kích lấy rồi rào lực lượng, cuốn lên vạn trượng nước biển, đánh tới hướng Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này hắn, giống như là biển cả long tử. Lý Thiên Mệnh ngược lại là rất an tĩnh, chỉ là nhân đạo chúng sinh kiếm thi triển đi ra, cũng không thật lớn kiếm thế cùng động tĩnh, nhưng lại có cao thượng kiếm ý cùng phàm nhân khó có thể hiểu thấu đáo huyền ảo. Một loại kiếm quyết, hai loại kiếm pháp. Chúng sinh kiếm ý, trực tiếp phá vỡ biển cả, thế như trẻ tre. Làm. Chói tai tiếng rít âm bạo phát. Lý Thiên Mệnh cái kia kim sắc đông hoàng kiếm, nhìn như yếu kém, lại chặn thông thiên chấn hải thần kích, mũi kiếm kia đè vào chiến kích phía trên, không nhúc nhích tí nào. Thế mà, lòng ý trần căn bản không có lực lượng, lại ngăn trở Lý Thiên Mệnh màu đen đông hoàng kiếm. Tại cái kia màu đen đế kiếm xuyên qua phía dưới, chạm áo giáp màu xanh lam tại chỗ phá nát. Lòng ý trần trực tiếp mộng. Biển cả lăn lộn bên trong. Thiếu niên tóc trắng kia trong mắt lạnh lùng, như là thiên đạo thẩm phán giả, để hắn toàn thân chấn động. Không thể thua. Long ý trần chí ít không bị thương tổn, hắn tại lúc này khắc cắn hàm răng, lại lần nữa gào thét, trên thân lam huyết lăn lộn. Không biết cái gì thời điểm, Sơn Hải trấn giới thiên long, thiên trọng long thủy thuẫn, vần quanh ở trên người hắn, cùng Lý Thiên Mệnh luyện ngục thuẫn giáp, có đồng dạng hiệu quả. Lý Thiên Mệnh, người không được. Long ý trần trên thân quang mang lập lòe, thất trọng tử kiếp lực lượng bành trướng mà ra. Thông thiên chấn hải thần kích, lại lần nữa chém giết. Thái thượng đế long chém. Cái kia thô bạo bắp thịt, đỉnh phong lực lượng, toàn thân hết thảy hội tụ vào một chỗ. Một chiêu này thi triển, hắn như là hóa thành biển cả bên trong bạo long, xé rách sóng biển, ngàn vạn lực lượng, đánh tới hướng Lý Thiên Mệnh. Còn không hết hy vọng. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa ra tay. Cùng long ý trần thô bạo so sánh, động tác của hắn quá nhẹ. Thế mà, chính là cái này nhẹ nhàng linh hoạt động tác, nhưng lại có áp chế long ý trần lực lượng. Thần hình câu diệt kiếm. Hắn đối một kiếm này lĩnh ngộ, càng ngày càng mạnh. Nếu như nói vừa mới không sát tâm, một kiếm này đi ra, hắn đột nhiên hóa thành tử thần, sát ý bạo phát. Một kiếm giết ra, ác quỷ oan hồn, khóc trời sặc địa. Siêu siêu siêu. Kiếm quang lấp lóe. Làm. Lần này, thần hình câu diệt kiếm thô bạo chém đứt cái kia thông thiên chấn hải thần kích, xé rách thiên trọng long thủy thuẫn. Long ý trần, căn bản ngăn không được. Bất quá, cái này thiên trọng long thủy thuẫn mềm mại lực lượng, tại khẩn yếu trước mắt, vẫn là vì long ý trần tháo bỏ xuống rất giết nhiều thương tổn lực, càng là thay đổi Lý Thiên Mệnh màu đen đông hoàng kiếm, để nó chệch hướng một chút, không thể chu sát long ý trần, chỉ là xuyên thấu cánh tay. Lý Thiên Mệnh thuận thế đem, đế quân kiếm ngục, quán thâu đi vào. Nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, lòng ý trần cuối cùng biết chạy trốn rồi. Hắn cắt đứt đế quân kiếm ngục truyền vào, ngay cả như vậy, cái kia tràn vào trong thân thể của hắn kiếm hình thiên văn, vẫn nổ tung, đem cả một đầu cánh tay xé rách thành phấn vụn. Lòng ý trần đau kêu một tiếng. Hắn tại trước quỷ môn quan đi một chuyến, đã tê cả ra đầu. Lần này, đến phiên hắn chạy. Kém chút bị giết. Muốn nói trong lòng không run rẩy, làm sao có thể. Tiện nghi ngươi, Lý Thiên Mệnh lười nhác lại nhìn hắn một cái. Trở về. Tại hắn hô hoán dưới, tứ đại cộng sinh thú toàn bộ trở về. Những cái kia kiếp lão, đã không có thể dây dưa năng lực của bọn hắn, hiện tại nguyên một đám vô cùng thê thảm. Hơn trăm người vây công, Lý Thiên Mệnh lông tóc không thương. Hiện tại, bọn họ đã mộng. Bao quát lòng ý trần ở bên trong. Trong lúc nhất thời cũng không dám lại ngăn cản. Long ý trần không thể nghi ngờ là thống khổ, bởi vì hắn ba đầu cộng sinh thú, đã để lam hoang cắn chết một đầu. Tay gãy, cộng sinh thú chết thảm, dạng này xuống tràng, chỉ là đều là thời gian ngắn tạo nên. Long ý trần chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy cái kia 20 tuổi thiếu niên tóc trắng, vọt thẳng tiến vào tinh hải vòng xoáy kết giới. Không ngoài dự liệu, hắn lấy vượt qua Diệp Bồ Đề gấp trăm lần tốc độ tiến lên. Long ý trần không thể không thừa nhận, gia hỏa này đã lật đổ nội tâm của hắn, để hắn vậy mà vì Diệp Bồ Đề lo lắng. Hắn dám vào đi, mới là thật chết chắc. Đúng. Chung quanh kiếp lão,
đều tại ngoài mạnh trong yếu nói như vậy, thậm chí không có người chủ động lại đi bẩm báo quỷ vương, đều là bởi vì đối Diệp Bồ Đề cuồng nhiệt tín nhiệm. Long Ý Trần cũng là như thế. Chỉ là hắn lần này cảm thấy, tiếp xuống cạnh tranh, có thể hay không thật sự có lo lắng đâu. Hắn trừng to mắt, trong lòng bất ổn, khẩn trương thở dốc. Rốt cục tại thời khắc này, Diệp Bồ Đề trước một bước tiến kết giới hạch tâm. Hắn không nói hai lời, bắt đầu cuốn lên đầy trời kiếp khí, thu vào tu di giới chỉ bên trong. Từ đầu đến cuối, Diệp Bồ Đề đều không quay đầu. Hiển nhiên, đoạt bảo mới là hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng muốn là Lý Thiên Mệnh xông vào, đoán chừng cũng là tử chiến. Lý Thiên Mệnh, vậy mà không có coi ta là làm đối thủ, liền nhân hoàng long giáp đều không cần. Một người như vậy, đã để Long Ý Trần, tê cả ra đầu. Hai đời thiên hạ đệ nhất, cái này đụng phải. Hai đời người còn kém mười mấy tuổi, bình thường tới nói, có thể lẫn nhau giao phong, cơ bản đều là trăm tuổi sau. Thế mà, mọi người trong mắt 20 tuổi Lý Thiên Mệnh, đã giết tới 40 tuổi Diệp Bồ Đề trước mặt. Diệp Bồ Đề số tuổi này, tại chín đại thần vực cổ thánh cảnh trở lên đám người trong mắt, cũng chính là cái vừa trưởng thành đi. Lý Thiên Mệnh tại tinh hải vòng xoáy trong kết giới, trực tiếp dựa vào hắc ám tí, phá vỡ tinh hà vòng xoáy ngăn cản, một đường gia tốc, bay thẳng vòng xoáy trung tâm. Tại Diệp Bồ Đề mới vừa đi vào không đến 10 hơi thời gian, còn không thu thủ 1000 kiếp khí thời điểm, Lý Thiên Mệnh tự xuyên thấu kết giới, đi tới trong kết giới. Cái này trong kết giới không coi là nhỏ, bên trong có một nửa nước biển, nửa ngày hư không. Cái kia 100000 kiếp khí, có trôi nổi trên mặt biển, có chìm đến đáy nước. Dù sao, tiện tay có thể thủ, lít nha lít nhít, trồng chất thành núi. Lý Thiên Mệnh vừa mới bước vào đến, chung quanh hắn chính là các loại kiếp khí. Nơi này bất luận một loại nào binh khí, xuất ra đi đều sẽ bị tranh đoạt, nhưng nơi này lại có 100000 nhiều, người xem đầu váng mắt hoa. Những thứ này kiếp khí coi như không có có chủ nhân, trên đó ẩn chứa thú huyết, linh quặng cùng linh tai lực lượng, ở chỗ này sông ngang sông thẳng, có rất lớn tỷ lệ, sẽ bị đầy trời kiếp khí đâm bị thương cắt thương tổn. Sông đến nhanh, muốn là thân thể không đủ dày đặc, thậm chí có khả năng bị một đao cắt đứt. Đứng tại kiếp khí trong hải dương, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, một cái bạch bào nam tử đầu trọc, đi chân trần dẫm tại một thanh cự kiếm phía trên, đứng tại chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Cái kia tái nhợt ánh mắt, tùy tiện nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, lộ ra vô tận lạnh lùng. Đối Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn chỗ nhìn thấy, cũng không phải là Diệp Bồ Đề như bạch ngọc thân thể, mà chính là trên người hắn cái kia ngập trời sát nghiệt. Trên người đối phương, quả thực tương đương với tự mang núi thây biển máu, như bạch ngọc trên da, có lít nha lít nhít oan hồn, tại hướng về phía Lý Thiên Mệnh thút thít. Ta hiếu kỳ chính là, ngươi ăn người tâm làm cái gì? Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng, nơi đây không nên ở lâu, thật có chút vấn đề, hắn nằm mộng cũng nhớ biết. Một người, tại sao muốn hư hỏng như vậy đâu? Đến cùng có chỗ tốt gì à? Ăn ngon, vị đạo tốt, Diệp Bồ Đề đình chỉ lấy đi kiếp khí. Hắn đem ngọc thạch một dạng hai tay, giao nhau để ở trước ngực vị trí, bạch bào phiêu đáng, theo ngoài ngàn mét lăng không chạy như bay, trôi hướng Lý Thiên Mệnh. Thôi đừng chém gió, ta muốn biết nguyên nhân, không phải vậy, chờ ngươi sau khi chết, không ai trả lời ta. Ta liền muốn hoang mang rất lâu, không được an bình. Lý Thiên Mệnh nói. Thanh âm của hắn cực sự lãnh khốc. Hắn cũng không tính là tinh thần chính nghĩa bạo dạp người, thế nhưng là loại này sát nghiệt cùng sát khí, để hắn hai mắt nhói nhói, tâm ở bên trong khó chịu. Đang khó chịu thời điểm, trong lòng sát cơ thì điên cuồng sinh sôi, tựa như là chính mình, chính là bị hắn moi tim người một dạng. Đại khái là bởi vì, những người kia thống khổ nhân quả, đều quấn quanh ở trên người mình đi. Ăn trăm vạn tâm, thành thánh vương thể, ta bây giờ cái này, Bồ Đề thánh vương thể, mạnh bao nhiêu, thì chứng minh, ngờ vực người chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Diệp Bồ Đề nói. Hắn lúc nói chuyện, hơi hơi sâu vươn đầu lưỡi, liếm môi một cái, nói, nghe nói phệ tâm trùng, không có có thể ăn mất trái tim của ngươi, ta muốn móc ra, nhấm nháp một chút đế tử vị đạo. Bồ Đề thánh vương thể, lại là tà ma ngoại đạo cấm thuật công pháp A, trách không được các ngươi cửu cung thần vực. Ưa thích dùng những thứ này âm tà thủ đoạn, mạnh đến mức rất nhanh đầy đủ mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, hắn cái này như bạch ngọc Bồ Đề thánh vương thể, tuyệt đối rất khủng bố. Thân thể lực lượng, là thiên tinh cảnh không cách nào phong cấm lực lượng, kẻ trước mắt này, tại cấp độ này phía trên, khả năng so huyết ý quỷ vương bọn họ đều cường.
Lý Thiên Mệnh hấp thu 4.000 tinh nguyên chạm tinh cổ thần thể, cũng không bằng hắn Bồ Đề Thánh Vương thể. Dù sao, hắn mới đoán tạo mấy tháng, không sai mà đối phương ăn 40 năm, luyện 40 năm. Cái này không gọi tà ma ngoại đạo, đây là thông thiên thánh đạo, chúng sinh nâng tâm, để cho ta thành tựu thượng thần, từ thần khai sáng thịnh thế, tạo phúc con cháu muôn đời, cái này gọi tử vì đạo. Diệp Bồ Đề nói. Hắn mặt mỉm cười, hời hợt nói ra. Sau khi nói xong, hắn đã đứng ở Lý Thiên Mệnh trước mắt, xòe bàn tay ra, nói, đến phiên ta hỏi ngươi, người nào nói cho ngươi, ta là ngờ vực người. Tự nhiên là thượng thiên cáo chi, thuận tiện dặn dò ta, đoạt ngươi tiện mệnh, thế thiên hành đạo. Lý Thiên Mệnh âm lãnh nói. Khác, Diệp Bồ Đề vui vẻ, nói, tốt xấu ngươi là cũng là nhân vật, khác hô loại này IQ thấp khẩu hiệu, ngươi đối với ta nhìn chằm chằm, mục đích của ngươi, liền xem như ghen ghét ta, ta nghe cũng thoải mái một chút. Khuyên người hướng thiện, thiên chu địa diệt, ngươi cũng đã biết. Ai nói ta khuyên ngươi hướng thiện rồi, ta tiến đến mục đích chỉ có hai cái, đệ nhất, lấy đi cái này 100.000 kiếp khí, thứ hai, giết chết ngươi. Lý Thiên Mệnh mặt không chút thay đổi nói. Giết ta, ngươi liền sẽ có, tạo phúc chúng sinh cảm giác thành tựu sao? Diệp Bồ Đề nói. Không có, nhưng ta sẽ biến càng mạnh. Vậy ngươi vậy cũng là tà ma ngoại đạo. Diệp Bồ Đề nói. Ngươi nói đúng, ngươi ăn người tâm, ta ăn ngươi, ta so ngươi, ma cao một trường. Nên hỏi đều hỏi. Lý Thiên Mệnh lại không hứng thú, đi tìm hiểu hắn là ai, hắn có thân phận gì. Tại cái này kiếp khí trong hải dương, hắn cùng tứ đại cộng sinh thú kể vai chiến đấu. Cái này tinh hải vòng xoáy kết giới nội bộ, là một cái phong bế không gian, ở chỗ này, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, có thể trải rộng toàn trường. Lam Hoang phủ phục tai kiếp khí trong hải dương, thân thể của nó đầy đủ kiên cường, cũng không sợ những thứ này kiếp khí. Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, một con chim nhỏ, một con mèo đen, mà hai tay của hắn cầm kiếm, một vàng một đen. Hai bên hai mắt bộc phát ra hào quang rừng rực, lạnh lùng xem kỹ lấy Diệp Bồ Đề. Hắn tựa như là một cái đói khát người, để mắt tới hắn con mồi. Lần này, hắn rốt cục cảm nhận được, tiên tiên đói khát thời điểm cảm giác. Diệp Bồ Đề cảnh giới, bị thiên tinh cảnh khống chế một bộ phận. Nói cách khác, hắn chân thực cảnh giới là bát trọng sinh kiếp. Số tuổi này, đạt tới loại trình độ này, hất ra người đồng lứa quá nhiều. Giết giết giết. Lý Thiên Mệnh cảm giác thân thể đều có chút không bị khống chế. Diệp Bồ Đề, quá mập. Đói khát sói hoang, gặp một khối đại thịt mỡ, mập đến giọt dầu, làm sao có thể nhẫn a? Cùng hắn so ra, anh bà những người kia, quả thực đều là vớ va vớ vẩn, căn bản không có vị đạo. Lý Thiên Mệnh toàn thân đều đốt lên, một đôi tròng mắt bộc phát ra cuồng nhiệt quang mang. Người đại khái là coi là, ăn chắc ta rồi, liền xem như tại thiên tinh cảnh. Người phối nắm giữ tự tin như vậy à? Diệp Bồ Đề có chút kinh ngạc. Rất nhanh, hắn mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh vô lễ, tiêu trừ hắn đối đế tử tất cả hứng thú. Phiền chán về sau, hắn cũng chỉ muốn giết chóc. Ta có thủ đoạn, có thể moi tim bất tử, đến lúc đó, để ngươi thưởng thức quan sát, ta như thế nào thành tựu Bồ Đề Thánh Vương. Hắn lúc nói chuyện, hơi hơi giơ tay lên. Một cái màu bạc hùng ưng chạy như bay tới. Rơi vào trên mu bàn tay của hắn, còn có một cái lục nhĩ kim sắc tiểu hầu, tại một cái đem kiếp khí phía trên vui sướng nhảy vọt mà đến, nhảy tới trên vai của hắn. Một ưng một khỉ, hình thể đều rất nhỏ, có thể bọn họ đều cùng miêu miêu một dạng, tuyệt đối có thể biến hóa thành cự thú. Cái này hai cái cộng sinh thú, đều có 800 điểm sao, so Phương Thanh Ly đều cao. Đúng vào lúc này, cái này hai đầu cộng sinh thú, ầm vang biến lớn. Cái kia kim sắc tiểu hầu thân thể rung động đùng đùng, bành trướng thành một đầu hoàng kim cự viên. Cái kia hoàng kim cự viên vẫn có lục nhĩ, hình dạng hung sát quá nhiều, lớn móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, hắn thân thể huyết tinh mà thô bạo, tràn đầy lực lượng kinh khủng cảm giác, lại thêm như hoàng kim cương cứng rắn, đau thương bất nhập, quả thực là vì chiến đấu mà thành máy móc. Lớn nhất thú vị là, nó theo Diệp Bồ Đề trong tay, lấy được một cái màu đen gậy gộc, cái kia gậy gộc tại hắn tay bên trong, hóa thành một cái cột chống trời. Bị hắn nắm trên tay, điều này nói rõ cái này cộng sinh thú, vậy mà có thể thi triển kiếp khí, cho nên, nó muốn là thi triển chiến quyết, Lý Thiên Mệnh không có chút nào ngoài ý muốn. Đây là, lục nhĩ thiên cương thần viên, chính là viêm hoàng đại lục lịch sử phía trên, tương đương kinh khủng cộng sinh thú một trong, nghe đồn thứ 6 mà thôi dị thường nhạy bén, có thể nghe âm thanh phân biệt vị, thấy rõ đối thủ, để hắn trong chiến đấu,
cực kỳ nhạy bén, thậm chí trời sinh thông minh, có thể học tập chiến quyết, ngộ tính kinh người, hoàn toàn có thể coi như một người đến sử dụng. Nó hiện tại binh khí trong tay, thì kêu làm Kim Cương Phục Thiên Côn, đó là 12 đầu kiếp văn kiếp khí, lấy ra cho cổng sinh thú sử dụng, có thể thấy được lốm đốm. Còn có một cái ngân sắc tiểu ưng, trên không trung cuốn một cái, cũng đã giả thiên tế nhật. Đó là một cái hoa mỹ kim loại hùng ưng, hắn trên thân mỗi một bộ phận, đều kiên cường như kiếp khí, nhất là nó lông vũ, toàn bộ đều là trường kiếm màu bạc hình dáng, lít nha lít nhít lại sắp hàng chỉnh tề. Cùng lúc đó, nó còn có phong bạo thuộc tính, làm đến tốc độ của nó khá kinh người, đoán chừng cùng Miêu Miêu không kém cạnh. Đây là, vạn kiếm địa sát ma ưng, đồng dạng lịch sử nổi tiếng. Nó cùng lục nhĩ thiên cương thần viên một dạng, đều là cận chiến năng lực siêu tuyệt cộng sinh thú, toàn thân trên dưới liền ngũ tạng lục phủ đều là kim loại, coi như mở ngực mổ bụng cũng sẽ không chết. Diệp Bồ Đề đứng tại cái kia lục nhĩ thiên cương thần viên trên bàn tay, không dùng thẩm phán chi nhãn nhìn hắn, sẽ phát hiện hắn cao thượng mà thánh khiết, như chân thần hàng lâm, khí phách vô song. Lý Thiên Mệnh, ban cho ngươi tội chết. Ầm ầm. Núi đao biển kiếm bên trong, song phương tại cái này phong bế trong không gian đột nhiên kịch chiến. Phía ngoài người sống sót, thì ngốc trệ quan chiến. Cùng Diệp Bồ Đề so sánh, Lý Thiên Mệnh có một cái rõ ràng ưu thế, cũng là cộng sinh thú số lượng. Tại đối phương hai đầu cộng sinh thú hóa thành cự thú thời điểm, Miêu Miêu đồng dạng không cam lòng yếu thế, tại lôi đình cùng ma khí ngập trời bên trong, hóa thành đế ma hỗn độn. Nó cái kia trắng hai mắt màu vàng óng phía trên, màu đen lôi đình dày đặc, cửu trọng hỗn độn lôi giới vần quanh thân thể, bôn tẩu màu đen lôi đình, trong nháy mắt bắn tung tóe lái đi. Giống. Miêu Miêu phóng lên tận trời, để mắt tới cái kia như ngân sắc như ảo ảnh vạn kiếm địa sát ma ưng, cùng lúc đó, khởi nguyên thế giới thụ phía trên vô số thánh quang đằng mạn cuốn tới, trước một bước bao phủ đối thủ. Đáng tiếc, cái kia vạn kiếm địa sát ma ưng tốc độ quá nhanh, tiên tiên thánh quang đằng mạn, lại có điểm đuổi không kịp nó. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm địa sát ma ưng thi triển thần thông, bạc nhận phong bạo, kia hình kiếm lông vũ như vạn kiếm xuyên tâm, bao phủ thiên địa, chẳng những đem thánh quang đằng mạn chặt đứt, càng là có thể xuyên thấu Miêu Miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới, đâm bị thương Miêu Miêu thân thể. Theo tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh liền biết, đối phương một người hai thú rất khó đối phó. Đối phương coi như bị áp chế cảnh giới, rất nhiều thủ đoạn vẫn rất cường thế. Một bên khác, Lam Hoàng tại thiên tiên phụ trợ phía dưới, đánh tới hình người lục nhĩ thiên cương thần viên, cái này càng bị thua thiệt. Lam Hoàng trên người có thiên trọng tinh hoàn gào thét xoay tròn, hình thành máy cắt kim loại khí, nếu như đụng vào, cái này lục nhĩ thiên cương thần viên chưa hẳn có thể chịu đựng được, nhưng mấu chốt là, đối phương cực kỳ linh hoạt, cái kia lỗ tai nghe âm thanh phân biệt vị, hình thể biến hóa khó lường. Nó trong tay một cái kim cương phục thiên côn, quả nhiên thi triển chiến quyết, hơn nữa còn là nhị nguyên sinh tử chiến quyết, viên ma côn pháp. Nó vốn là kiên cường vô cùng, lại thêm linh hoạt đa động, Lam Hoàng rất khó đụng phải nó, muốn không phải tiên tiên tại, nó trên cơ bản chỉ có thể bị đánh, cái kia cột trống trời một dạng gậy gộc nện ở trên đầu, liền xem như Lam Hoàng đều phải phun huyết. Mà lại, cái này hai đại cộng sinh thú thần thông, vậy cũng tương đương lợi hại, còn mỗi người đều trời sinh thiên phú, một cái thô bạo nhạy bén, một cái có thân thể bất tử. Tỉ như cái kia vạn kiếm địa sát ma ưng, Miêu Miêu rõ ràng dùng cái đuôi phía trên gai nhọn, đâm xuyên qua thân thể của nó, kết quả đối phương liền ngũ tạng lục phủ đều là kim loại, cứ thế mà kẹp lấy cái đuôi của nó, kém chút đem cái đuôi của nó chém đứt. Đến mức tiên tiên, đã sớm đầy trời đều là bay nhánh. Thái cổ hỗn độn cự thú năng lực, nhất định mạnh hơn, hiện tại lớn nhất thế yếu hay là đẳng cấp thế yếu, cho nên, bọn họ muốn nghiền ép đối thủ rất khó, chỉ có thể tận khả năng từ tiên tiên đến dây dưa, cùng đối phương cầm cự được. Dù sao, tại lớn nhất trên chiến trường, là Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, liên thủ cùng cái kia Diệp Bồ Đề giao phong. Núi đao biển kiếm bên trong, tại bọn họ động thủ trong tích tắc, vô số kiếp khí liền bị cuốn vào phong bạo bên trong, tạo thành công kích một bộ phận. Cho đến bây giờ, Tiên Tiên, Lam Hoang, Miêu Miêu cùng đối phương hai đầu cộng sinh thú trên thân, đều cắm đầy binh khí, có thể nói là máu tươi vẩy ra. Càng nhiều kiếp khí trong không khí bay tán loạn, tạo thành binh khí phong bạo. Vô số kiếp khí đụng thẳng vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, còn có vẩy ra sao hỏa cùng linh tai, khắp nơi tàn phá bừa bãi. Tại dạng này trong gió lốc, Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Bồ Đề điên cuồng chém giết, chiêu chiêu chí mạng. Bên cạnh bọn họ, còn có luyện ngục hỏa ảnh vần quanh.
Quỳnh Hỏa trực tiếp mở ra đế tinh thiểm diệu trạng thái, như là mặt trời buông xuống. Tại điên cuồng phun lửa đồng thời, còn có lục đạo sinh tử kiếm quyết. Nó đánh lén, xác thực cho Diệp Bồ Đề mang đến phiền toái cực lớn, nhất là cái kia luyện ngục hỏa thần thông. Mặc kệ là luyện ngục mệnh hỏa nổ tung, vẫn là phần thiên vũ linh nổ bắn ra, Diệp Bồ Đề đều khó có khả năng, thuần dựa vào thân thể ngăn cản. Hắn nhìn thoáng qua, hắn cộng sinh thú tuy nhiên đều chiếm cứ thượng phong, có thể thời gian ngắn không có cách nào trợ giúp đến hắn. Cái này khiến Diệp Bồ Đề nhịn cười không được. Đây là lấy ta làm đột phá khẩu, ta là phải nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là ngây thơ. Im miệng, kẻ chắc chắn phải chết, không cần nói. Lý Thiên Mệnh căng ra đế vực kiếm hoàng kết giới, đông hoàng kiếm bão táp kiếm khí, có thể trợ giúp đến Miêu Miêu bọn họ. Ngay cả như vậy, nghe được bọn họ bị đánh, Lý Thiên Mệnh tâm tình cũng táo bạo. Há, ha ha. Diệp Bồ Đề lắc đầu cười một tiếng, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn tại kiếm khí trong hải dương, sau lưng lửa giận mãnh liệt, hắn lại không sợ chút nào, không nhúc nhích tí nào. Bỗng nhiên, huyết quang kinh thiên. Một bộ chiến giáp đỏ lòm, xuất hiện tại Diệp Bồ Đề trên thân. Cái này bất ngờ chính là Diêm La sử dụng tới vạn hung huyết giáp, nắm giữ 15 điều kiếp văn. Ngươi thật là lần, dùng bại tướng dưới tay ta, đồ còn dư lại. Lý Thiên Mệnh mỉa mai. Ngươi đây thì hiểu lầm, lần trước coi như ta cấp cho Diêm La mà thôi, ai biết, hắn sẽ cho vạn hung huyết giáp hổ thẹn đâu. Diệp Bồ Đề vạn hung huyết giáp, thành công chặn Huỳnh Hỏa rất nhiều thủ đoạn. Cái này vạn hung huyết giáp liền Huỳnh Hỏa thông thiên cương khí, đều có chút khó có thể xuyên thấu. Ngoại trừ vạn hung huyết giáp, Diệp Bồ Đề trên hai tay, cũng vô binh khí, nhưng hắn lại mang theo hai cái cánh ve một dạng mỏng bao tay. Không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy cái bao tay này phía trên, lại có 14 điều kiếp văn. Số lượng này, đã là tương đương chân quý, rất nhiều tam nguyên kiếp lão đều chưa hẳn nắm giữ bảo bối như vậy. Bao tay vào tay lưng vị trí, mỗi người thêu lên một đóa kiếp văn tạo thành liên hoa, một đen một trắng. Diệp Bồ Đề nắm tay thành quyền. Thôi được, để ngươi xem một chút, ta gần nhất thành tựu Bồ Đề Thánh Vương thể, đến cỡ nào thích hợp thiên tinh cảnh. Diệp Bồ Đề ánh mắt mênh mông, như bạch ngọc thân thể, bạo phát ra mãnh liệt bạch quang, cực kỳ chướng mắt. Hắn đột nhiên vào tới, cơ hồ một cái nháy mắt, nhất quyền đánh phía Lý Thiên Mệnh. Môn quyền pháp này, gọi là phổ độ chúng sinh, ngươi cũng là chúng sinh, ta liền siêu độ ngươi vong hồn, để ngươi trèo lên hướng cực nhạc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Theo cái này quyền thế ảo diệu, liền có thể nhìn ra, đây là tam nguyên sinh tử chiến quyết. Đây là cấp bậc cao nhất sinh tử chiến quyết. Quyền thứ nhất, Thánh Vương Tử Bi. Danh xưng Tử Bi, kỳ thật chính là sát lục chi quyền. Mà lại, cái này không chỉ là nhất quyền, mà chính là liên tiếp trọn vẹn. Mỗi một quyền, đều oanh ra một đạo liên hoa một dạng quyền ấn, chấn động mà đến. Lý Thiên Mệnh lấy lục đạo sinh tử kiếm quyết ngăn cản. Khó chịu là mũi kiếm đâm vào cái kia quyền đầu phía trên, giống như đâm vào trên bông, không có cách nào phá vỡ quyền kia bộ. Ngược lại là đối phương kinh khủng thân thể lực lượng, mang tới cuồng bạo chấn động, hoàn toàn áp chế Lý Thiên Mệnh chạm tinh cổ thần thể, đánh cho đông hoàng kiếm kém chút tuột tay. May mắn, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm tay chính là hắc ám tí, cánh tay mới không có xé rách. Nhưng, lực lượng kia vẫn là chấn động đến ngũ tạng lục phủ, để Lý Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu tươi. Rất mạnh a. Nhiều người như vậy tâm, người còn thật không có phí công ăn. Lý Thiên Mệnh hai mắt đẫm máu. Một lần bị thương này, để thế giới của hắn triệt để nhiễm lên huyết sắc. Chung quanh bay tán loạn kiếp khí, đều có thể làm như không thấy. Thương sinh nâng tâm, tạo phúc cho ta nếu là tu luyện không thành, chẳng phải là thẹn với con dân. Diệp Bồ Đề cười nhạt một tiếng. Ngay tại lúc này, Huỳnh Hỏa thi triển thần hình câu diệt kiếm, chỉ hướng hắn phần gáy. Hắn xoay người đấm lại, trực tiếp đem Huỳnh Hỏa đánh bay. Một quyền này, để Huỳnh Hỏa đụng nát khá hơn chút kiếp khí, luyện ngục thuẫn giáp trực tiếp vỡ nát. Ta dựa vào, người này là quái vật a. Huỳnh Hỏa mộng. Nó thế nhưng là đế tinh thiểm diệu trạng thái, hoàn toàn chơi không lại. Bước đi Huỳnh Hỏa, Diệp Bồ Đề càng thêm dễ chịu. Hắn bẻ bẻ cổ, hai tay nắm bắt xương ngón tay, phát ra đùng đùng sau không dứt thanh âm, đi hướng Lý Thiên Mệnh. Không đùa, ngươi chính là cái không chơi nổi tiểu hài tử, không có ý nghĩa, tiễn ngươi lên đường. Quyền thứ hai, tâm như gương sáng. Một chiêu này càng huyền diệu hơn.
tuy nhiên không bằng lục đạo sinh tử kiếm quyết, mấu chốt là Bồ Đề Thánh Vương thể đầy đủ mãnh liệt, lại lần nữa để Diệp Bồ Đề áp chế Lý Thiên Mệnh. Loại này áp chế, để huỳnh hỏa rất khó đối Diệp Bồ Đề, tạo thành thực chất tính thương tổn. Dù sao, trên người hắn còn có vạn hung huyết giáp, ngăn cách rất nhiều luyện ngục hỏa thiêu đốt. Nhất quyền tâm như gương sáng, Diệp Bồ Đề an tĩnh, Lý Thiên Mệnh thì thật lâu không thể bình tĩnh. Sát nghiệt, chúng sinh, hung hồn, ác mộng, thẩm phán chờ một chút từ ngữ, tại trong đầu của hắn phi tốc chuyển động. Hắn đã từng vô số lần, cầm tội nghiệt chi đồ, đến ma luyện cửu thiên hung hồn kiếm trận, nhưng lại một lần đều không thành công. Một kiếm kia, thực sự quá phức tạp đi. Muốn nói ma luyện, quen thuộc, hắn đã đem tất cả chi tiết, đều dung hội xuyên suốt. Nhưng muốn sáng tạo lớn như vậy kiếm trận, thường thường thi triển không thành, liền trực tiếp hỏng mất. Nhưng là hiện tại, Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất bị áp chế, ở trong lòng nổ tung một dạng sát cơ kích thích phía dưới, hắn có rất nhiều ý nghĩ. Kiếm không thành, có lẽ liền là bởi vì tâm không đến. Như thế nào tâm, có lẽ cũng là người chi khát vọng sinh tồn, khát vọng thủ hộ, khát vọng người yêu. Mà bây giờ, ta khát vọng giết hắn. Loại này khát vọng, so đói khát càng kinh khủng. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn quên đi mình bị áp chế. Chịu đựng một lần ngăn trở, bị qua Bồ Đề Thánh Vương thể tại thiên tinh cảnh uy lực, hắn ngược lại là đả thông mặt khác một phiến thiên địa, để hắn lửa giận trong lòng tùy tiện đốt cháy, tạo thành ngập trời sát cơ. Trong lồng ngực núi lửa phun trào, cầm kiếm hai tay, đều tại rung động. Lần này, ta nhất định muốn thành công. Nhắm mắt lại, không nhìn thấy hết thảy. Nhưng là chỉ cần mở to mắt, liền có thể nhìn đến, Diệp Bồ Đề trên mặt nụ cười. Trên người hắn, trăm vạn oan hồn tại hướng về phía chính mình khóc giống, gào rú. Giết hắn, giết hắn. Lý Thiên Mệnh, chúng ta muốn ngươi giết hắn. Vì ta báo thù, vì ta báo thù. Bọn họ chết rồi, nhưng bọn hắn oán hận vĩnh tồn. Cái này không chỉ là người chết thanh âm, càng là thiên địa vạn vật, là thế giới pháp tắc thanh âm. Cường giả vô nhân đạo, tội đáng chết vạn lần. Muốn nhiều như vậy làm cái gì? Đây là thiên địa pháp tắc, cho mình ra lệnh. Đây là vô tâm người chết, tại khẩn cầu chính mình. Đây không phải giết người, đây mới thật sự là siêu độ vong hồn. Chỉ có lắng lại oán niệm, cắt đứt bi kịch, mới thật sự là công đức vô lượng. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết, trên thế giới này lực lượng pháp tắc, nhân quả luân hồi, đều sẽ vượt qua hết thảy tồn tại. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn tại lúc này từ nơi sâu xa, tại trăm vạn oan hồn dẫn dắt hô hoán phía dưới. Leo lên thông hướng thiên đạo thuyền. Không dựa vào chính mình, chỉ dựa vào cái này trăm vạn người tâm nguyện, đều có thể làm cho mình trực tiếp nhất phi trùng thiên. Hắn biết, không phải hắn muốn giết Diệp Bồ Đề, mà chính là thế giới pháp tắc, không cho phép phàm nhân làm loạn. Lý Thiên Mệnh bị một cỗ lực lượng, đẩy đứng lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Nếu như trên thế giới này, thật tồn tại trưởng khống hết thảy thần linh, như vậy, hắn tuyệt đối không phải thấy được thượng thần, mà chính là thiên địa chí cao pháp tắc. Bây giờ, chính hắn cơ hồ diễn hóa thành cái này pháp tắc hóa thân. Tại trăm vạn người đề cử phía dưới, trong nháy mắt đó, hắn thoáng như chân chính thần linh. Hắn không biết đây là hỗn độn thần đế cường đại, vẫn là thiên đạo cường đại. Hắn chỉ biết là, dạng này trạng thái, chỉ sợ cả đời đều hiếm thấy. Trời ban thần minh. Ông một tiếng, trong đầu, có kinh thiên chi biến. Quan tại cửu thiên hung hồn kiếm trận hết thảy huyền ảo, như là bát vân kiến nguyệt, trong nháy mắt sáng sủa. Cửu thiên hung hồn, nghe ta triệu hoán, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Giờ khắc này, tóc dài không gió mà động, vô số kiếp khí bay tán loạn. Trong đó, có hơn vạn trường kiếm, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, chỉ ít, trưởng khống cái này hơn vạn trường kiếm, không phải Lý Thiên Mệnh lực lượng của mình. Vạn kiếm hội tụ. Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm dẫn. Hung quang chợt hiện. Đao phủ thần uy, phóng tới mây xanh. Cái gọi là xúc sinh đạo, chính là cái này ngàn vạn thế giới bên trong, ngoại trừ người bên ngoài vạn vật sinh linh, bọn họ mới là sinh mệnh đại bộ phận. Một kiếm phía dưới, trúc long, đằng xà, thao thiết, quỷ sa, cung kỳ, đào ngột, toan nghê, thiên cẩu, tranh chín loại, cái này chín loại hung sát chi thú, gào thét mà đến. Bọn họ đều là kiếm khí ngưng tụ, là lực lượng của ý chí. Cái kia cửu thiên hung hồn, bạo phát chấn thiên gào thét, ầm vang buông xuống, lấy cửu cung phương vị tỏa chấn, xếp vào càn cung,
Khảm cung, Cấn cung, Trấn cung, Trung cung, Tốn cung, Ly cung, Khôn cung, Đoái cung các loại cửu cung bên trong. Toàn bộ kết giới hạch tâm, chính là cái này cửu cung. Liền phía ngoài Long Ý Trần bọn họ, đều có thể nhìn đến cửu thiên hung hồn kiếm hung sát chi khí, đã bao phủ toàn bộ vòng xoáy trung tâm. Lục nhĩ thiên cương thần viên cùng vạn kiếm địa sát ma ưng, đều bị hung hồn trấn áp. Mỗi một đạo hung hồn, đều là vô tận kiếm ý. Lục đạo sinh tử, lấy kiếm vì trận, trấn thủ chư thiên. Tại một tiếng cuồng bạo trong tiếng gầm giống tức giận, cửu thiên hung hồn kiếm trận, bỗng nhiên bạo phát. Lý thiên mệnh đệ nhất kiếm, giết ra bốn đạo hung hồn. Trong kiếm trận, bạo loạn kiếm ý, thẳng hướng Diệp Bồ Đề. Hắn đệ nhị kiếm, chính là tử chi kiếm, thì ẩn chứa năm đạo hung hồn. Song kiếm một trước một sau, toàn bộ kiếm trận tại thời khắc này, đều đặt ở Diệp Bồ Đề trên thân. Diệp Bồ Đề ngây ngẩn cả người. Cấp một tan tác chi đồ, tại sao lại bỗng nhiên như có thần trợ, bộc phát ra bực này uy lực. Hắn cả một đời đều sẽ không hiểu. Thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, đều sẽ không có người minh bạch, cái gọi là nhân quả thiên đạo, chánh thức tồn tại. Chính là bởi vì có nhân quả, mới có công đức. Nhàm chán. Có lẽ hắn thấy, Lý Thiên Mệnh cái này thanh thế to lớn một kiếm, cũng sẽ cùng lúc trước một dạng, bị hắn nghiền ép. Hắn hưng phấn. Lý Thiên Mệnh, sau cùng để ngươi nhấm nháp nhất quyền, sau đó kết thúc cuộc nháo kịch này. Hắn quyền thứ ba, cực nhạc thịnh thế. Diệp Bồ Đề tại chỗ xuất quyền, quyền ấn trùng điệp. Hắn ngồi xổm mã bộ, bất động như núi, như thiên địa giống như nguy nga. Hắn mỗi một quyền quyền ý cũng rất cao, ở tại siêu cường Bồ Đề Thánh Vương thể chống đỡ dưới, một quyền này xem ra, đã tạo thành đỉnh phong ý chí, dường như sáng tạo ra một cái thế giới chân thật. Diệt. Diệp Bồ Đề nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau cùng nhất quyền trùng kích mà ra, đã ẩn chứa hết thảy. Nhìn như yên tĩnh, nhất quyền vang trời. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh tóc trắng phấn khởi, ánh mắt phun lửa, cái kia nóng rực ánh mắt, xuyên thấu Diệp Bồ Đề hai mắt. Chết! Cửu thiên hung hồn kiếm trận, hội tụ một thể, một kiếm đâm xuyên. Oanh! Một khắc này, ức vạn thú loại lao nhanh. Kim sắc đông hoàng kiếm, đâm vào Diệp Bồ Đề trên nắm tay. Phốc phốc! Quyền bộ phá! Một kiếm kia, đâm vào ngón tay, xuyên thủng cánh tay, một đường đem hắn cái tay này, rảo sát thành thịt nát. Không có cách, Diệp Bồ Đề cánh tay, che đậy tại vạn hung huyết giáp bên trong. Diệp Bồ Đề ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cái tay này. Nhưng là, không xong đâu. Lý Thiên Mệnh cái kia đệ nhị kiếm, càng hung mạnh hơn, tại cái này nổ tung thời khắc, đâm về Diệp Bồ Đề miệng. Vạn hung huyết giáp bao khỏa mà lên, ngăn tại một kiếm này trước đó. Làm. Cả đời kinh thiên đâm vang, vạn hung huyết giáp, tại chỗ vỡ nát. Cái này tồn tại hơn 100.000 năm đỉnh cấp kiếp khí, tại thời khắc này tan thành mây khói. Diệp Bồ Đề toàn thân phún huyết, bị chấn bay ra ngoài. Vạn hung huyết giáp. Hắn mi đầu thật sâu nhíu lại. Một cá nhân thực lực, sao có thể biến hóa lớn như vậy? Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, như là chân thần hàng lâm, để Diệp Bồ Đề lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ. Thế mà, đây cũng là một lần cuối cùng. Tại Lý Thiên Mệnh lưỡng kiếm giết ra về sau, cửu thiên hung hồn kiếm trận vẫn không có kết thúc. Nó cuốn lên hơn vạn kiếp khí trường kiếm, gào thét mà đến. Tại cái kia Diệp Bồ Đề bay ra ngoài thời khắc, vạn kiếm liên thành một chuỗi. Ông! Thanh thứ nhất kiếp khí trường kiếm, đâm vào Diệp Bồ Đề trong lòng. Ầm! Trường kiếm sụp đổ, Diệp Bồ Đề lông tóc không thương. Hắn cười không nổi, bởi vì đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm. Thứ 100 kiếm, 1.000 kiếm, điên cuồng xuyên qua. Cái này không chỉ là Lý Thiên Mệnh lực lượng, đây là Diệp Bồ Đề trên người oan hồn, đang hấp dẫn kiếp khí trường kiếm. Đó là bọn họ sau cùng oán hận, tại thời khắc này, tự mình báo thù. Phốc phốc, Bồ Đề Thánh Vương thể, rốt cục phá. Diệp Bồ Đề kêu thảm một tiếng, thân thủ đi ngăn trở, kết quả tay cầm xuyên thủng. Phốc phốc phốc, mũi kiếm đâm vào trên trái tim. Thứ 1.000 kiếm, xuyên thấu trái tim. A. Diệp Bồ Đề hét thảm một tiếng, đụng bay lên trời. Phốc phốc phốc, thân thể của hắn bị xuyên thủng. Lý Thiên, một khắc cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh. Cái kia tái nhợt ánh mắt, rốt cục xuất hiện hoảng sợ. Thế mà, hắn lại không có cách, hô lên cái cuối cùng, mệnh chữ. Bởi vì, hắn đã bị vạn kiếm xuyên tâm.
Diệp Bồ Đề, chết. Phốc phốc phốc, gào thét kiếp khí trường kiếm, đem Diệp Bồ Đề thân thể, rảo sát đầy trời bột phấn, ào 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 rơi xuống, nhiễm tại mỗi một chiếc kiếp khí phía trên. Tội nghiệt đã chết, công đức vô lượng. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, đem Đông Hoàng kiếm hội tụ cùng một chỗ, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, lại lần nữa buông xuống. Chín loại hung hãn thú hồn, trấn áp chư thiên. Vô tận công đức lực lượng, tụ đến, để hắn thiên ý rồi rào trưởng thành. Thế như trẻ tre, không có thể ngăn cản. Cái kia lực lượng cuồng bạo, còn tại bên trong thân thể. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm về thương thiên, vô số kiếm khí phong bạo bao phủ chiến trường, đâm xuyên tại Diệp Bồ Đề hai đầu cộng sinh thú trên thân. Giết bọn họ. Biệt khuất thật lâu huỳnh hỏa bọn họ, tại tăng thêm Lý Thiên Mệnh Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận bạo phát, trong nháy mắt lật bàn. Tại Cửu Thiên Hung Hồn cắn xé phía dưới, đem cái này hai đầu cự thú, gần như đồng thời xé rách thành toái phiến. Chết thành dạng này, cho dù là vạn kiếm địa sát ma ưng, đều đã chết hết. Lý Thiên Mệnh biết, lần này Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận lực sát thương, vượt ra khỏi lẽ thường. Hắn thời gian ngắn, không có khả năng thi triển ra đồng dạng kiếm chiêu. Nhưng là, một chiêu cơ hồ diệt sát Diệp Bồ Đề một người hai thú, thiên đạo cùng nhân quả báo ứng lực lượng, đến cùng khủng bố cỡ nào, hắn đã bản thân trải nghiệm. Làm cái này một người hai thú, hóa thành đầy trời mưa máu thời điểm, hưởng thụ lấy công đức tạo hóa Lý Thiên Mệnh, yên lặng bắt đầu, đem cái này 100.000 kiếp khí, đều bỏ vào trong túi. Cái kia hình ảnh, rất nhiều người đời này khó quên. Làm hắn đem cái này 100.000 kiếp khí, cướp bóc không còn, đi ra tinh hải vòng xoáy kết giới thời điểm, bên ngoài còn sống kiếp lão, lộn nhào, thê lương chạy trốn. Chỉ có Long Ý Trần, quỳ trước mặt hắn, sắc mặt run rẩy, toàn thân run rẩy. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm, nâng lên cái cằm của hắn. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, tương lai chúa tể đại lục chìm nổi người, là ai? Long Ý Trần cảm thụ được trên cổ họng băng lãnh kiếm phong. Toàn thân đều đã run lên. Lưỡi kiếm kia chi băng lãnh, theo trên cổ họng truyền khắp toàn thân, để hắn cô dám động đậy, tử vong cách mình như thế tới gần. Hắn to khỏe hô hấp lấy, hầu kết trên dưới nhấp nhô, một miếng nước bọt lăn tại trong cổ họng, cũng không dám nuốt vào. Ngươi, là ngươi, Long Ý Trần sắc mặt đã trắng bệch, hắn chỉ còn lại có một cánh tay, ngón tay gắt gao nắm bắt bắp đùi của mình, có lẽ dạng này, mới có thể làm cho mình thanh tỉnh một số. Ngươi không phải nói là Diệp Bồ Đề sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Ta sai rồi, ta có mắt không tròng, ngươi đáng sợ nằm ngoài dự đoán của ta, ta đối với ngươi vạn phần chịu phục. Long Ý Trần vì mạng sống, đã không để ý tới tôn nghiêm. Ngươi chết đèn tắt, không thể hô hấp, khát vọng hết thảy tan thành mây khói. Mẫu thân thù không thể báo đáp, cả đời tâm nguyện không thể thực hiện, trong lòng có nhiều như vậy không cam tâm, hắn làm sao có thể, không hoảng sợ tử vong đâu. Loại kia ý thức tiêu tán, tại tử vong trước mắt dẫy dụa cảm giác, người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười cười, hắn thu hồi Đông Hoàng kiếm, nói, khác thổi phồng ta, ta thì chỉ đùa với ngươi, cái này thương mang đại lục vĩnh hằng tồn tại, ai cũng chủ không được nó chìm nổi, trên thế giới này bất kể là ai, đều là một hạt bụi bặm lịch sử, liền thượng thần đều sẽ chết bởi thời gian trong luân hồi, người nào đều không muốn quá phận nói khoác chính mình. Gặp qua Càn Đế cùng Diệp Bồ Đề, lấy thẩm phán chi nhãn đối đãi cái thế giới này, Lý Thiên Mệnh cảm ngộ rất nhiều. Phàm nhân tâm cao khí ngạo, tự cho là có chút trí tuệ, có thể rời núi lấp biển, liền cho là mình đã vượt ra thế giới, là thiên địa trưởng khống giả. Kỳ thật buồn cười cùng cực, thiên địa vạn vật tự có hắn vận hành quy tắc, vạn vật đều tại thiên đạo hệ thống bên trong, mỗi người đều muốn đối với tự nhiên mang trong lòng kính sợ, tất cả mọi người là một hạt bụi nhỏ, tuyệt đối đừng đánh giá cao chính mình. Long Ý Trần hoàn toàn nghe không hiểu, hắn tại ra vẻ cao thâm nói cái gì, hắn chỉ quan tâm chính là, hắn có thể hay không giết chết chính mình. Hắn cúi đầu, trong lòng dày vò, khẩn trương mà run rẩy. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn, vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, xem ở ngươi đời này quy quy củ củ phân thượng, hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh, về sau tự giải quyết cho tốt. Nghe được câu này, Long Ý Trần căng cứng thân thể, rốt cục nới lỏng. Cả người sủi lơ tại trên mặt biển. Tiếp đó, hắn sợ rằng sẽ dùng mới phương thức, để suy nghĩ nhân sinh. Rời đi ngôi sao này về sau, Lý Thiên Mệnh đổi một chỗ yên tĩnh. Trong tay hắn, xuất hiện một chương tinh thần lập lòe địa đồ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là tinh đồ.
đây là theo Diệp Bồ Đề trên thân lấy đi. 100.000 kiếp khí nhiều lắm, Lý Thiên Mệnh tu di giới chỉ căn bản chứa không nổi, vừa vặn, Diệp Bồ Đề trên ngón tay, có không ít trống không tu di giới chỉ, Lý Thiên Mệnh liền cùng nhau cầm đi. Hiện tại, trên người hắn có hơn vạn thiên địa kiếp nguyên cùng 100.000 kiếp khí, mà lại đều là đỉnh cấp. Nhưng bảo tàng này, tuyệt đối có thể làm cho cả thái cổ thần vực chiến đấu lực, lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, để quân đội hoàn toàn tinh anh hóa. Đáng tiếc, ta tạm thời không bỏ ra nổi đi. Lý Thiên Mệnh không nóng nảy. Theo thời gian trôi qua, hắn tại thiên tinh cảnh càng ngày càng mạnh. Nếu là một mực ra không được, ta ngay ở chỗ này làm bá vương, người nào tiến đến ta giết ai, ha ha. Có điều, Diệp Bồ Đề loại này hung đồ, thật đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn nói từ nhỏ liền bắt đầu, tu luyện Bồ Đề Thánh Vương thể, vậy khẳng định là phụ mẫu cho sắp xếp xong xuôi. Đối với người này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lắc đầu. Ăn một triệu tâm, thành Thánh Vương thể. Người chết đèn tắt, mặc kệ cái gì cường hãn nhục thân, đều muốn vì tội nghiệt chuộc tội. Hắc động tinh thần, lại có 9 viên, còn thừa lại 2 khỏa, ta không có đến qua. Không biết, ta lại thông qua cái này 2 ngôi sao, sẽ phát sinh cái gì? Nói đến, còn lại 2 ngôi sao, nhất định có quỷ vương cấp bậc đối thủ, đang chờ ta mắc câu đây. Ánh mắt của hắn, lại đi nhìn những dấu hiệu kia tinh thần. Rất nhiều sao thần, hắn đều đi qua, cho nên có chút ấn tượng. Kiếp nguyên cùng kiếp khí, hẳn là tại cái này 2 ngôi sao xuất hiện, bất quá 2 cái này cũng không có bị tiêu ký. Huyết ý quỷ vương bọn họ, tựa hồ vẫn luôn tại mù đi dạo, chẳng lẽ phía trên này tiêu ký có bảo tàng tinh thần, đều là giả. Vẫn là nói, Diệp Bồ Đề trên tay cầm lấy, là một chương giả tinh đồ. Hắn có không ít nghi hoặc. Mặc kệ, trước tu hành. Hắn tiềm nhập một khỏa lôi đình tinh thần, đạt tới vị trí trung tâm. Ngôi sao này, liền cửu cung quỷ tông người đều không có, nói rõ, bọn họ bởi vì ta ám sát, tạm dừng tìm kiếm bảo tàng. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Biết khó chịu a, tiếp đó, để cho các ngươi càng khó chịu hơn. Huyết ý quỷ vương, thật tốt hưởng thụ. Nói thật, Diệp Bồ Đề dạng này người, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, quả thực cũng là vô cùng lớn bảo tàng. Chu sát hắn về sau, hắn đạt được rất nhiều tạo hóa, cái này giống như là thế giới pháp tắc cho lễ vật, lại như là những cái kiệu oan hồn biếu tặng. Diệp Bồ Đề mới 40 tuổi, thì có nhiều người như vậy, gặp tai nạn, nếu là hắn sống đến mấy trăm tuổi, cái kia tiếp nhận cơn ác mộng người, chẳng phải là đến hơn 10 triệu. Đây đều là công đức, đều phải tính toán tại Lý Thiên Mệnh trên đầu. Chúng sinh công đức, kỳ thật tương thông. Tự trận chiến kia về sau, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, đạt được bàng bạc trưởng thành. Tại cái này đại lượng giết hại bên trong, hắn vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cũng vì hắn cướp bóc đại lượng sinh cơ, đi vào sinh kiếp bên trong, để hắn nắm giữ bài trừ tử kiếp, lại lần nữa nhập sinh cơ sở. Hắn khổ tu 3 ngày, ngũ trọng sinh kiếp, lại lần nữa do tử chuyển sinh, phá tử kiếp, thành tựu sinh chi kiếp hoàn. Thân thể của hắn, lại lần nữa cải lão hoàn đồng, càng tuổi trẻ càng kiều nộn, ra kia xem ra, có lẽ liền tiểu nữ hài, đều sẽ ghen ghét. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không bởi vậy lộ ra nương pháo, hắn hiện tại khí chất, lộ ra túc sát mà lạnh lẽo, không lúc nói chuyện, tựa như pháp tắc một dạng lạnh lùng, chỉ có vui đùa ầm ĩ cười to thời điểm, mới là cái ấm áp đại nam hài. Tầng thứ 5 sinh kiếp, lực lượng chuyển thành sinh kiếp chi lực. Nhưng ta cũng không có, bị thiên tinh cảnh phong cấm, nói cách khác, thiên tinh cảnh phong cấm, là lấy cảnh giới vì phán đoán tiêu chuẩn. Dù sao kết giới là kết giới, chỉ có thể dựa theo quy tắc vận chuyển, phân biệt không ra ta thấp cảnh giới nhưng thực lực cường. Chờ ta đến thất trọng tử kiếp, khắp thiên hạ cường giả tiến đến, đoán chừng đều không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, nơi này dù sao không có quá nhiều Diệp Bồ Đề, hắn người như vậy, vẫn là càng ít càng tốt đi. Ta cũng không thể bởi vì chính mình làm đao phủ, dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm, chỉ hy vọng người phạm tội càng nhiều, vậy liền lẫn lộn đầu đuôi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, chu sát tội nghiệt, thu hoạch công đức chuyện này, quá mức nguy hiểm, hắn nhất định muốn giữ vững nội tâm, đó là hết thảy căn bản. Thành công sau khi đột phá, hắn rời đi viên này lôi đình tinh thần. Hiện tại, thiên tinh cảnh bên trong, có thể ngăn cản hắn người, chỉ sợ không có mấy cái. Hôm nay bắt đầu, bên ta có thể trở thành, các ngươi chân chính ác mộng. Băng lãnh thủy tinh phía trên, hải lưu an tĩnh chảy xuôi. Tinh hải vòng xoáy kết giới, đã không có. Long ý trần mờ mịt tứ phương,
hắn ngồi tại một đầu sơn hải trấn giới trời trên thân rồng, du tẩu tại cái này đại dương vô tận bên trong. Hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết, chính mình cái kia đi nơi nào. Trong óc của hắn, không ngừng đang vang vọng Lý Thiên Mệnh chém giết Diệp Bồ Đề hình ảnh, còn có hắn cùng mình nói những lời kia. Lòng kính sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trong truyền thuyết Diệp Bồ Đề, là cửu cung thần vực thánh nhân, lấy phúc phận nổi tiếng thiên hạ, tại cửu cung thần vực hưởng có không tệ danh vọng. Thậm chí, toàn bộ cửu cung thần vực, đều đem hắn xem như tương lai trụ cột. Cứ như vậy không có, ai? Long Ý Trần lại lần nữa thở dài. Cứ như vậy mờ mịt phiêu lưu, hắn đi tiếp rất lâu. Bỗng nhiên, hắn thấy được phía trước, xuất hiện hai cái ánh sáng. Cái kia ánh sáng cũng không mạnh, nhưng có chút đặc thù. Long Ý Trần tung bay đu qua, nhìn kỹ, phát hiện cái này tựa như là hai khỏa hạt châu màu trắng, tựa như là hai khỏa đại ngọc trai. Cái gì đồ chơi a đây là? Hắn đem hai cái này đại chân châu, thả trong tay, trực tiếp bàn lên, một bên bàn một bên nghe nhìn. Hắn bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm. Mềm, vẫn rất ngọt, Long Ý Trần nhìn không được liếm lấy một miệng. Bỗng nhiên, hắn vừa trừng mắt. Nôn. Hắn nắm bắt cuống họng, nôn khan một hồi, mặt đều thành màu xanh tím. Diệp Bồ Đề. Hắn đương nhiên nghĩ tới. Hai cái này màu trắng đại chân châu bọn họ là Diệp Bồ Đề nhãn cầu. Diệp Bồ Đề cơ hồ bị Lý Thiên Mệnh cửu thiên hung hồn kiếm trận, cho chém giết vỡ vụn, bất quá, liền Lý Thiên Mệnh cũng không biết, vẫn còn dư lại hai khỏa tái nhợt nhãn cầu. Mẹ trái trứng. Long Ý Trần cảm giác xúi quẩy, vội vàng muốn ném đi. Đúng vào lúc này, hắn tê cả da đầu, lưng phát lạnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn giống như cảm giác, trên tay cái này hai khỏa nhãn cầu, đột nhiên tự động vòng vo một chút. Phía trên không có con ngươi. Có thể Long Ý Trần cảm giác, bọn họ, đang nhìn mình. Sáng chói tinh thần tại xung quanh lập lòe. Một đám mấy ngàn người, sớm đã không có che giấu, tụ tập tại một khỏa hắc động tinh thần bên cạnh. Còn có rất nhiều người, đang từ bốn phương tám hướng, tụ tập ở chỗ này. Bọn họ rõ ràng đã, tạm thời từ bỏ tìm kiếm bảo tàng. Huyết Ý Quỷ Vương ngay ở chỗ này. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái lão giả áo lục, cái này lão giả áo lục thân hình khom người, một nửa mặt bình thường, một nửa khác mặt hoàn toàn là xanh biếc, phía trên mấp mô, tràn đầy nhô lên vấn đề, thậm chí còn có độc nồng chảy ra. Hắn chính là thứ 9 Quỷ Vương Thanh Minh Quỷ Vương. Huyết Ý Quỷ Vương cùng Thanh Minh Quỷ Vương song song mà đứng, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến thiên tinh cảnh đại nhân vật, hiện tại có thật nhiều, đều về tới bên cạnh của bọn hắn. Tin tức mang cho Phong Thanh Ngục cùng Lý Thải Vi đi. Huyết Ý Quỷ Vương hỏi. Cùng bọn hắn tông môn người nói, hẳn là có thể truyền đến. Hiện tại bọn hắn bốn cái tông môn người, cơ bản đều đã đình chỉ tìm kiếm, rút lui đến thiên tinh cảnh cửa vào, chúng ta người, thì hướng về cái này hai khỏa hắc động tinh thần tụ tập. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Ý tứ chính là, Phong Thanh Ngục cùng Lý Thải Vi hai cái, không quản được. Huyết Ý Quỷ Vương có chút bất mãn. Bọn họ vừa tiến đến thì biến mất, các loại sau đó gặp mặt, bọn họ đại khái có thể từ chối vì, không nghe thấy tin tức của chúng ta. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Hai vị này, giống như có chút quá để ý mình. Huyết Ý Quỷ Vương ánh mắt âm trầm nói. Bình thường đi, dù sao bọn họ hai cái này thần vực, không so nhất nguyên thần vực kém. Bọn họ tự thân năng lực cũng cường. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Trường Tôn Thần Khung đâu? Huyết Ý Quỷ Vương hỏi tiếp. Hắn trước đây cùng ta một đạo đâu, ta chào hỏi, hắn chính mang Thất Tinh Thiên Tông người tới. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Vẫn là Thất Tinh Thiên Tông cùng Tứ Tượng Hải Tông người nghe lời. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Như thế, bất quá, Long Thương Nguyên mình tại một cái khác hắc động tinh thần, vẫn là không tiện lắm, ta chờ một lúc qua bên kia thay đổi hắn. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Được, bên ngoài liên hệ sao? Liên hệ, điều 1500 cái, bát trọng sinh tử kiếp cảnh. Kiếp lão tới, đối ngũ hành địa tông áp chế, tạm thời buông lỏng. Ta thông báo, ảnh tử, cùng, phù du, bọn họ hẳn là sẽ cùng một chỗ tiến đến, cùng chúng ta tụ hợp, cái kia bốn cái tông môn người đều co đầu rút cổ lấy, hoàn toàn không dám tới thiên tinh cảnh, bên ngoài lưu một cái quỷ vương là có thể. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Vậy trước tiên dạng này, người đã đông đủ toàn lực bắt Lý Thiên Mệnh cùng Độc Cô Tấn, không giết chết bọn họ thì không kiếm sống. Tạm thời chúng ta còn kéo nổi. Huyết Ý Quỷ Vương nói. Vẫn là muốn mau chóng giải quyết, không phải vậy sớm muộn truyền đi, chẳng những khiến người ta chế nhạo,
trả lại cho cái kia tứ đại tông môn lòng tin. Thanh Minh Quỷ Vương nói. Ta biết. Không dùng Thanh Minh Quỷ Vương nói, Huyết Ý Quỷ Vương đều sát tâm bạo dạp. Mấu chốt là, thiên tinh cảnh quá lớn, không đụng tới người A. Cái kia ta hiện tại, liền đi Long Thương Hải bên kia. Thanh Minh Quỷ Vương sau khi nói xong, chính muốn rời khỏi. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên có 10 cái kiếp lão, khóc trời đập đất, thê thảm vô cùng, mang theo tiếng khóc nức nở một đường chạy vội mà đến. Bọn họ quỳ gối hai vị quỷ vương trước mặt. Chuyện gì? Huyết Ý Quỷ Vương có dự cảm không hay? Hắn gần nhất mí mắt luôn nhảy. Lần trước Hạ Tử Loan thời điểm chết, thì nhảy dồn dập. Hồi bẩm quỷ vương, Lý Thiên Mệnh, đem Diệp Bồ để giết. Hắn trả cướp đi 100.000 kiếp khí, đều là 8 đầu kiếp văn trở lên. Đó là mới xuất hiện trọng bảo, chúng ta phát hiện trước, kết quả Lý Thiên Mệnh giết đi ra. Bọn họ thở hồng hộc, lúc nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Mấy người các ngươi có bị bệnh không, ở chỗ này đùa kiểu này. Mau mau cút. Diệp Bồ Đề đứa nhỏ này, đều bát trọng sinh kiếp, nhanh so với chúng ta đều cao. Hắn có Bồ Đề Thánh Vương thể, tại cái này thiên tinh cảnh bên trong, có thể thu thập hắn người, trước mắt thì 5-6 cái. Cái kia còn chưa nhất định. Tuy nhiên rất chấn động, nhưng nói thật, đại đa số người cũng không tin. Bọn họ ngược lại rất tức giận. Loại này trò đùa, là có thể tùy tiện mở sao. Quỷ vương, việc này chắc chắn 100%, chúng ta tận mắt nhìn thấy, đều có thể dùng tánh mạng cam đoan. Ngoại trừ Diệp Bồ Đề bên ngoài, chúng ta còn có hơn 60 cái kiếp lão, chết tại trên tay của hắn. Mời hai vị quỷ vương, vì bọn họ báo thù A. Bọn họ thê thảm khóc giống. Nhìn bộ dạng này, không giống như là giả. Muốn là tin tức giả, các ngươi 10 cái. Toàn bộ đều đến số người rơi xuống đất. Thanh Minh Quỷ Vương thanh âm, đều run rẩy lên. Chúng ta nguyện ý lấy đầu người đảm bảo, nói tuyệt đối không giả. Tại chỗ rất nhiều người thấy được, tiếp đó, còn sẽ có người tới bẩm báo. Đúng, Long Thương Nguyên đứa con trai kia còn sống, hắn trước bị Lý Thiên Mệnh đánh bại chạy trốn, ta đoán chừng hắn một hồi cũng tới. Hai câu này nói ra, trên cơ bản, không có khả năng có hư giả. Ông! Mấy ngàn người sắc mặt đại biến. Diệp Bồ Đề, thế nhưng là hai vị kia tồn tại nhi tử. Hắn là lần trước thiên hạ đệ nhất A, liền xem như tại thiên tinh cảnh, cái này sao có thể A? Việc này phiền phức lớn rồi. Hạ Tử Loan bị giết, đó là Huyết Ý Quỷ Vương chính mình sự tình. Nhưng là Diệp Bồ Đề bị giết, đây là toàn bộ Cửu Cung Thần Vực sự tình. Đây chính là bọn họ thân phận và địa vị rõ ràng khác nhau. Diệp Bồ Đề tại Cửu Cung Thần Vực, thực sự quá siêu nhiên. Hiện tại người nghị luận phân phân, mỗi người đều có chút luống cuống. Bọn họ mặc dù tuổi tác lớn, kiến thức rộng rãi, còn theo không nghe nói qua, Cửu Cung Quỷ Tông sẽ tiếp nhận dạng này ngăn trở. Trước đây Diêm La, Hắc Ảm Chiến Tử, đều không tính là gì tổn thất. Dù sao, tuổi bọn họ quá nhỏ, cùng Diệp Bồ Đề căn bản không cách nào so sánh. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía hai vị quỷ vương. Thế mà, hai vị quỷ vương, cũng tại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao bây giờ? Thanh Minh Quỷ Vương ánh mắt rung động. Phiền toái, sự tình đã phát sinh, kết quả không có cách nào cải biến, chỉ có thể nhất định phải đem con ruồi này, mau chóng xử lý sạch, tốt cho bọn hắn một cái công đạo, nếu không. Huyết Ý Quỷ Vương, vậy mà cảm thấy hoảng sợ. Hắn gắt gao cau mày, nhớ tới thiếu niên tóc trắng kia. Hắn hiện ở trong lòng 10.000 cái hối hận, không có ở ngay từ đầu, thì liều lĩnh giết chết hắn. Đến bây giờ, càng ngày càng phiền phức. Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh xuyên phá trời. Đúng vậy a, chuyện tính chất, đã hoàn toàn khác nhau. Hai vị kia vì Diệp Bồ Đề, dốc hết tâm huyết, dốc lòng bồi dưỡng. Không biết hiện tại tông môn bên kia, lại là động tĩnh gì. Huyết Ý Quỷ Vương cảm giác khuôn mặt, đều muốn bị Lý Thiên Mệnh kéo vỡ thành hai mảnh. Hắn quả thực hận không thể, quất chính mình một bàn tay. Tại cái này tĩnh mịch trong không khí, hắn gọi tới một cái tam nguyên kiếp lão, nói, ngươi ra ngoài, để bên ngoài hai vị quỷ vương lúc tiến vào, đem dịch tinh ẩn mang vào, hắn cái kia phát huy được tác dụng. Vốn là coi là không dùng được dịch tinh ẩn, không nghĩ tới, chúng ta vẫn là khiêng đá, đập chân của mình. Thanh Minh Quỷ Vương cắn răng nói, dịch tinh ẩn cũng không nhất định hữu dụng, thử một lần đi,
ta nhìn tiểu tử này lạnh nhạt vô tình, chưa hẳn để ý dịch tinh ẩn sinh tử. Huyết ý quỷ vương nói. Nói cho cùng, kỳ thật cũng là các loại không nghĩ tới. Huyết ý quỷ vương tự cho là, mình làm ra phản ứng, đã rất nhanh. Có thể không có cách, nắm giữ thẩm phán chi nhãn Lý Thiên Mệnh, đụng phải yêu ma quỷ quái vô số cửu cung quỷ tông, liền thành một cái đẻ không được cuồng ma, điên cuồng trưởng thành. Cho đến giờ phút này, cho cửu cung thần vực, một lần trọng thương. Cửu cung thần vực, quỷ thần sơn mạch. Quỷ thần sơn mạch, tựa như là một cái nằm dưới đất, vô biên cự nhân, nguy nga cao ngất, kéo dài không dứt. Tại cái này, cự nhân, vị trí trái tim, đồng dạng là cửu cung quỷ tông cấm địa. Trong cấm địa hôi vụ lượn lờ, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như là tử vong nghĩa trang. Trên thực tế, nơi này là Diệp Bồ Đề lớn lên địa phương. Tại chốn cấm địa này chỗ sâu, kiến tạo hai tòa cung điện. Một tòa đen nhánh, giấu ở hắc ám trong bóng râm. Một tòa thuần trắng, nhưng cũng không thánh khiết, mà là một loại khổ lao cốt cách nhan sắc, tương đương trắng bệch. Cửu cung quỷ tông đệ tử đều biết, đây chính là trong truyền thuyết Hắc Bạch Thiên Cung. Toàn bộ cửu cung thần vực, may mắn nhìn qua Hắc Bạch Thiên Cung người, cũng không có mấy cái. Bởi vì, nơi này là cửu cung thần vực tối cường giả chỗ tu hành, càng là cửu cung quỷ tông bí mật chi địa. Liền xem như quỷ vương, cũng không phải là tất cả, đều có tư cách bước vào vùng cấm địa này. Không sai ngày hôm nay, lại có một cái tử bào người, xuyên thấu sương mù dày đặc, đi tới Hắc Bạch Thiên Cung trước đó. Đó là Tử Tiêu Quỷ Vương. Bồ Đề Mệnh Linh Thạch Nát. Tử Tiêu Quỷ Vương vừa tới thời điểm, Bạch Thiên Cung bên trong truyền đến thanh âm của một nữ tử. Thanh âm kia nghe khàn khàn mà khô lão, giống như là một cái sắp chết bà lão. Thanh âm như vậy, giống như là tại miêu tả một việc, rất khó nghe ra tâm tình của nàng. Vâng, Tử Tiêu Quỷ Vương gật đầu, trước mấy ngày, nhị tử ta Cổ Vân Ca cùng con dâu Hạ Tử Loan cũng đi. Lại là cái kia đế tử làm sao? Hắc Thiên Cung bên trong truyền đến thanh âm của một nam tử. Kỳ quái là, cái này nam tử thanh âm, nghe giống như là cái 12-13 tuổi thiếu niên, thậm chí còn không thay đổi âm thanh. Hai thanh âm lăn lộn cùng một chỗ, không khỏi khiến người ta cảm thấy quái dị. Đúng, Tử Tiêu Quỷ Vương gật đầu. Lão Tứ, Bồ Đề ánh mắt, tìm được chưa? Hắc Thiên Cung nam tử nói. Tìm được, đã tại đưa về tông môn trên đường, Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Sau khi tới, trước tiên đưa tới, Bạch Thiên Cung nữ tử nói. Hai người bọn họ nói chuyện, thanh âm quái dị, nhưng hoàn toàn giống như là tại đọc chậm, lời nói không buồn không vui, nghe rất khó chịu. Vâng, Tử Tiêu Quỷ Vương nhếch miệng, hai vị, liên quan tới chuyện báo thù. Để lão tam làm, nếu có thể bắt sống, đưa tới nơi này. Nếu là giết, liền đem thi thể trả lại, bao quát hắn cộng sinh thú. Hắc Thiên Cung nam tử nói. Đúng. Ta để lão tam nhanh chóng hoàn thành, càng kéo dài, quá không ra gì, chế tạo nhiều như vậy hỗn loạn. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Khương Vô Tâm tiến trình như thế nào? Bạch Thiên Cung nữ tử hỏi. Rất thuận lợi, hắn nổ là còn muốn chống cự, muốn giữ lại chính mình hồn, ha ha. Phong Thanh Mục làm sao biết, chúng ta đang làm cái gì? Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Ngươi cùng lão tam hai chuyện này, đều khác xuất sai lầm, các loại lão tam giải quyết. Liền muốn bắt đầu xử lý đại nghiệp, vì lần này, chúng ta đợi hai cái 100.000 năm. Hắc Thiên Cung nam tử nói. Đi làm đi, lão tam bên kia nếu là có phiền phức, thì cho hắn vô hạn viện binh, không cần phải để ý đến mặt mũi, đem sự tình làm thỏa đáng. Bạch Thiên Cung nữ tử nói. Đúng, hai vị, ta hôm nay đến đây, còn có một chuyện. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Nói, tông môn tới tiểu cô nương, nàng cộng sinh thú. Tự xưng đến từ vực ngoại tinh không, sống trăm vạn năm, bây giờ trầm luân. Nó nói biết được Lý Thiên Mệnh thân phận chân thật, càng có thể cung cấp để cho chúng ta toàn tông mạnh lên phương pháp. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Nó kêu cái gì? Hắc Thiên Cung nam tử nói. Thái Cổ Tà Ma. Thiên Nguyên đỉnh trấn áp xuống, Thái Cổ Tà Ma chi nhãn chân chính chủ nhân. Hắc Thiên Cung nam tử hỏi. Đúng. Đem nó, mời, tới nơi này, lễ nghi đối đãi. Đúng. Ta cái này đi làm. Tử Tiêu Quỷ Vương sau khi nói xong, quay người rời đi, cái này Hắc Bạch Thiên Cung, lại lần nữa tĩnh mịch xuống dưới. Thú vị, liền trong truyền thuyết Thái Cổ Tà Ma đều xuất hiện, xem ra, là đến thay đổi cùng báo thù thời khắc. Hắc Thiên Cung nam tử rốt cục cười. Tiếng cười kia, tựa như là cái nam hài. Bồ Đề đi, người không thống khổ sao?
Bạch Thiên Cung nữ tử hỏi. Thống khổ, ta không hiểu ngươi nói hai chữ này, là có ý gì? Bồ đề vì, tiếp dẫn, mà sinh, ánh mắt của hắn là cửa sổ, đó là hắn vĩ đại nhất sứ mệnh, hắn xuất sinh chính là vì cống hiến, cũng có ngày chúng ta hoàn thành mộng tưởng, bồ đề chính là đệ nhất công thần. Hắn giữ vững hai mắt, chính là công đức vô lượng. Hắc Thiên Cung nam tử nói. Ừm, nữ tử gật đầu. Thiến Thiến, nam tử hô một tiếng. Ừm, tin tưởng ta, hết thảy đều đáng giá. Ừm, Thái Cổ Thần Tông, Độ Kiếp Phong. Độ kiếp điện phía trên, mấy chục cái tam nguyên kiếp lão, mấy vị điện chủ, thần soái, còn có Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý hai vị tông chủ đều tại. Bọn họ chính đang thương thảo ngũ hành địa tông chiến cục. Tình huống trước mắt không thể lạc quan, cho nên độ kiếp điện bầu không khí rất lạnh lẽo, đến sau cùng cơ bản không một người nói chuyện. Đối phương đang đùa bỡn, kỳ trọng khá rõ ràng tại thiên tinh cảnh. Có thể mấu chốt là, tứ đại tông môn chỉ có thể bị đánh. Nghe nói thiên tinh cảnh cửa vào, phòng giữ nhân viên tiến vào rất nhiều, bên ngoài trống không một số, có phải hay không thiết lập hạ bẫy dập, đang dẫn dụ chúng ta. Tồn tại loại này khả năng, nhưng chỉ là dựa vào suy đoán, tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ chí mạng. Hành quân tác chiến, muốn là chân thật tình báo, mà không phải suy đoán. Mọi người thảo luận, lâm vào tử cục. Nói thật, thời gian dài như vậy, nói không chừng đối phương, đã được đến tuyệt thế trọng bảo. Dùng trên chiến trường, chúng ta càng không phần thắng. Hiện tại, chúng ta cùng còn lại ba cái tông môn quan hệ, thực sự quá bạc nhược. Lần này cần không phải chúng ta trợ giúp cấp tốc, ngũ hành địa tông nội bộ đều muốn làm phản rồi. Ngay cả như vậy, bây giờ cục diện, vẫn tràn ngập nguy hiểm. Một khi bọn họ đào móc thiên tinh cảnh chí bảo, chống đi tay đến, lại một chút cho ngũ hành địa tông một số uy hiếp, tương nguyên quân tông chủ đều nhịn không được. Ngũ hành địa tông nội bộ năm phe thế lực. Tương tông chủ quyền lên tiếng không cao lắm. Muốn là ngũ hành địa tông đổ, mặt khác hai cái. Bọn họ không phải cố ý phủ lên, mà chính là hiện thực cũng là như thế, chỉ cần nói đến, đều biết hiện tại, đến cỡ nào bất lực. Đều do cái này thiên tinh cảnh, tăng lên nhiều lắm biến số, liên minh chúng ta ba cái tông môn, quá sợ đối phương tại thiên tinh cảnh, đạt được bảo tàng. Hiện tại đã không nể mặt mũi, khảo nghiệm ai nguyện ý vì tông môn phụng hiến thời điểm đến. Trên thực tế, chỉ cần từ bỏ hết thảy, bỏ trốn mất dạng, cái này diệt môn tai nạn, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với chính mình. Thực lực của bọn hắn, coi như thoát ly chín đại thần vực, đều có thể yên ổn sinh tồn. Sắc mặt của rất nhiều người, rất khó coi. Phương Thái Thanh đầu ngồi ở vị trí đầu, nhắm mắt lại nghe lấy bọn hắn thảo luận. Thời gian trôi qua rất chậm, rất nhiều người đều tâm loạn như ma. Bỗng nhiên, báo, một tiếng chói tai rít lên. Tại độ kiếp điện cửa vang lên, sau đó, một người mặc chiến giáp trung niên tướng lãnh, xông vào độ kiếp điện. Thần sắc hắn vô cùng kích động, sau khi đi vào, nhịn không được cười to ba tiếng, làm đến mọi người mạc danh kỳ diệu. Khác mất mặt xấu hổ, có chiến báo mau nói. Một vị tam nguyên kiếp lão không nhịn được nói. Triệu Liễu, chút nghiêm túc. Đúng đúng, cái kia trung niên tướng lãnh đình chỉ không cười, tăng hắng một cái, đây không phải chiến báo. Là chúng ta tại cửu cung thần vực nội tuyến, truyền đến mật hàm. Đọc, Phương Thái Thanh mở hai mắt ra, nóng rực ánh mắt, thiêu tại cái kia trên thân người. Trung niên tướng lãnh hắng giọng một cái, nói, đến từ thiên tinh cảnh nội bộ tin tức, đế tử Lý Thiên Mệnh, tại thiên tinh cảnh tu vi tăng trưởng mãnh liệt, bởi vì ngũ đại thần vực rất nhiều cường giả, thực lực bị phong cấm kết giới chân áp, cho nên không làm gì được đế tử. Đế tử tại những ngày qua, liên tục ám sát hơn 800 cái kiếp lão. Làm cho huyết ý quỷ vương tạm dừng tìm kiếm trọng bảo, điều tới 1.800 trọng sinh tử kiếp cảnh, toàn lực đuổi giết hắn, nhưng tạm thời vẫn không có kết quả. Mặt khác, trước mắt thiên tinh cảnh bên trong xuất hiện hai đại bảo tàng, phân biệt là 15.000 cái năm, 6 cấp thiên địa kiếp nguyên cùng 100.000 kiện 8 đến 10 đầu kiếp văn kiếp khí, đều bị đế tử một người đoạt đến. Lớn nhất kình bạo chính là, hôm qua, cửu cung thần vực đại loạn, bởi vì vì thứ nhất, thứ hai quỷ vương chi tử Diệp Bồ Đề. Tại thiên tinh cảnh bên trong bị đế tử chém giết, tin tức này đã oanh động cửu cung thần vực. Cho tới bây giờ, đế tử bình yên vô sự. Một đoạn này lời nói đọc ra, độ kiếp điện lặng ngắt như tờ. Bởi vì từ phía trước mấy câu nghe, cảm giác thì rất giật, càng là đến đằng sau, càng ngày càng kéo. Lý Thiên Mệnh tại thiên hạ đệ nhất hội mạnh bao nhiêu, bọn họ tận mắt nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ. 800 cái kiếp lão, còn có đời trước thiên hạ đệ nhất Diệp Bồ Đề.
cùng hắn căn vốn không cùng một đẳng cấp nhân vật. Mà lại, tổng cộng xuất hiện hai đại bảo tàng, để một mình hắn cướp được. Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, Huyết Ý Quỷ Vương những người này, ở bên trong ăn cơm khô. Thậm chí có người cười một tiếng, nói, truyền mật hàm vị này, có phải hay không dứt khoát làm phản, lừa gạt chúng ta? Có cái này khả năng. Quá giật, đây là làm cửu cung quỷ tông là ngu xuẩn, vẫn là làm chúng ta là ngu xuẩn. Thật có thể biên, làm sao không biên, Lý Thiên Mệnh đem Huyết Ý Quỷ Vương, Phong Thanh Ngục cùng Lý Thải Vi đều giết. Hiện tại độc bá thiên tinh cảnh tất cả bảo tàng. Bầu không khí vui mừng vui vẻ lên. Mọi người xem như khổ trong làm vui. Cho mật hàm cho ta, Phương Thái Thanh nói. Tông chủ, mật hàm có 28 phần, toàn bộ đều là cửu cung thần vực truyền đến, tin tức đều không khác mấy, còn có mật hàm đánh dấu, đệ tử trước đây còn giết Cổ Vân Ca cùng Hạ Tử Loan hai cái quỷ vương đời sau. Trung niên tướng lãnh theo trên thân tìm ra thật dày mật hàm. 28 phần. Mọi người đột nhiên trừng to mắt. Đúng thế. Lấy ra, Phương Thái Thanh khẽ vươn tay, cái kia mật hàm toàn bộ đến trong tay hắn, hắn mỗi một phần đều nhìn, xem hết đều cho Kiếm Vô Ý. Kiếm Vô Ý xem hết lại phân phát xuống dưới, để mỗi một cái tam nguyên kiếp lão xem qua. Độ kiếp điện, lại không người cười. Rất nhiều người run rẩy cầm lấy mật hàm, thậm chí có người hốc mắt đỏ bừng, nhịn không được đọc. Báo, thu đến mật hàm 81 phần, toàn bộ là cửu cung thần vực phát tới. Báo, thu đến mật hàm 391 phần, từ ngũ hành thần vực tiền tuyến phát tới. Báo, phương thần vũ thần soái truyền đến chiến báo. Phía trên đánh dấu cửu cung quỷ tông quân đội gần đây đại loạn, nguyên nhân là thiên tinh cảnh bên trong, Diệp Bồ Đề bị giết. Độ kiếp điện trực tiếp nổ. Những thứ này tam nguyên kiếp lão nhóm, nguyên một đám đứng lên, nhận lấy những cái kia mật hàm, bất kể thế nào nhìn, đều là một cái nội dung. Thẳng đến sau 3 canh giờ, độ kiếp phong nhận được mật hàm, đã chồng chất thành núi. Mỗi người đều có sự miêu tả của mình, thậm chí nghe nhầm đồn bậy, hiện tại Lý Thiên Mệnh, quả thực bị miêu tả thành thần. Nhưng là nói thật, trong đó đối cửu cung thần vực phản ứng ghi chép, còn có chuyện bản chất, tuyệt đối không sai. Đệ nhất, Lý Thiên Mệnh còn sống, hung mãnh tăng cường. Thứ hai, hắn đoạt được hai đại trọng bảo, để cửu cung quỷ tông người, nghiến răng nghiến lợi, vô năng phẫn nộ. Thứ ba, hắn liên tục giết Hạ Tử Loan, Cổ Vân Ca, còn chém tại cửu cung thần vực danh vọng đào thải Diệp Bồ Đề. Độ kiếp điện bên trong, rốt cuộc không người cười. Bọn họ dường như đều có thể nhìn đến, Huyết Ý Quỷ Vương phun máu nổi giận. Nhìn đến bọn họ đám kia lão gia hỏa chật vật. Mà hết thảy này, đều là một cái, bọn họ cho rằng lại không hy vọng, không có khả năng còn sống rời đi thiên tinh cảnh Lý Thiên Mệnh, chỗ làm được chuyện tình. Độ kiếp điện bên trong, không ít tam nguyên kiếp lão, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Mụ nội nó, cái gì gọi là đế tử A? Đây con mẹ nó mới là đế tử A. Cái đồ chơi này. Sẽ không phải thật là thủy tổ chuyển thế, đến cứu vớt chúng ta à. Ta dựa vào, lão phu 200 năm không có chảy qua nước mắt, hôm nay cho đế tử sợ quá khóc, ha ha. Tại chúng nhân chú mục bên trong, Phương Thái Thanh đứng ngẩn ngơ thật lâu. Hắn cầm lên một thanh mật hàm, xoay người rời đi. Đi Hiên Viên Hồ, Kiếm Vô Ý hỏi. Ừm, ta cũng đi, Kiếm Vô Ý nói. Đi chứ sao? Bọn họ bay thẳng chỉ hướng Hiên Viên Hồ phương hướng. Ngươi nói thần kỳ sao? Phương Thái Thanh lắc đầu nở nụ cười. Thần kỳ, Kiếm Vô Ý nhẹ gật đầu, nhớ tới thứ nhất mắt gặp hắn thời điểm, ta đem hắn tùy tiện nhét vào Nhân Nguyên Tông, nếu không phải tôn thần cường điệu, ta đều chẳng muốn nhìn hắn, ha ha. Ha ha. Có điều, cửu cung quỷ tông bị bức ép đến mức nóng này, hiện tại Huyết Ý Quỷ Vương áp lực lớn. Kiếm Vô Ý nói bổ sung. Đế tử đường rất hung hiểm, hãy chờ xem. Phương Thái Thanh nói. Thái Cổ Thần Tông, Nhiên Linh Cung. Tôn Thần, Thiên Nguyên Tông Chủ, Nhân Nguyên Tông Chủ cầu kiến. Phương Thanh Ly tại Khương Phi Linh bên ngoài tẩm cung nói chuyện. Ừm, bên trong truyền đến một tiếng thanh âm êm ái, thanh âm này nghe, có chút tiêu điều, vô thần. Sau đó không lâu, một người mặc lấy màu lam nhạt mộc mạc váy dài thiếu nữ, theo tẩm cung đi ra. Dù cho đơn giản quần áo, xuyên tại trên người của nàng, đều giống như chân bảo. Thiếu nữ thần thái. Dù là có chút tối nhạt, cái kia như thần nữ lâm trần giống như dung nhan, vẫn có một không hai. Tôn thần, mời. Phương Thanh Ly phụng dưỡng sau lưng, theo Khương Phi Linh, đi tới trên đại điện. Phía trên tòa đại điện này, chỉ có ba người,
theo thứ tự là thiên địa nhân ba vị tông chủ, trong đó Phương Thái Thanh ở giữa. Tôn thần, có quan hệ với thiên tinh cảnh mật hàm, ta chỉnh sửa lại một chút, ngươi nhìn này phần là đủ. Chúng ta có thể cam đoan, tin tức vô cùng xác thực không sai. Phương Thái Thanh sắc mặt ôn hòa, không sợ hãi không thích, đem mật hàm đưa cho hắn mẫu thân Phương Thanh Ly, lại từ Phương Thanh Ly giao cho Khương Phi Linh. Khương Phi Linh nhìn mật hàm trước đó, quét ba người bọn họ liếc một chút, trong đó Phương Thái Thanh cùng Kiếm Vô Ý tương đối bình tĩnh, nhưng Hiên Viên Đạo đã hớn hở ra mặt, vẻ mặt tươi cười. Chẳng lẽ có tin tức tốt, ta phải nhịn xuống, không thể đại hỉ đại bi, diễn tốt tôn thần thân phận. Khương Phi Linh nhìn mật hàm trước đó, trước tâm lý dặn dò chính mình một câu, bớt được bản thân lại thất thố. Mặc dù nói, trước mắt đã không có bị vạch trần thân phận sầu lo, có thể, tôn thần, vẫn đến có tôn thần dáng vẻ. Nàng cái kia trắng như tuyết đầu ngón tay, run nhẹ nhẹ, mở ra xếp chồng mật hàm. Mật hàm nội dung đơn giản sáng tỏ, bàn giao phát sinh sự tình, không thêm phủ lên, vừa xem hiểu ngay. Mấu chốt là, Phương Thái Thanh đã nói qua, có thể cam đoan, tin tức vô cùng xác thực. Giết bồ đề, đoạt trọng bảo, chấn động cửu cung thần vực. Tin tức này đã truyền ra ngoài, rất nhanh sẽ bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, để thiên hạ thương sinh biết. Có thể dự đoán, chỉ tại chúng ta Thái Cổ Thần Vực, sẽ dẫn phát sùng bái đệ tử triều dâng. Tin tức này, đối Thái Cổ Thần Quân chiến lực, cùng chúng ta tứ đại tông môn liên minh vững chắc, đều có tăng lên rất nhiều. Phương Thái Thanh cất cao giọng nói. Tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng, thần thái của hắn, tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Ngược lại là còn không biết tin tức Phương Thanh Ly, nghi ngờ nhìn hắn một cái. Rất hiển nhiên, Khương Phi Linh đã xem hết. Nàng tận lực khống chế tay run rẩy chỉ, điều chỉnh tâm tình của mình, không cho nước mắt lần nữa tràn mi. Ca ca. Không nói còn lại, chỉ cần biết hắn bình yên vô sự, chính là khoảng thời gian này, lớn nhất tin tức tốt. Nàng nín thở. Nàng biết, coi như đây là kinh thiên tin tức tốt, nàng vẫn không thể thất thố. Dù là trời sập, nàng là tôn thần, nàng đều muốn không biến sắc. Nàng đè nén xuống trong lòng cuồng hỉ, đã bình ổn tĩnh ánh mắt, liếc nhìn Phương Thái Thanh ba người bọn họ. Đồng thời, nàng đem mật hàm cho Phương Thanh Ly, Phương Thanh Ly sau khi xem xong, đừng nhìn cái này mặt lạnh phụ nhân, bình thường sắc mặt căng cứng, nhìn cái kia mật hàm thời điểm, nàng một tay bưng bít lấy môi đỏ, vừa đi vừa về nhìn nhiều lần, ánh mắt trợn thật lớn, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Hắn giết Diệp Bồ Đề. Phương Thanh Ly đối Diệp Bồ Đề khắc sâu ấn tượng. Nàng còn có một người đệ tử, là Thái Thanh Phương Thị Hậu Nhân, lúc ấy mạnh nhất thiên nguyên đệ tử. Tại lần trước cửu cung quỷ tông tổ chức thiên hạ đệ nhất hội bên trong, cái này đệ tử, tại cuối cùng quyết chiến đụng phải Diệp Bồ Đề, bị một chiêu đánh bại, cộng sinh thú chết thảm, dù là chuyển hóa làm cộng sinh linh, tại bị như thế đả kích về sau, hắn hậm hực không vui, cuối cùng tự vận. Hơn 10 năm trước, Diệp Bồ Đề liền đã, là chín đại thần vực các đệ tử ác mộng. Hắn bị hơn 10 năm sau Lý Thiên Mệnh chém giết. Phương Thanh Ly cảm giác xoang mũi đều đang bốc hỏa, nàng dù là lại khó có thể tin, đều không thể phủ nhận, con trai của nàng nói đến vô cùng xác thực không sai. Nàng và Phương Thái Thanh liếc nhau một cái, liền thấy được trong mắt của hắn kiên định tin tức mật hàm không sai. Chúc mừng tôn thần, chúc mừng đế tử không phụ thủy tổ cùng tôn thần hy vọng, chẳng những chém giết cường địch, giữ được sinh tồn, càng là đoạt được, có thể cải biến chiến cuộc trọng bảo. Hiên Viên Đạo lớn tiếng cười nói, phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh, quả thực vạn phần thoải mái. Cải biến chiến cuộc trọng bảo, Khương Phi Linh yên lặng lắng lại lấy ba động tâm tình, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ba vị tông chủ, nói, truyền ta hiệu lệnh. Vâng, Phương Thái Thanh ba vị tông chủ, vội vàng nửa quỳ. Lệnh chúng ta người liên lạc, toàn lực chú ý thiên tinh cảnh biến hóa, ta muốn sớm nhất cầm tới quan trọng tin tức, khác, phái ra tông môn cường giả. Tập kết chuẩn bị sẵn sàng, một khi ca. Thiên mệnh có thoát đi thiên tinh cảnh dự định hoặc là báo hiệu, tất cả mọi người nhất định phải toàn lực nghĩ cách cứu viện. Liều lĩnh cầm lại kiếp nguyên cùng kiếp khí. Đồng thời, cùng mặt khác ba cái tông môn thương nghị, để bọn hắn cũng phái ra cường giả, nghĩ cách cứu viện thiên mệnh. Đến lúc đó chúng ta đoạt được, có thể xuất ra một bộ phận cùng bọn hắn cùng hưởng. Khương Phi Linh nghiêm mặt nói. Nàng biết, đây là một loại mạo hiểm hành động. Nhưng là... đây là nàng duy nhất có thể bảo hộ Lý Thiên Mệnh cơ hội. Nàng lại cũng không muốn bỏ qua, cũng không tiếp tục muốn tránh tại cái này Nhiên Linh Cung, bất lực, liền người yêu, đều không bảo vệ được. Tôn thần, người chỉ tông môn cường giả, đại khái là chúng ta toàn thể chiến lực mấy thành.
Phương Thái Thanh hỏi. Ta mặc kệ mấy thành, ta muốn là, để thiên mệnh bình yên vô sự trở về, những cái kia kiếp nguyên cùng kiếp khí, nếu là rơi vào trong tay đối phương, chúng ta càng không phần thắng. Thiên mệnh làm rất tốt, cho nên, càng phải bắt được cơ hội lần này. Khương Phi Linh nói. Minh bạch, cụ thể công việc, ta lập tức cùng ba cái tông môn thương nghị, bọn họ đoán chừng cũng nhận được tin tức. Hơn vạn đỉnh cấp kiếp nguyên cùng 100.000 đỉnh cấp kiếp khí, sức hấp dẫn to lớn, tin tưởng bọn họ cũng lại bởi vậy toàn lực đánh cược một lần. Bất quá, nếu là chúng ta xuất kích hành động, tông môn bên trong trống rỗng, nếu là bị đối phương đánh lén, có thể sẽ tổn thất nặng nề. Phương Thái Thanh nhắc nhở. Đánh cược đi. Khương Phi Linh quá muốn cứu hắn, cho nên nàng hạ đều là mệnh lệnh, mà không phải thương nghị. Trước chuẩn bị tốt nhân thủ, lại yên lặng nhìn thiên mệnh tại thiên tinh cảnh động tĩnh biến hóa, hắn có lẽ còn có thể thiên tinh cảnh, làm ra càng nhiều chuyện hơn, lớn nhất một khắc, lại là chúng ta cần phải động thủ thời điểm. Đúng, tôn thần, ta lập tức an bài. Đến lúc đó, ta cùng kiếm vô ý đều đi. Tông môn bên này, thì nhìn Hiên Viên Đạo. Phương Thái Thanh nói. Không có vấn đề, Hiên Viên Đạo gật đầu. Hắn đoạn này thời gian, đều tại Nhiên Linh Cung, thật lâu đều không rời đi, ngũ long bản thần kết giới. Vì lần tránh mạo hiểm, một vị nhượng bộ, lùi bước, sẽ chỉ làm chúng ta mất đi càng ngày càng nhiều, tha rằng tử chiến đến cùng, để cho địch nhân biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta, cũng không muốn nhục nước mất chủ quyền. Nhu nhược người, người hằng nhục chi, cơ hội có lẽ chỉ có một lần, bình tĩnh muốn chú ý cẩn thận, anh dũng tiến lên. Khương Phi Linh nói, nàng dù sao tuổi tác quá nhỏ, tại cái này chỉnh cái thần vực ba đại tông chủ trước mặt, có thể đem lời nói chống đỡ, đã rất không dễ dàng. Thiên mệnh không tại, nàng không có người đáng tin cậy. Thế nhưng là lần này, coi như trước mắt thổi qua, chỉ là một cọng cỏ, nàng đều phải bắt được. Tạ tôn thần dạy bảo. Thiên địa nhân ba vị tông chủ, lui ra đại điện. Ngươi cũng ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một chút. Khương Phi Linh đối Phương Thanh Ly nói. Đúng, tôn thần, Phương Thanh Ly cúi đầu xuống, cung kính rút đi, trong tay còn cầm lấy cái kia mật hàm. Bọn họ đi về sau. Khương Phi Linh theo tôn tòa bên trên xuống tới. Nàng kéo lấy thật dài váy, dọc theo tuyết hoa bay lượn hành lang, đi hướng tẩm cung. Dọc theo đường gió tuyết tràn ngập, thổi lên mái tóc dài của nàng, trắng như tuyết trong thiên địa, gương mặt của nàng lộ ra nhàn nhạt phấn sắc, một đôi đồng tử trong suốt sáng long lanh, nếu như thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Đến cửa thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được, nước mắt lại cạch nhỏ xuống tới. Nàng một bên lướt qua, một bên lại tại cười. Chán ghét, không thể luôn chảy nước mắt, không phải vậy ca ca trở về, lại được chê cười ta. Nếu như hắn có thể trở lại. Nàng tăng tốc cước bộ, vào phòng, theo trong góc lấy ra một cái giường gỗ, uốn lên thân thể mềm mại ngồi tại trên ghế, sau đó đem giường gỗ thả ở trên bàn sách. Một tiếng cọt kẹt, nàng đem mộc mở giường ra. Chỉ thấy bên trong, chồng chất lấy rất nhiều thiên chỉ hạc. Bọn họ chỉnh chỉnh tề tề trưng bày, mỗi một cái đều xếp cực kỳ tinh xảo. Nàng duỗi ra ngón tay trắng nõn, rõ ràng đếm lấy. Vừa vặn 1.000 cái. Nàng nhếch miệng, tràn đầy ý cười, trên mặt lúm đồng tiền dụ người như vậy, có thể trong hốc mắt, còn có nước mắt tại yêu kiều mà động đây. Khi còn bé trong hoàng cung ma ma nói, thiên chỉ hạc có tưởng niệm lực lượng, mỗi ngày trong lòng nhớ tới một người, xếp một cái thiên chỉ hạc, xếp đầy 1.000 trời, thiên chỉ hạc thì sẽ thông qua tưởng niệm, đem nguyện vọng của ta mang cho hắn. Ta hy vọng thiên chỉ hạc có thể bảo hộ ca ca bình an, thế nhưng là ta quá gấp, mỗi ngày đều gãy tốt nhiều, hơn 10 ngày thì xếp đầy 1.000 cái, mama nếu như biết rõ, khẳng định phải chê cười ta. Thế nhưng là, nếu như còn có thể trở về, ta nhất định muốn nói cho mama, thật có thể linh nghiệm nha. Nàng xem thấy những thứ này rực rỡ muôn màu thiên chỉ hạc, ánh mắt lóng lánh quang mang. Tại đáy mắt của nàng, những thứ này thiên chỉ hạc tựa như là sống lại. Mỗi một cái đều hóa thành tiện như vậy huỳnh hỏa, bay múa tại Lý Thiên Mệnh bên người, đi bảo hộ hắn, để hắn tại mấy vạn trưởng bối cường giả truy sát bên trong, có thể sống sót, có thể về đi đến bên cạnh mình. Nhất định muốn trở về, Linh Nhi coi như không khi này tôn thần, cũng phải đem ngươi cứu ra. Nàng nắm chặt hai tay, đặt ở ngực, nhớ kỹ tâm nguyện của mình, đem nguyện vọng cược cho thiên chỉ hạc. Tôn thần. Tại nàng cầu nguyện thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Khương Phi Linh hơi hơi run một cái, nàng hiện tại đầy mặt nước mắt, thực sự không rất thích hợp gặp người. Không cần nhìn nàng đều biết, người đến là Phương Thanh Ly. Không phải để ngươi ra ngoài sao?
Khương Phi Linh hời hợt phủ lên dương gỗ, trầm giọng nói ra. Lão nô sai, cái này cáo lui. Phương Thanh Ly cúi đầu nói. Chờ một chút, Khương Phi Linh đứng lên, hỏi, có chuyện gì sao? Không có việc lớn gì, Thiên Nguyên Tông chủ để cho ta hỏi một câu, hắn nói ngũ hành địa tông cường giả khả năng ra không được, hắn chỉ có thể liên hệ mặt khác hai cái tông môn, hỏi ngươi dạng này có thể thực hiện sao? Phương Thanh Ly nói. Có thể thực hiện, Khương Phi Linh nói. Dù sao, ngũ hành địa tông bây giờ bị vây quanh, bên kia nhân viên điều động cực kỳ rõ ràng. Đúng, lão nô cái này cáo lui. Phương Thanh Ly cúi đầu, cung kính lui lại. Nàng đi về sau, Khương Phi Linh đem thiên chỉ hạc thu vào. Nhất định muốn bình an. Thiên tinh cảnh, lập lòe tinh không bên trong. Một đám đại khái 2.000 người đội ngũ, chính hướng thiên tinh cảnh vị trí trung tâm tiến lên. Đám người này đại khái từ 3 cái tông môn tạo thành, theo thứ tự là Cửu Cung Quỷ Tông, Tứ Tượng Hải Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông. Trong đó, Cửu Cung Quỷ Tông ước chừng có 1.400 người. Tứ Tượng Hải Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông, mỗi người có khoảng 300 người. Bọn họ là phụ trách tìm kiếm chung quanh đây 20 mấy cái tinh thần kiếp lão. Tại mấy cái, bát trọng sinh tử kiếp cảnh, kiếp lão thông báo phía dưới, bọn họ đã đình chỉ tìm kiếm bảo tàng, thống nhất tiến về hắc động tinh thần phương hướng. Bởi vì sợ tao ngộ Lý Thiên Mệnh, bọn họ không dám ít người hành động, trọn vẹn tụ tập quy mô lớn như vậy mới xuất phát. 2.000 người đã rất nhiều, từ xa nhìn lại, đều 10 phần chướng mắt. Trong đó chỉ ít, có hơn 200, nhị nguyên kiếp lão. Bọn họ nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, tự nhiên so sánh ầm ĩ, chỗ thảo luận sự tình, tự nhiên là Lý Thiên Mệnh giết Diệp Bồ Đề, cướp đi 100.000 kiếp khí sự tình. Trong đội ngũ top 5 top 3, thảo luận xôn xao. Rất nhiều năm kỷ không nhỏ kiếp lão, tức giận đến dựng râu trừng mắt, đại đa số người cúi đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Dẫn đầu mấy cái, bát trọng sinh tử kiếp cảnh, nhị nguyên kiếp lão, có 2 vị đến từ Cửu Cung Quỷ Tông, một cái Tứ Tượng Hải Tông, một cái Thất Tinh Thiên Tông. Hiện tại thiên tinh cảnh trong cục triệt để sửa lại, gia hỏa này liền Diệp Bồ Đề đều có thể giết chết, ẩn vào một cái ngôi sao, trực tiếp có thể chém dưa thái rau, hắn muốn giết bao nhiêu, thì giết bao nhiêu. Cửu Cung Quỷ Tông, tướng Kim Hâm, nói ra. Hắn chỉ có một người, đào tẩu cũng thuận tiện. Ai, một cái khác gọi là, Lầu Phì Vũ, trung niên nam tử, đồng dạng đến từ Cửu Cung Quỷ Tông. Mấu chốt là, chúng ta bát trọng sinh tử kiếp cảnh, lại bị thiên tinh cảnh áp chế cảnh giới, mạnh hơn người tới, đoán chừng đều không dễ thu thập hắn. Tứ Tượng Hải Tông, Long Quần Quần, nói, đây là một cái trung niên mỹ phụ, nở nang yêu nhiêu. Muốn là chúng ta tông chủ. Hoặc là quỷ vương tiền bối nhóm có thể bắt được hắn, cái kia còn có hy vọng. Đáng tiếc cái này thằng nhãi con rất có thể chạy. Thất Tinh Thiên Tông, trưởng tôn Võ Sinh, nói. Bốn người bọn họ, phụ trách mang cái này 2.000 người chạy tới hắc động tinh thần, cùng huyết ý quỷ vương tụ hợp. Thì một đứa bé, đem chúng ta bức thành dạng này, còn không phải không hơn 1.000 người cùng một chỗ hành động, mấy trăm người cũng không dám tại thiên tinh cảnh đi đường, thật sự là quá mất mặt, hy vọng các quỷ vương có thể mau chóng giết chết hắn đi. Nhanh, yên tâm đi, thiên tinh cảnh là quan trọng, thì một con ruồi mà thôi, ta cũng không tin 5 cái quỷ vương, 4 cái tông chủ, còn thịt không được hắn. Chúng ta cái này hơn 2.000 người, nếu có thể đụng tới hắn liền tốt, nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt, đều có thể nôn chết hắn. Hơn 2.000 người, tối thiểu có hơn 3.000 cộng sinh thú, đây chính là hơn 5.000 đại quân. Mà lại, tối thiểu đều là 6 tầng kiếp lão trở lên. Thả ở bên ngoài, đã là một cái đỉnh cấp quân đoàn. Tiến công các đại thần vực, công thành đoạt đất, đều không là vấn đề. Cứ như vậy, này một đám sao động, phẫn uất, chửi mắng chung lão niên kiếp lão, đi ngang qua một cái hải dương tinh thần. Đột nhiên, hải dương tinh thần phía trên, cuốn lên lật trời sóng nước. Tại cái kia hồng thủy thao thiên bên trong, một đầu to lớn 2 đầu thần long, từ đó vọt ra, trực tiếp ngăn cản tại cái này 2.000 cái kiếp lão trước mặt. Kia song đầu long giống như rùa, trên người có 9 tòa nguy nga kiếm hình sơn phong, đầu rồng, long chảo cùng long đuôi vô cùng to lớn, cương mãnh có lực, hắn trên thân còn quấn thiên trọng tinh hoàn, cương mãnh vô cùng, hai ánh mắt tỏa ra lấy vẻ hưng phấn. Nó ra sân, trực tiếp đem cái này 2.000 kiếp lão dọa đến khẽ giật mình. Như vậy mãnh thú, chính là thái cực hồng mông quỷ long, lam hoang. Tại cái này cự thú màu nâu đầu rồng phía trên. Đứng đấy một cái tóc trắng hắc bào thiếu niên. Thiếu niên này khoanh tay, trong ngực ôm lấy một cái chổng vó nằm ngáy o o,
chảy nước miếng gắn hắn một cánh tay hắc miêu, trên đỉnh đầu còn mang theo một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ. Cái kia chim nhỏ chính khí diễm phách lối, duỗi ra cánh, quét ngang qua, quát lớn, tất cả mọi người cho lão tử nghe, các ngươi đã bị kê ra ta một người bao vây, thức thời lập tức cởi quần cộc, mần mê các ngươi cẩu thí, xếp hàng để lão tử kiểm duyệt. Lời này một biểu, toàn trường tĩnh mịch. Bọn họ ánh mắt đờ đẫn, theo con chim nhỏ này, lại hoặc là nói là tiểu phượng hoàng trên thân, chuyển rời đến thiếu niên tóc trắng kia trên thân. Cơ hồ tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, hai mặt nhìn nhau. Hắn là Lý Thiên Mệnh. Mỗi người đều biết hắn. Nhưng nói thật, không có người sẽ đoán được, bọn họ sẽ tại dạng này trường hợp, đụng tới Lý Thiên Mệnh. Không phải ngẫu nhiên gặp, mà chính là Lý Thiên Mệnh chặn lại bọn họ. Thậm chí, cái kia tiểu phượng hoàng còn kêu gào nói, lũ chó săn, nghe đến không có. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ nơi này qua, lưu lại trứng đến. Cái gì, nữ không có trứng. Ha ha, không có việc gì, nữ trước tiên có thể đi. Kê ra ta thương hương tiếc ngọc. Vừa nói xong, nó liền bị Lý Thiên Mệnh vỗ một cái. Ngọa tào, lão tử nói sai, đều là lão thái bà lão phụ nữ, không thể đi, đều đem mệnh lưu lại. Huỳnh Hỏa vội vàng đổi giọng. Cho đến bây giờ, đối phương làm sao không hiểu, Lý Thiên Mệnh ý đồ. Ngươi chẳng lẽ là muốn một người, ngăn lại chúng ta cái này 2000 kiếp lão? Tứ tượng Hải Tông, Long Quần Quần, có chút khó có thể tin hỏi. Ngoài ý muốn sao, Lý Thiên Mệnh nói. Không ngoài ý muốn, người xác thực rất nghịch thiên, một tên tiểu bối, ép được ta nhóm ngũ đại thần vực, cũng không dám tìm kiếm thiên tinh cảnh, dù là ngươi là ăn phong cấm kết giới chỗ tốt, có thể làm được loại trình độ này, tính ngươi có bản lĩnh. Bất quá, ngươi được rõ ràng một cái đạo lý, chúng ta có thể lăn lộn cho tới hôm nay, đều không phải là trong mắt ngươi cừu non. Hơn 2000 người, chồng chất đều có thể đè chết ngươi. Cửu cung quỷ tông, Lâu Phi Vũ, nói. Tại ta trong mắt, các ngươi xác thực không phải cừu non, các ngươi là thi thể. Lý Thiên Mệnh trên tay hất lên, 15 điều kiếp văn, tà ma, xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. Hắn đột nhiên hất lên tà ma. Cái kia như là liên tiếp ánh mắt đỏ như máu xiềng xích, đột nhiên biểu bay 2000 mét, hóa thành đầy trời bóng roi. Phốc phốc phốc, liên tục mười mấy âm thanh phát ra tiếng gào thảm thiết. Mọi người tập trung nhìn vào, tà ma đã xuyên qua 10 cái kiếp lão thân thể, đem bọn hắn xuyên ở cùng nhau. Bởi vì cũng không phải là muốn hại, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là bọn họ muốn rút ra tà ma, vậy cũng không có khả năng. Tà ma phía trên âm tà chi khí nhập thể, tuyệt đối vạn phần khó chịu, bọn họ đau đến toàn thân đỏ bừng. Ngươi muốn chết. Trong lúc nhất thời, hơn 2000 kiếp lão, ánh mắt cũng bắt đầu phun lửa. Bọn họ nhân số nhiều lắm. Liền xem như mấy cái quỷ vương cùng một chỗ, tại thiên tinh cảnh chỗ như vậy, cũng không dám dạng này khiêu khích bọn họ. Muốn giết ta, xuống tới. Qua thôn này, vậy liền không có tiệm này. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, để Lam Hoang quay người xông vào đại dương kia tinh thần. Hắn tà ma kéo lấy 10 cái kiếp lão, đối phương kéo đều kéo không ngừng, kêu thảm bị Lý Thiên Mệnh, nện vào biển cả bên trong. Xuống tới, đồ bỏ đi. Thiếu niên đứng tại biển cả phía trên, quay đầu nhìn lấy cái này 2000 người. Quần áo của hắn bay phất phới, hai mắt túc sát, bá khí nảy sinh. Một người 20 tuổi tiểu bối, hướng về phía những trưởng bối này, như thế khiêu khích, tuyệt đối xưa nay chưa từng có, rung động đến tâm can. Cẩu tặc nhóm, liền gan chó này đều không có sao. Các ngươi từng cái sống mấy trăm năm, làm ăn gì, sống đến cứt chó lên sao? Lý Thiên Mệnh một tiếng giễu cợt, cái kia trào phúng biểu lộ, biểu thị đến 10 phần đúng chỗ. Đám người nổ. Tất cả mọi người hai mắt phun lửa, ánh mắt đỏ thẫm. Bọn họ cái tuổi này người, ỷ già đã quen. Bị một đứa bé như thế kêu gào, hỏa khí tất cả lên. Tất cả đứng lại đừng nhúc nhích, đi, để phòng có bẫy. Cửu cung quỷ tông Lâu Phi Vũ hô lớn. Có thể có cái gì nổ. Hắn tại thiên tinh cảnh chỉ có một người, coi như Độc Cô Tấn ở bên cạnh hắn, chúng ta nhiều người như vậy, đều có thể gọi hắn chết. Mụ nội nó, cái này tiểu hài tử tung bay thành dạng gì? Làm chúng ta là ăn chay sao? Lão tử cả một đời đều không nhận qua loại này khí, các ngươi không lên ta phía trên, chết đi coi như xong ta tự mình xui xẻo. Hơn 2000 người cũng không dám phía trên, chúng ta vẫn là cửu cung thần vực. Các ngươi đời này tu luyện là cái gì nói? Rùa đen rút đầu a. Bọn họ quá nhiều người, bất kể nói thế nào, cái này đều không phải là,
cái kia lùi bước thời điểm. Bọn họ có phán đoán của mình. Nhiều người như vậy tại cái này thiên tinh cảnh, 5-6 cái quỷ vương đều không cần sợ, dù sao, đối phương cảnh giới bị áp chế đến không khác mình là mấy. Vì cái gì tiểu tử này phía trên đi tìm cái chết, còn không lấy đầu của hắn. Chỉ cần có người phía trên, tràng diện thì không khống chế nổi. Phong kín cái này một cái ngôi sao, lấy mạng người chồng chất, đều muốn đè chết tiểu súc sinh này. Lão phu đời này giết qua người, so với hắn thấy qua người đều nhiều, đều lúc này thời điểm, ta còn có thể xám xịt lăn a. Người sợ chết, đi thông báo quỷ vương, mà nó, ta lên. Rầm rầm rầm. Nói thật, Diệp Bồ Đề vừa chết, lại bị bức phải đình chỉ tìm kiếm bảo tàng, mỗi người, đều là một bụng uất khí. Lại thêm, Lý Thiên Mệnh tại chỗ đem bọn hắn người tra tấn, kéo vào tinh thần. Mà lại ra nói châm chọc, ngôn ngữ ngả ngớn. Bọn họ đều là người có thân phận có địa vị, phẫn nộ bạo phát, ai cũng ngăn không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâu Phi Vũ phát hiện, căn bản không ai nghe hắn, dù sao thân phận địa vị của hắn, cũng không có cao hơn những người này quá nhiều. Đang chửi bậy trong thanh âm, 2.000 người bên trong, tối thiểu có hơn 1.600 người, trực tiếp thẳng hướng đại dương kia tinh thần. Tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm, tăng thêm cộng sinh thú, tối thiểu có 4.000 cái địch nhân tập kích, tràng diện này sao mà hung hiểm, sao mà dồi dào. Ngọa tào, người thật muốn chơi lớn như vậy à? Huỳnh Hỏa nhìn đối phương khí thế hung hung, đều có chút mộng. Thừa dịp thiên tinh cảnh phong cấm, giải quyết càng nhiều người, đối tương lai chiến trường bố cục, ảnh hưởng lại càng lớn. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, vô số cành lá theo trên người hắn dọc theo người ra ngoài, khởi nguyên thế giới thụ cắm dễ tại. Viên này có núi có nước tinh thần phía trên, điên cuồng lan tràn trưởng thành. Giết nhiều người như vậy, sát nghiệt cũng rất trọng a. Huỳnh Hỏa nói, không nhất định phải giết, hủy đi bọn họ thánh cung, bọn họ cũng không thể tiếp tục hại người. Lý Thiên Mệnh nói, hắn bản năng phía trên bài xích, không có tận cùng sát nghiệt. Dạng này thao tác độ khó khăn càng cao meo, người chắc chắn chứ. Trong ngực Miêu Miêu tỉnh lại, trợn mắt nói, thử một lần. Thực sự đánh không lại liền chạy thôi, dù sao bọn họ, đều đuổi không kịp ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Meo, Miêu Miêu sửng sốt, vì sao mỗi lần đều là ngươi trang bức, ta đoạn hậu a. Biết lắm khổ nhiều, huynh đệ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta meo ngươi quyển quyển xoa xoa. Miêu Miêu tâm lý mắng hắn ngàn vạn lần. Nói thật, loại này lấy một địch ngàn điên cuồng chi chiến, hắn chủ yếu nhất ỷ vào là tiên tiên. Tiên tiên là đoàn chiến chi thần. Lý Thiên Mệnh cũng muốn thừa dịp thiên tinh cảnh phong cấm, kiểm tra một chút, khởi nguyên thế giới thụ tại loại tình huống này, đến cùng có thể bạo phát tới trình độ nào. Dù sao, hắn đơn thể thực lực, vượt qua cái này 2.000 người, vô cho hoài nghi. Đối phương mấy cái bát trọng sinh tử kiếp cảnh, cảnh giới bị áp chế, tăng thêm bản thân thủ đoạn không như lá bổ đề, cho nên, bọn họ đối Lý Thiên Mệnh uy hiếp, cùng thất trọng tử kiếp không sai biệt lắm. Được, làm huynh đệ, liền bồi ngươi điên một lần. Đám này chó đồ chơi đuổi chúng ta lâu như vậy, nếu có thể giải quyết bọn họ, đối toàn bộ cửu cung thần vực, đều là một cái trọng thương, mà lại tiếp đó, nhất định có thể vượt đánh càng nhiều, thẳng đến sau cùng, để bọn hắn vào bao nhiêu người, thì phế bao nhiêu cá nhân. Huỳnh Hỏa nói đến nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được thân thủ cánh, đập lấy Lý Thiên Mệnh cái ót, nói, người cái này tiểu đảm thẳng mập a, tiểu lão đệ. Ta lá gan không mập, chủ yếu là bốn vị ca ca tỷ tỷ châu bò. Ta cùng bốn người các ngươi sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không tệ không tệ, ngươi rõ ràng nhận thức được, chính mình hèn mọn định vị. Huỳnh Hỏa hài lòng nói. Ha ha, gà tặc, mở đường đi thôi ngươi. Huỳnh Hỏa lời còn chưa nói hết, liền để Lý Thiên Mệnh bắt lại chim cổ, trực tiếp bị văng ra ngoài, gọi là một cái trời đất quay cuồng. Ngọa tào, Huỳnh Hỏa phát hiện, mình bị trực tiếp ném vào trại địch, chung quanh đều là đối với nó nhìn chằm chằm cự thú. Lý Thiên Mệnh, người không phải người. Huỳnh Hỏa vội vàng thi triển luyện ngục hỏa ảnh, một đường điên cuồng đi bộ, mới không có bị tập kích dây mất. Nó hấp dẫn vô số hỏa lực, trốn trở về thời điểm, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, đã lan tràn toàn bộ chiến trường. Đều chú ý một chút, lấy tiên tiên làm trung tâm, lẫn nhau trợ giúp, đánh không lại liền chạy. Bước vào ngũ trọng sinh kiếp về sau, Lý Thiên Mệnh lá gan mập. Nói thật, hắn thật muốn vì thái cổ thần vực. Vì Khương Phi Linh làm càng nhiều. Muốn hại chết cô nương nhà ta,
các ngươi những thứ này không biết xấu hổ lão già kia, đều mẹ nó cho lão tử làm rác rưởi đi. Nếu như lần này có thể thành công, cái kia chính là một cái vô cùng mỹ diệu bắt đầu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh càng muốn trở thành, cái này thiên tinh cảnh ác mộng. Nắm giữ thẩm phán chi nhãn về sau, Lý Thiên Mệnh không phải rất dám điên cuồng giết hại. Nhưng là, đem những này người phế bỏ, không tính nghiệp chướng A. Mà lại, cái này 2000 người, tối thiểu có 200 cái, đều là vạn ác bất xá hung đồ.